Thi Bình nói luôn, người ở Hoàn Sơn thôn chúng ta không có phân lượng sao được. Tứ Cẩu, bọn Đại Phong và ta thường xuyên đánh nhau, tuy bọn chúng thường xuyên đánh thua và đầu hàng, nhưng tuyệt đối không lâm trận bỏ chạy a. Ta nhớ kẻ nào đấm vào mặt ta, lần sau khi ta gặp lại nó, ta sẽ trả miếng y như vậy. Vưu Túy nói, nhưng chàng không dùng đao, chỉ có thể loạn đả như vậy sao? Thi Bình nói, loạn đả thì sao? Thắng được là tốt rồi, đánh nhau thì cần gì phải văn nhã phong độ? Triệu Tử Hào cười nói, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể đánh nhau như vậy. Quả xứng danh là quyền vương của Hoàn Sơn thôn. Độc Cô Minh tiếp lời, nhớ lúc đầu mới gặp, Thi Bình cứ tự nhận hắn là quyền vương, Độc Cô Minh cảm thấy thật buồn cười. Lôi Long nghĩ kỹ rồi nói, để tới giờ vẫn chưa minh bạch tại sao huynh có thể trở thành người của võ lâm, huynh giống người đến từ miền sơn quốc giản đơn, lỗ mãng, nói trắng ra là thổ phỉ a. Hoa Tiểu Ba nói đứt quãng, tỷ phu nhiều lúc chính thị là một tên lưu manh vĩ đại. Hoa Tiểu Ba, ngươi còn dám cười nữa, ta đấm cho ngươi ra thành cái đầu heo. Thi Bình tìm chỗ ngồi xuống, Hoa Tiểu Ba nhanh chóng thu lại nụ cười. Lôi Long la lớn, lão bá, dọn những bàn này đi, rồi đem ra thật nhiều thịt tươi và rượu nào. Lão đầu lúc này sực tỉnh, liền lên đáp nhanh, nhanh chóng đi chuẩn bị thức ăn. Trong lòng lão, bốn người võ lâm thế gia đã trở thành một đám sơn tặc từ trên núi cao mới hạ sơn. Ai, thật đáng thương cho thanh danh của võ lâm tứ đại gia, tất cả trong một chốc đều bị hủy trong tay gã quyền vương Hy Bình. Cả khách điếm chỉ còn lại bọn họ và ba nữ nhân kia. Triệu Tử Uy nháy mắt cho Hoa Tiểu Ba, Hoa Tiểu Ba lập tức hiểu ra, ba cặp mắt đều nhìn về phía thiếu nữ. Độc Cô Minh nhỏ giọng nói, Tiểu Ba, ngươi trước. Hoa Tiểu Ba xoay đầu nói, nếu tỷ phu không bị đánh ra thành cái đầu heo, với gương mặt anh tuấn của huynh ấy sẽ làm cho mỹ nữ này sao động, nhưng giờ đây huynh ấy chính thị là một tên đầu heo, phong độ không có, chính là lúc Hoa thiếu hiệp lộ diện. Hắn nói lời này vào tai Độc Cô Minh, những tưởng Hy Bình sẽ không nghe thấy, không ngờ Hy Bình nghe rõ từng chữ, giận dữ quát, Hoa tiểu tử, mẹ nhà ngươi dám gọi ta là heo, lại còn dám nói ta không có phong độ. Lúc lão tử đánh nhau là lúc phong độ nhất, ngươi dùng từ cho cẩn thận, không được hồ ngôn loạn ngữ. Hoa Tiểu Bang liền hạ đài, tỷ phu, huynh phải biết là hình tượng của huynh bây giờ so với lúc trước cũng rất hấp dẫn nha, bởi vì nữ nhân rất thích các nam nhân bạo lực mà. Cũng là ngươi biết thức thời, nếu không mục tiêu bạo lực tiếp theo của ta sẽ là ngươi. Thi Bình cao hứng trở lại không quên tán dương Hoa Tiểu Ba là kẻ biết thức thời. Triệu Tử Uy không giữ bình tĩnh được nữa nói, Tiểu Ba, nên lo chính sự đã. Hoa Tiểu Ba nhìn thiếu nữ lần nữa, đột nhiên nói với Độc Cô Minh, lão huynh, hay là huynh trước đi. Những lời tình thoại của huynh là nhất lưu, chỉ có nữ nhân phóng đãng mới thích tên Hoa Tiểu Ba này, còn những anh thuần thiếu nữ thì lại thích huynh hơn. Kiếm đâu ra hoa tươi bây giờ? Độc Cô Minh nói, tặng hoa làm quà gặp gỡ cho nữ nhân vốn là chiêu bài của hắn. Triệu Tử Uy nhanh chóng bỏ đi, một lúc sau hắn trở lại, trong tay là một hoa cầu màu hồng tươi chính là hàm tu thảo, đưa hoa cầu cho Độc Cô Minh nói, có hoa tươi rồi, ngươi còn cần gì nữa không? Hoa Tiểu Ba giật mình nói, Uy ca, hoa dại bên đường thiếu gì sao huynh không hái? Sao lại chọn ái hàm tu thảo? Không sao, Độc Cô Minh cho rằng hàm tu thảo cũng không phải là thất lễ với mỹ nhân, chỉ cần có hoa có cành là tốt rồi. Hắn nói cái hoang dã của hàm tu vốn cũng có nét biểu lộ tình ý của nó. Hoa Tiểu Ba giơ ngón tay cái, nói, bội phục. Độc Cô Minh đứng lên, phong độ ngời ngời đi về phía thiếu nữ, đoạn cúi người đưa hàm tu thảo ra trước mặt thiếu nữ, với một thanh âm giàu sức lôi cuốn hắn nói, vị cô nương này, nàng và ta đã tương ngộ hai lần, đây nhất định là duyên phận rồi. Tại hạ là Độc Cô Minh, muốn tặng bó hàm tu thảo này cho cô nương, nàng cũng xinh đẹp như loại hoa này vậy. Ngay khi nhìn thấy được cô nương, nàng cũng như hoa cầu này đem lại cho ta giấc mơ màu hồng, mỗi lần ta đều thấy phương dung của cô nương trong ký ức của tại hạ. Tại hạ không dám cưỡng cầu cô nương đem lòng yêu mến tại hạ chỉ mong được biết phương danh của cô nương, hãy cho tại hạ được gọi đi gọi lại tên cô nương trong giấc mộng, như vậy Độc Cô Minh ta đã là người hạnh phúc nhất trên đời này. Kia, Hoa Tiểu Ba vỗ tay tán thưởng, lão ca thật là lợi hại. Những lời tình tự lợi hại của Độc Cô Minh không ai có thể chống lại. Hạ Vũ tuổi nhỏ không biết, nguyên lai Độc Cô Minh với nữ nhân nào cũng nói những lời tình tự ngọt ngào như thế. Ban đầu nàng cũng bị những lời tình thoại chết người này làm cho đầu óc u mê đem lòng yêu hắn,
bây giờ thấy hắn trước mặt thiếu nữ lạ mặt tình thoại tuôn ra như nước, chỉ muốn cho hắn vài bạt tai. Nàng giận dữ nói, Hoa tiểu ba, đều là ngươi nói hắn lừa gạt ta phải không? Hoa tiểu ba cảm thấy đại họa lâm đầu, hoảng hốt nói, không, không phải, Độc Cô lão huynh đối với tỷ nhất giả tình thâm, tuyệt không lừa gạt tỷ, không tin tỷ có thể hỏi huynh ấy. Thật là tên hảo bằng hữu Hoa tiểu ba, bao nhiêu tiện nghi trách nhiệm đều đổ lên trên mình Độc Cô Minh. Đôi mắt của thiếu nữ sang lên, nở một nụ cười ngọt ngào, đón lấy hàm tu thảo nói, cảm ơn thành ý của công tử, tiểu nữ tên Thiên Diệp Bội. Kia, đại công cáo thành. Độc Cô Minh nói tiếp, chẳng hay cô nương đang trọ ở nơi nào, và muốn đi về đâu. Thiên Diệp Bội nói, chúng ta hữu duyên tương phùng có duyên gặp mặt sao phải hỏi thời khắc phân ly. Độc Cô Minh gật đầu nói, ồ, cô nương nói không sai, tại hạ thất lễ rồi. Thiên Diệp Bội chỉ về phía chỗ ngồi đối diện nói, công tử có muốn cùng dùng bữa với chúng tôi không? Độc Cô Minh cười phong độ ngời ngời nói, vô cùng vinh hạnh. Đoạn ngồi xuống, si dại nhìn Thiên Diệp Bội ở đối diện. Triệu Tử Uy và Hoa Tiểu Ba cảm thấy bực mình, tên tiểu tử Độc Cô Minh này ngay khi đắc sủng đã quên đi hai người bọn họ, cả hai cùng rời khỏi chỗ, đi về phía Độc Cô Minh. Triệu Tử Uy cả giận quát, Độc Cô Minh, ta khổ thân đi tầm hoa, cho ngươi mượn hoa hiến Phật, bây giờ, ngươi thành công rồi, lại quên đi chúng ta sao? Hoa Tiểu Ba đã đứng trước mặt Thiên Diệp Bội nói, Thiên Diệp tỷ tỷ, đệ là người thừa kế của Trường Xuân Đường Hoa Tiểu Ba, một trong võ lâm thất công tử. Chúng nhân bị hắn làm cho hồ đồ, trong võ lâm thất công tử có tên Hoa Tiểu Ba hồi nào vậy? Thiên Diệp Bội cười ngọt ngào nói theo tỷ được biết, trong võ lâm thất công tử không có tên của đệ. Hoa Tiểu Ba giải thích, chắc tỷ tỷ cũng biết chuyện Thi Trúc Sinh tự vẫn, trước khi tự sát huynh ấy chỉ đích danh đệ muốn đệ kế thừa danh hiệu của huynh ấy, đệ là người thay thế, đệ là lực lượng mới của võ lâm thất công tử, tuy bây giờ mọi người chưa biết, để sau này đệ bố cáo thiên hạ sẽ biết danh tự của đệ trong võ lâm thất công tử. Ồ, Thiên Diệp Bội tự hồ đã hiểu ra, nhưng xung quanh lại thêm nhiều kẻ cảm thấy hồ đồ. Đang bị Hy Bình ôm trong lòng Thi Nhu Vân kháng nghị, người sao có thể thế cho đại ca ta. Hy Bình cười nói, Nhu Vân tiểu bảo bối, đừng để ý tới hắn, nhanh giúp ta xoa vết thương trên mặt đi. Thi Nhu Vân tức tối nói, không thích, ai kêu người đánh nhau với người ta. Hy Bình không biết trả lời sao, không tưởng được tiểu ách ba này lại trả lời sắc bén như vậy. Độc Cô Minh cả kinh vội giới thiệu Triệu Tử Huy, Thiên Diệp cô nương. Vị này là thần đao môn nhị công tử Triệu Tử Huy, một trong võ lâm thất công tử, chắc cô nương cũng đã nghe qua đại danh. Thiên Diệp Bội hữu lễ nhìn Triệu Tử Huy nói, hân hạnh gặp Triệu công tử. Triệu Tử Huy vội vã đáp lễ, cô nương bất tất khách khí, tại hạ có thể ngồi cùng bàn với cô nương không? Quả nhiên là không khách khí, ha ha, ta chính là Huy ca. Thiên Diệp Bội tịnh không cự tuyệt, hoan nghênh tam vị công tử, đã nguyện ý ngồi cùng bàn với tiểu nữ. Tiểu nữ thật vinh hạnh. Hoa Tiểu Ba cùng Triệu Tử Huy vội vã kéo ghế gia nhập với Độc Cô Minh. Hoa Lôi trêu Hy Bình, tiểu dâm ma, sao ngươi không đi cùng? Hy Bình cười khổ, gương mặt ta thế này làm sao xuất sơn chứ? Với lại, nếu bọn họ thất bại thì ta sẽ lộ diện thu thập, lo gì chứ? Lôi Lôi, giúp ta xoa vết thương đi, tiểu ách ba này thật không biết nghe lời mà. Hoa Tiểu Ba quay đầu lại nói, tỷ phu, đừng lớn tiếng như vậy. Khi nào trở về đệ sẽ bồi tiếp huynh ca hát, thế nào? Ngươi nói đó nha. Hy Bình đồng ý ngay, nhưng về phía Hoa Tiểu Ba đang có khoảnh khắc bình yên cùng mỹ nữ thay vì hắn ra sức để lại ấn tượng hoàn mỹ trong lòng mỹ nữ, nghĩ tới điều kiện sướng ca cùng Hy Bình, nghĩ đến đây hắn không khỏi trầm mặc. Hy Bình hai mắt xoay chuyển, nói lớn, Triệu Tử Huy, Độc Cô Minh, hai người cũng bồi tiếp ta ca hát chứ hả? Phải biết tận dụng lúc này mà uy hiếp bọn chúng. Không thì sau này đừng hòng có cơ hội. Hai tên dâm tặc nghe Hy Bình nói vậy, sắc mặt đại biến, đồng thanh nói, ta nhất định sẽ bồi tiếp huynh. Hắn hát có dễ nghe không? Thiên Diệp Bội đưa mắt nhìn nam nhân kỳ quái đó, nhớ lại lúc nhìn thấy hắn có mỹ nữ đang ngồi trên đùi hắn. Nam nhân này không giống người trong võ lâm, người trong võ lâm không thể có cái kiểu đánh nhau kỳ lạ như hắn. Triệu Tử Huy nói, đừng đặt câu hỏi này trước mặt hắn rất mẫn cảm. Điều mọi người đang lo lắng cũng xảy ra, Hy Bình nghe mỹ nhân nghi vấn về khả năng ca hát của hắn, sợ gì mà hắn không thể hiện bản lĩnh. Bởi vậy hắn há miệng hát lớn. Đến đây cô nương. Chúng ta cùng chơi trò thưởng hương.
đến đây mỹ nhân. Chúng ta cùng nhau làm gia đình. Hắn nuôi hy vọng Thi Nhu Vân cũng như Hoa Tiểu Mạn, sẽ hôn hắn để không cho hắn tiếp tục ca hát. Hỉ Di, Hoan Di, chúng ta đi. Thiên Diệp bội quăng một đĩnh ngân lượng xuống bàn, rồi phi thân đi mất, thân hình uyển chuyển như trường xà, tiêu tán không để lại dấu vết gì. Tam vị công tử nhìn về phía Diệp Thiên Bội ly khai, rồi cùng nhau tỉnh ngộ. Triệu Tử Huy nói trước, Hoàng Hy Bình, người hù cho mỹ nhân của chúng ta chạy mất rồi, tên hỗn đản này, để sau hãy hát không được hả? Độc Cô Minh thở dài ca thán, Thiên Diệp Bội làm sao chịu nổi thanh âm của ca thần. Hoa Tiểu Ba buồn bã nói, đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, không biết chừng nào gặp lại Thiên Diệp mỹ nhân đây. Hy Bình rời khỏi bờ môi nhỏ của Thi Nhu Vân nói, ba tên hỗn đản, không biết thưởng thức lời ca tiếng hát của ta, cả gan mở miệng chỉ trích ta hả? Đừng quên lời hứa của các ngươi khi nào bồi tiếp ta sướng ca đây. Triệu Tử Huy nói trừ phi gặp lại Thiên Diệp Bội, còn không thì đừng có mơ chuyện ta cùng ngươi hợp sướng. Mỹ nhân dĩ khứ, tâm khởi đăng nhạc, Độc Cô Minh một câu hai ý. Hoa Tiểu Ba đồng ý với tỷ phu của hắn, nói tỷ phu, chúng ta hợp tác đã lâu, để khác bọn họ, huynh đã ca hát, làm sao có thể thiếu phần Tiểu Ba. Hy Bình cười nói, cũng là Hoa Tiểu Ba tốt nhất. Lần tới ta sẽ tài bồi cho ngươi cách thu phục nữ nhân, còn hai tên hỗn đản này, đừng hòng ta chỉ giáo. Hoa Lôi bực mình nói, ngươi nghĩ ngươi là tình thánh hả? Hy Bình tráng khí đại thịnh nói, lão tử đích thị là truyền nhân đắc ý nhất của tình thánh, thế nào? Vưu Túy đột nhiên nói, chàng không cần phải gây chuyện nữa, ba nữ nhân vừa rồi sử dụng khinh công tối thượng Ngọc Xà Phi Thăng. Nàng nói họ là truyền nhân của Ngọc Xà Môn, Triệu Tử Uy cả kinh hỏi. Chúng nhân nhát thời bị câu hỏi đó làm chú ý, không mảy may chú ý đến tên ca thần đang cố ca hát nữa. Tuy nghi vấn ngày càng nhiều, nhưng tịnh không có câu trả lời. Hoa Tiểu Ba nói, không quản nàng ta là hạng người nào, chỉ cần là mỹ nhân là được rồi. Độc Cô Minh thở dài, nghe đồn rằng Ngọc Xà Môn là đệ nhất ma môn, đệ tử toàn là nữ nhân, mỗi người đều dâm đãng vô bỉ. Hoa Tiểu Ba hoài nghi nói, làm sao một thiếu nữ thanh thuần như thế lại là dâm đãng nữ tử được? Hoa Lôi nói, Tiểu Ba, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cô giáo huấn rất phải, từ nhỏ tới lớn hắn đều nghe lời Hoa Lôi, lần này cũng không ngoại lệ. Hy Bình nói, nhìn nữ nhân phải nhìn vẽ bên ngoài của bọn họ, nam nhân nhìn thấy một nữ nhân xấu xí, thì làm sao mà còn tâm tình đi dò xét xem vẻ đẹp nội tâm của nàng ta ra sao? Tiểu Ba, đừng nghe cô của ngươi. Nàng ta cũng phải nghe lời ta à. Tên tiểu dâm trùng kia, sau này đừng hòng ta bồi tiếp ngươi ngủ. Hoa Lôi bị Hy Bình hí lộng, không ngờ lại nói những lời kinh nhân như vậy. Ha, cả tửu điếm nhất thời kinh hô, kéo theo sau là một trận cười ầm ĩ. Đại Địa Minh nằm tại trung tâm của Long Thành, nơi này ngoài việc luôn bị bao phủ bởi sương mù ra còn là thành thị tập trung nhiều nhân khẩu và có kinh tế rất phồn hoa. Mà Đại Địa Minh lại chính là cột trụ của Long Thành. Đại Địa Minh từ lúc sáng lập cho tới nay đã qua ba đời. Minh chủ đương nhiệm Lạc Hùng tại cuộc tỷ đấu võ lâm lần trước đã đánh bại tất cả các đối thủ, được công nhận là võ lâm đệ nhất nhân, hiện tại đang chuẩn bị thống soái võ lâm Trung Nguyên ngăn chặn sự xâm nhập của Tây vực Thái Âm giáo. Đám người Hy Bình chưa tới nhưng phía trước lực lượng Chí Nguyện quân đầu tiên đã xuất kích. Kết quả cuộc chiến như thế nào, tạm thời vẫn chưa rõ. Ngoài Lạc Hùng ra, Đại Địa Minh còn có một nhân vật rất nổi tiếng. Chính là nhi tử của Lạc Hùng là Lạc Thiên. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người đứng đầu trong võ lâm thất công tử. Trừ hai cha con họ ra, còn có Đại Địa Minh thập đại đệ tử, là những tuyệt đỉnh cao thủ mà ai ai cũng biết. Trong số thập đại cao thủ trẻ tuổi này có 5 nam và 5 nữ. Danh tự của 5 nam nhân này người trong giang hồ ai cũng biết nhưng đối với phương danh của 5 nữ nhân, ngoại trừ Lạc Thảo đã hành tẩu trong giang hồ, 4 nữ nhân khác vẫn còn lưu lại cho giang hồ nhiều câu đố. Đội Chí Nguyện quân thứ nhất do vị đại sư huynh Lạc Thủy trong thập đại đệ tử xuất lĩnh đánh tiên phong. Nghe nói người này là anh dũng tuyệt luân nhưng đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nhiều người không tin rằng với cái danh tự Thủy đó, con người liệu có thể ngạnh được tới đâu. Ha, ha ha. Võ lâm tứ đại thế gia tới không được Đại Địa Minh nhiệt liệt hoan nghênh cũng là điều hợp lý. Bởi vì võ lâm tứ đại gia tộc sớm đã suy tàn, sao có thể so sánh với sự trường thịnh không hề suy xuyển của Đại Địa Minh. Trước mắt Đại Địa Minh, tứ đại gia tộc tỉnh không đáng kể gì, đó gọi là nhân bỉ nhân khí tử nhân.
toàn bộ võ lâm, đại địa minh chỉ coi trọng Minh Nguyệt Phong và Thiếu Lâm. Cho nên võ lâm tứ đại thế gia tới đây chẳng mang lại hiệu quả gì lớn. Dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của đại địa minh, cái đó gọi là cường long không thể áp chế được địa đầu xà. Huống chi tới Long Thành rồi, võ lâm tứ đại thế gia cũng không thành cuồng long gì cả, không thể tính là rồng được nữa, đến làm con sâu cũng còn lâu mới được. Điều duy nhất có thể khiến người ta phải kinh ngạc là trong tứ đại gia tộc có một đội thanh niên, đều là tuấn nam tuấn nữ. Trong đó chỉ có một người tương đối khó coi, đó là cái mặt của Hy Bình bị đánh đến biến thành cái đầu heo khiến người ta nhìn thấy mà phải lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng hắn vẫn cứ nhơn nhơn xem mình là đầu lĩnh của chúng nhân, càng khiến người khác phải lắc đầu. Cũng may là Đỗ Thanh Phong và Hoa Sơ Khai đến trước một bước, hai vị trưởng môn nhân đi ra nghênh tiếp đám hậu bối bọn họ. Nói chung đó chỉ là những nghi thức tiếp đón đơn giản, cũng miễn cưỡng chống đỡ được hình thức bề ngoài. Triệu trưởng môn Tịnh không tới đại địa minh mà cứ thư thả từ địa ngục môn quay về, rồi liền tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng võ lâm tứ đại gia. Cho nên tứ đại thế gia chỉ là danh tồn thật vong, giờ chuyển thành tam đại cự đầu, đó là theo sự diễn tả của Hoa Tiểu Ba, hình như có chút hơi quá. Cự đầu, mẹ, đến là kê đầu còn kém xa, đó là những lời nói cay độc trong lòng của nhân sĩ võ lâm. Đỗ Thanh Phong phu phụ, Hoa Sơ Khai phu phụ và Hoàng Dương phu phụ xuất lĩnh một nhóm môn đồ bước ra nghênh tiếp đám người Hy Bình, tất nhiên là lại nổ ra một phen náo nhiệt. Đại địa minh dù sao vẫn còn có chút lòng hảo tâm, an bài cho họ một tiểu lạc viện, duy nhất có một điều khiến người ta không hài lòng là tiểu lạc viện này được gọi là phong nhân viện của Đại Trạch, tọa lạc ngay tại hậu điện của Đại địa minh. Muốn tới được tiền môn của Đại địa minh chắc phải đi mất nửa ngày, nhưng hình như có cửa sau để đi. Cũng không có gì kỳ quái, đa số những đại nhân vật trong nhà đều có cửa sau để đi, đó là điều tất yếu. Sau khi gặp gỡ, chúng nhân liền hoan hoan hỉ hỉ quay lại thành một vòng tròn lớn từ đại địa minh tiền môn tiến về phong nhân viện ở phía sau đại địa minh. Đỗ Thanh Phong tạm thời đảm nhận vị trí viện trưởng của phong nhân viện, đương nhiên tận tình tỏ lòng gia chủ. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba gặp lại Đào Nhi và Liễu Nhi, sắc tâm lại nổi lên. Hai người này là mục tiêu đầu tiên của họ. Nhớ lúc trước khi vừa bắt đầu biết tán tỉnh liền chọn họ ngay, chỉ là không có cơ hội thực hiện. Giờ nhìn thấy họ lúc nào cũng ở hai bên tả hữu của Vương Ngọc Phân đoan trang như thế chỉ làm cho trái tim của bọn họ càng muốn điên lên. Cũng may cái trò nháy mắt đưa tình của họ đúng là tuyệt chiêu siêu hạng, có điều không biết hai ả nữ tỷ có nhận được những tin tức yêu thương được gửi gắm từ trong ánh mắt của bọn họ hay không. Mọi người tiến vào phong nhân viện, vừa ngồi xuống là Hoa Lôi liền quấn lấy Hoàng Dương. Nhìn thấy thế, đầu Hoa Sơ Khai phu phụ như muốn vỡ tung ra. Xuân Yến cũng cảm thấy khó chịu, có điều lần này bà không dám gọi Hy Bình tới hoành đao đoạt ái. Lần giáo huấn trước dường như không phải là nhẹ, ai có thể đoán được rằng Hoa Lôi lại có thể biến thành thần kinh thác loạn như vậy. Thôi cứ coi như cho nàng ta mượn tạm lão công của nàng đi, dù gì đi nữa sau này vẫn là Xuân Yến nàng ta mới là người lớn nhất. Lúc Đỗ Manh Manh ôm lấy Hy Bình, bên tai Hy Bình lại vang lên câu nói muôn thuở đại ca, Manh Manh nhớ chàng. Hoa Sơ Khai nhìn Hoa Lôi cứ quấn lấy Hoàng Dương mà làm nũng, chau mày quay sang Hy Bình buồn rầu nói, ngươi không phải là đối với Hoa Lôi có gì gì đấy sao? Hy Bình trợn tròn mắt, oa oa nói, nhạc phụ đại nhân, người sao có thể hỏi con câu đó? Người nên hỏi bảo bối muội muội của người xem nàng ta có làm điều phi lễ với nữ tế cưng của người hay không? Con cơ hồ bị nàng ta làm phiền đến chết đó. Cũng may nàng ta mau mắn tỉnh ra, hiện tại cuối cùng cũng nhận ra ai mới là đối tượng để nàng quấn lấy. Thật tội nghiệp cho phụ thân, nhi tử cũng đã từng bị thảm lắm rồi, giờ thì đến lượt người. Hoàng Dương lúc này đang bị Hoa Lôi nhìn đến toàn thân nhột nhạt, nghe con trai mình nói dám thối như vậy, tức giận nói, ngươi là thằng con bất hiếu. Ta giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi không những không hoàn thành lại còn đứng đó mà đổ dầu vào lửa. Thật làm lão tử đây tức chết mà. Hoa Lôi nói, sư ca, đừng có nói như một tên tiểu hỗn đản như vậy. Đã lâu rồi Hoa Lôi không được cùng sư ca nói chuyện, chàng chiều Lôi Lôi một chút có được không? Hy Bình cười nói, phụ thân, cô giao cho người, người chiêu đãi nàng ta thật tốt vào. Không ngờ Hoa Lôi đang cười cười nói, đột nhiên sắc mặt như sương lạnh, đứng dậy bước tới trước mặt Hy Bình, giận ngữ gào lên, Hoàng Hy Bình, người gọi ta là gì? Chúng nhân đều chẳng hiểu Mô Tê gia làm sao mà Hoa Lôi lại nóng giận lên như vậy. Hy Bình biết rằng chỉ cần mình gọi nàng là cô, nàng ta lại có thể nổi điên lên. Hắn bực bội nói,
nhưng không thể nào trước mặt đám đông mà bảo ta thân mật gọi nàng là lôi lôi cưng được, như vậy khó nghe lắm. Khuôn mặt xinh đẹp đang căng ra của Hoa Lôi có chút hòa hoãn, nói, những chuyện khó nghe ngươi đều đã làm rồi. Ngươi cho rằng người khác không biết hay sao? Thi Bình ho khan một tiếng, ngượng nghịu nói, thì biết là đã làm rồi nhưng không cần phải nhắc lại nữa. Hoa Sơ Khai liền lên tiếng bênh vực Hi Bình, lôi lôi, muội tha cho hắn đi, hắn dù sao cũng là hậu bối của muội mà. Ai, nói gì đi nữa thì Hi Bình cũng là nữ tế của ông, không giúp thì cũng không phải lắm. Đại ca, huynh lại nói giúp hắn đấy à? Hắn không phải là hậu bối của muội, hắn suốt ngày chỉ biết khi phụ người ta thôi. Hoa Lôi vẫn cứ không chịu buông tha cho Hi Bình. Chúng nhân cảm thấy tội nghiệp cho Hi Bình. Hi Bình thấy không có ai đứng ra bảo vệ cho vị hảo huynh đệ như hắn ta, hắn đành phải tự mình cáng đáng, vậy nàng muốn sao? Hắn đã mất hết cả kiên nhẫn, trong giọng nói đã có chút cứng rắn. Mà Hoa Lôi này cũng thật là, không có chuyện gì cũng gây sự được. Chẳng thèm để ý đến sắc mặt của nàng ta há chẳng phải là tác phong nhất quán xưa nay của Hoàng Hi Bình hắn sao? Nhất định không bao giờ chịu cúi đầu trước nữ nhân. Hoa Lôi không ngờ rằng Hi Bình lại dám ngang ngạnh cãi lại. Hơn nữa câu nói này đã làm nàng đau lòng, khiến nàng nay lập tức không thích ứng được, trong mắt lệ hoa lại rơi, dúi đầu vào lòng Hoàng Dương nghẹn ngào nói, sư ca, tên tiểu hỗn đản đó đối với lôi lôi rất xấu. Chàng phải thay lôi lôi phân xử việc này à? Được được, sư ca sẽ phân xử chuyện này cho muội. Hoàng Dương vừa an ủi nàng, vừa quay sang Hi Bình nói, nhi tử, còn không mau xin lỗi. Lão không ngừng nháy mắt ra dấu với Hi Bình. Hi Bình làm như không thấy gì cả, trong lòng vẫn còn thấy oán hận lão gia của hắn, phụ thân là con người cao cả như thế đấy, ngay cả tiểu tình nhân của mình cũng không làm chủ được, còn muốn nhi tử ra tay nữa. Đây là cái thế giới nào vậy hả trời? Cho dù không có lời xin lỗi của Hi Bình, Hoa Lôi khóc một hồi rồi cũng thôi, chỉ giúp trong lòng Hoàng Dương không chịu rời ra. Xuân Yến ngồi bên cạnh trông cứ như uống đầy một bụng giấm chua, chua đến mức không thể chua hơn nữa. Thế nhưng chuyện đến mức như hôm nay, nàng cũng đành bó tay, chỉ có thể oán hận nghĩ, lão quỷ đáng chết này, trước có Độc Cô Tuyết, sau có Vạn Diệu, giờ lại còn thêm cả Hoa Lôi. Không biết sau này còn đuổi theo con hồ ly tinh nào nữa đây. Cái tính phong lưu mãi vẫn như vậy, nam nhân ai cũng thế, sớm biết thế đã không rời khỏi Hoàn Sơn Thôn. Đỗ Thanh Phong sau khi an bài mọi chuyện chu đáo, đi ra phòng trước, nhìn vào rồi cười nói, Hoàng tiểu tử. Lúc trước ta và ngươi tranh nhau A Tuyết, ta còn cho rằng ngươi rất trung tình. Không ngờ ngươi cũng là một loại phong lưu, thảo nào có thể đẻ ra một tên nhi tử như vậy. Hoàng Dương cung kính trả lời, Đỗ lão đầu, ngươi đừng có đắc ý. Ta để ngươi chiếu cố cho Tuyết muội, ngươi lại hại nàng biến thành ni cô, món nợ này ta sớm muộn gì cũng tính toán với ngươi. Đừng nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đỗ Thanh Phong thần sắc ảm đạm, khôi phục lại vẻ đạo mạo, nói A Dương. Chúng ta không nên ở trước mặt bọn tiểu bối đàm luận về những chuyện như thế. Hoàng Dương cũng cảm thấy những nơi như thế này không nên đàm luận về nhi nữ tư tình. Huống chi lão và Đỗ Thanh Phong đều đã qua tuổi phong hoa tuyết nguyệt, còn tranh nhau ăn giấm chua làm gì. Mà lúc ở Bích Lục Kiếm Trang cũng đã tranh cãi với lão không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là vẫn chưa biết ai thắng được ai. Hi Bình tuy trong lòng nghĩ tới nhạc mẫu Độc Cô Tuyết của hắn, cái món nợ mơ hồ này, về sau không biết phải tính toán thế nào. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng. Vương Ngọc Phân để ý tới thần tình của Hi Bình, hỏi, Hi Bình, người có chuyện phiền muộn gì vậy? Hi Bình thắt ruột lại một cái, nói ta có cái gì mà khổ não chứ? Trên đời này có chu huyện gì khiến ta phải để tâm, trừ việc không thể sanh được hài tử. Đối với cái loại ngôn ngữ hàm hồ này của Hi Bình, biểu hiện Vương Ngọc Phân luôn luôn bình đạm. Theo ấn tượng của nàng, mấy đứa trẻ tuổi này đều luôn như thế, quen dần đi thì tốt hơn. Đại Ni đứng dậy, nói ta muốn ra ngoài tản bộ. Nàng ta nói xong, hai mắt hướng về phía Hi Bình, hiển nhiên là muốn hỏi ý kiến của hắn. Hi Bình không ngăn cản nàng, nói, đến bữa tối thì nhớ quay lại. Ừ, Đại Ni đáp lời rồi đi ra khỏi phong nhân viện, những mỹ nữ thiên trúc khác cũng đi theo. O không ô. Sau bữa tối, Xuân Yến gọi Hi Bình vào phòng của bà. Hi Bình hỏi, mẹ, mẹ muốn nói chuyện gì với con? Xuân Yến nói, ngươi và Hoa Lôi phát triển đến giai đoạn nào rồi? Hi Bình gãi đầu nói, hình như không có gì tiến triển. Con vốn cho rằng nàng ta thích nhi tử bảo bối của người,
ai ngờ nàng vừa thấy cha liền dán ngay lấy. Mẹ, người chịu thiệt một chút, cho nàng ta làm tới đi. Xuân Yến nói, lão gia của con vốn không thể động tay được nữa rồi, sao còn lấy nàng ta được nữa? Ta cho phép con chiếm hữu à, con có nhiều cơ hội, sao lại không làm được? Hy Bình khó xử nói, mẹ, cũng phải được nàng nguyện ý thì mới làm chứ. Xuân Yến chăm chú nhìn nhi tử, nói, có lúc người muốn ả làm gì ả đều nguyện ý, cớ sao lại bỏ qua. Người cứ làm cho trong bụng nàng ta có cháu của ta, xem ả còn có thể tranh cướp lão công của ta hay không. Hy Bình nhìn bà mà không dám tin vào mắt mình, bụng nghĩ, thảo nào lão tử có công phu mồi trài thiên hạ vô địch, nguyên lai là được di truyền từ cái tính cách mạnh mẽ này của bà. Hắn nói, mẹ à, nhi tử chính là đang muốn làm chuyện đó nhưng ả đã tỉnh táo lại rồi. Con cũng không có cách nào cả, chẳng lẽ lại bảo con dùng sức ép buộc hay sao? Xuân Yến hối hả nói, đã đến lúc khẩn yếu như thế này rồi mà ngươi còn chùn chân hay sao? Ngươi không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của mẹ ngươi chứ. Ngươi xem, ả suốt ngày cứ quấn lấy cha của ngươi, không phải là muốn làm mẹ của ngươi tức chết hay sao? Hy Bình cũng thấy lo lắng thay cho bà nhưng việc này không phải là do hắn quyết định. Nếu không lại sẽ tái hiện cảnh thê thảm như lần trước. Hắn đành phải nói, con chỉ có thể cầu nguyện cho sức kháng cự của cha không bị lão hóa mà thôi. Xuân Yến hiểu rõ chuyện này cũng chỉ là lo xa mà thôi, liền chuyển đề tài, con đối với Nguyệt Nhi thế nào? Hy Bình thở dài một tiếng, không dám ngẩng mặt nhìn Xuân Yến, lấy giọng nghiêm túc và kiên định nói, Nguyệt Nhi vĩnh viễn là muội muội của con, cũng là nữ nhân của con, nàng sẽ là mẫu thân của hài tử của con. Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hy Bình, nói, ngươi lại đi đánh nhau với người ta rồi. Chỉ cần Nguyệt Nhi vui, ngươi làm gì với nó, mẹ đều không trách mắng ngươi. Cha ngươi cũng không, nhưng người khác có lẽ lại không nghĩ vậy, cho nên việc của ngươi và Nguyệt Nhi không thể công khai, ngươi hiểu không? Con hiểu rồi, mẹ, có nhiều chuyện con không muốn nói ra nhưng trong lòng thì rất minh bạch. Xuân Yến thở dài nói, nếu thế thì đừng nói. Hy Bình đỡ Xuân Yến ngồi lên mép giường, nói, mẹ, nếu như Hoa Lôi quyết tâm theo cha, mẹ sẽ thế nào? Tùy nàng ta thôi, chỉ cần nàng nguyện ý, ta cũng đành phải chấp nhận thôi. Cuối cùng, Xuân Yến cũng phải lần đầu tiên chịu khuất phục trước chuyện này. Hy Bình đột nhiên cười nói, mẹ, con nói cho người một tin rất tốt, nếu như là Hoa Lôi trước đây, có lẽ là thật sự có thể quấn lấy lão ra mãi không buông. Còn như là Hoa Lôi của hiện tại, nếu con nói không cần ả nhất định sẽ phát cuồng tìm con liều mạng. Lẽ nào mẹ không phát hiện ra ả đã biến đổi rất nhiều rồi hay sao? Dù là lúc làm nũng với cha, cũng đã không còn có cảm tình đặc biệt như ngày xưa. Mẹ giao cho con nhiệm vụ chinh chiến, con sao dám không xuất toàn lực đối phó? Kết quả lúc trước con đã thắng, giờ chẳng lẽ lại có thể thua hay sao? Ta là quyền vương thiên tài Hoa Sơn thôn này hét thầm trong lòng hàng vạn lần như thế. Thật ư, Xuân Yến vui mừng hỏi lại. Tin này lập tức khiến nàng hưng phấn. Quả nhiên xứng đáng là hảo hải tử của bà, là thiên địch của nữ nhân A. Bà có thể quên hắn là chiến tướng trời sinh sao? Bất quản là đánh nhau hay chinh chiến với nữ nhân, hắn đều không bao giờ thua. Huống hồ chi Hoa Lôi cái thành lũy này, trước mắt nhi tử của bà xem ra cũng không phải là kiên cố lắm. Hy Bình tưởng rằng Xuân Yến không tin, lại nói, mẹ, người không tin con sao? Xuân Yến nói, ta tin con. Hy Bình đột nhiên cười thần bí, nói, để giải quyết nỗi lo lắng của mẹ, có một biện pháp rất tốt. Xuân Yến vội vàng nói, Bình Nhi, nói mau. Hy Bình nói, mẹ con mình cùng nhau diễn một vở kịch, con biết mẹ diễn kịch có thiên tư cực cao mà. Xuân Yến cười nói, người muốn hại ta à? Thôi được. Chỉ cần để Hoa Lôi biến thành con dâu của ta, ta sẽ cùng con hợp tác. Nhất định, Hy Bình nói cho Xuân Yến nghe phương án cụ thể. O không ô, Hoa Lôi cố ý muốn ở riêng một phòng, thuận tiện để cho nàng và Hoàng Dương vụng trộm. Hôm nay, trước mặt Hoàng Dương nàng đã nói rất nhiều, tung tăng như một tiểu nữ hài nhưng rốt cuộc đã nói gì, chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Lúc ăn tối, Xuân Yến hầu như không ăn gì, nàng thì ngược lại, ăn đặc biệt nhiều. Ăn mãi cho đến lúc Hoàng Dương kéo nàng về phòng. Khi Hoa Lôi yêu cầu Hoàng Dương ngồi lên giường của nàng, lúc nàng dựa vào vai ông, Hoàng Dương cuối cùng cũng không nén được mà hỏi thật nàng một vấn đề, Lôi Lôi, nàng thật yêu thích sư ca chứ? Hoa Lôi hồn nhiên nói, đương nhiên rồi, Lôi Lôi từ nhỏ đã rất thích sư ca. Hoa Lôi rời khỏi vai ông,
nghiêng mặt im lặng nhìn Hoàng Dương một hồi lâu vẫn không nói gì. Câu nói này nàng đã đợi 20 năm rồi thế nhưng lúc này thoáng chốc từ miệng Hoàng Dương nói ra, nàng lại cảm thấy rất bỡ ngỡ. Mong được lấy sư ca ư, đó là nguyện vọng từ nhỏ của nàng. Vì câu nói này của ông, nàng đã đợi đủ 20 năm dài đằng đẵng. Lúc ông nói ra, nàng cũng đã nghe rõ, nàng chỉ là nhất thời không có cách nào hồi đáp. Gả cho ông ư, khi những chữ đó phát ra, trong đầu nàng đồng thời hiện ra hình ảnh nam nhân trẻ tuổi cực kỳ vô lại đây quả thật không phải là sư ca của nàng. Hoàng Dương thở dài nói, Lôi Lôi, sư ca đã già rồi, nàng biết rõ mà. Giây phút trầm tư của Hoa Lôi đã bị Hoàng Dương phá vỡ, u sầu nói, sư ca, sao lúc trước chàng không muốn Lôi Lôi? Hoàng Dương nói, cho dù là hiện tại, sư ca cũng chỉ đối đãi với nàng như tiểu nữ hài năm đó. Trong đời mình sư ca đã từng yêu hai nữ nhân nhưng không phải là muội. Vì trong mắt của sư ca từ trước đến nay muội không phải là nữ nhân. Hoa Lôi thở nhẹ, trong giọng nói có chút thất vọng, là vậy ư? Hoa Dương không trả lời nàng. Hoa Lôi cũng không nói gì tiếp. Hai người rơi vào trong không khí trầm mặc. Trong giây phút im lặng, bỗng nghe thấy tiếng hét kinh điển của Hy Bình. Hoa Lôi chấn động trong lòng, bước ra cửa, nhìn thấy Hy Bình và Xuân Yến. Hôi Lôi tức giận nói, Hoàng Hy Bình, nửa đêm nửa hôm, người muốn làm ồn chết người ta hay sao? Hy Bình cười nói, thật là có lỗi, đã quấy rối giây phút lãng mạn của nàng và lão gia của ta. Hoa Lôi để lộ ra thần thái mà ai cũng biết là tốt thế nào, nói, người đến làm gì? Có tin tốt, Hy Bình bước vào phòng, vào đã rồi nói. Hoa Lôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói, có dám thì đánh mau đi. Hy Bình bước đến trước mặt Hoàng Dương. Nói cha, mẹ quyết định cho cha cưới Hoa Lôi rồi. Cha nói xem đây có phải là tin tốt lành hay không? Gì cơ, Hoàng Dương và Hoa Lôi đồng thanh hét lên kinh ngạc. Hoàng Dương tiếp tục nói, Yến, nàng nói thật không? Xuân Yến bình tĩnh nói, nàng ta đã đợi chàng 20 năm rồi, không cho phép nàng cưới huynh, đối với nàng có chút thật tàn nhẫn. Hoàng Dương nói lớn, có thể như vậy được sao? Sao lại không được, Hy Bình khẳng định. Hoa Lôi sẽ là nhị nương của con cũng tốt mà. Hoàng Dương sau khi nhìn Hy Bình, đột nhiên sắc mặt kinh biến, hét, Lôi Lôi, nàng sao vậy? Xuân Yến và Hy Bình đồng thời quay lại, chỉ thấy Hoa Lôi si ngốc đứng đó, hai mắt thất thần. Hoàng Dương vội vàng lao tới ôm lấy thân hình đang run rẩy của nàng, lay tỉnh nàng, nói, Lôi Lôi, nàng đừng dọa sư ca. Hoa Lôi xà vào lòng Hoàng Dương hu hu khóc lớn. Hoàng Dương nói, đừng khóc. Là ai khi phụ nàng, nói sư ca nghe đi. Là hắn, Hoa Lôi rời khỏi lòng Hoàng Dương, mắt đẫm lệ chỉ vào Hy Bình, tiếp tục nói, hắn khi phụ Lôi Lôi. Sư ca, chàng hãy làm chủ cho Lôi Lôi, muội không thể bỏ qua cho hắn, hu hu. Hoàng Dương trố mắt, cứng lưỡi, nhi tử của lão khi phụ nàng ta lúc nào. Lão sao một chút cũng không hề biết. Xuân Yến ngầm hiểu ngay, Hoa Lôi, nữ nhân này thực sự đã yêu nhi tử của nàng. Hy Bình cười lạnh nói, Hoa Lôi, nàng lại vu oan cho ta, lão tử không hề đụng chạm đến nàng, sao lại khi phụ nàng chứ? Còn nữa, ta đã quyết định muốn nàng làm nhị nương, sau này càng không thể đụng đến nàng. Hoa Lôi chăm chú nhìn Hy Bình, nước mắt càng trào nhiều hơn, lao như bay vào ngực hắn, đấm đấm hắn, khóc nói, có mà, người có khi phụ ta. Hy Bình đẩy nàng ra, quay sang Xuân Yến nói, mẹ, chúng ta quay về thôi. Để cho cha ở lại bồi tiếp bà ấy. Nếu không bà ta lại được dịp oán con không biết phải trái. Ngươi không được đi, Hoa Lôi khẩn trương túm lấy chéo áo của Hy Bình. Hy Bình không quay đầu lại, nói ta không đi thì ở lại đây làm gì. Ta đã từng muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, thế nhưng thấy nàng si tình với lão gia của ta như vậy, ta đành phải thành toàn cho nàng. Xin nàng hãy buông tay ra, người nàng lên bám là cha của ta, chứ không phải là ta đâu. Hy Bình vùng thoát khoát tay nàng, kéo lấy Xuân Yến đi ra khỏi cửa, đột nhiên nghe Hoàng Dương hét lớn, Bình Nhi, quay lại mau, Hoa Lôi xỉu rồi. Hy Bình đột nhiên chuyển mình, Hoàng Dương đang quỳ trên đất ôm Hoa Lôi, ngón tay đè lên nhân trung của nàng. Hy Bình lao tới, Hoa Lôi vừa khéo tỉnh lại, hướng tới Hy Bình lẩm bẩm nói, ngươi không cần ta, không cần Lôi Lôi của ngươi, lòng dạ của ngươi thật độc ác, tim Lôi Lôi đau lắm. Hai tay nàng vô lực giơ về phía Hy Bình. Khẩn cầu Hy Bình ôm nàng. Hy Bình xót xa trong lòng, quỳ xuống ôm lấy nàng từ tay Hoàng Dương,
song thủ của nàng cũng đồng thời ôm chặt lấy ngực hắn. Hy Bình nói, nàng thật khiến người ta phải đau lòng. Hoàng Dương đứng dậy nói với Xuân Yến, Yến, chúng ta đi ra thôi. Đôi phu phụ tiện tay khép cửa lại. O không ô. Trên đường đi, Hoàng Dương nói, nàng và Hy Bình thông đồng với nhau ăn ý quá. Xuân Yến tức giận nói, lão già đáng chết, ta và nhi tử là thương lượng chứ không phải thông đồng. Ngươi mới vừa muốn cùng Hoa Lôi thông gian. Hoàng Dương dùng khẩu khí ung dung nói, Hoa Lôi yêu nhi tử của ta cũng tốt, nếu không ta thật là có tội. Nàng sao có thể cam tâm tình nguyện cho ta lấy Hoa Lôi chứ? Lần trước khi quay lại trường Xuân Đường, ta cảm thấy Bình Nhi và Hoa Lôi có gì đấy vướng mắc. Lúc đó Hy Bình gọi nàng ta một tiếng cô, nàng ta liền không kìm được giận. Lúc này mới hay Hoa Lôi trước mặt đã yêu Bình Nhi, chỉ là nàng tự mình cũng không rõ mà thôi. Yến, nàng biết Bình Nhi chỉ là trêu chọc Hoa Lôi sao? Xuân Yến nói, hình như còn nghe nói nhi tử của chàng đã làm điều phi lễ với nàng ta, kết quả là cưỡng bách tắm cho nàng ta. Tình huống cụ thể là như thế nào thì chàng sau này tự mình hỏi nó đi. Hoàng Dương kinh ngạc nói, sao? Bình Nhi mà cũng làm ra những chuyện như vậy sao? Xuân Yến lộ ra một thần thái rửng rưng, nói có cần phải kinh ngạc như thế không? Những chuyện như thế này đối với nhi tử của chúng ta mà nói thì cực kỳ là bình thường. Hoàng Dương không phản bác một lời nào. Ai bảo ông có một tên hỗn đản nhi tử như vậy? Hoa Lôi sắc mặt trắng bạch, ngây ngốc nhìn Hy Bình. Người thanh niên đang ôm nàng lúc này, ánh mắt đầy quan tâm, từ miệng phát ra những từ nhẹ nhàng, ta đang ôm nàng. Đúng, hắn đang ôm nàng. Chỉ đơn giản một động tác, một lời nói đã làm tim nàng ấm áp hương xuân. Nàng từ từ hỏi, chàng không phải đã đi rồi sao? Hy Bình cười nói, nếu như nàng muốn ta đi, ta sẽ đi. Còn như không muốn, ta nghĩ ta nên ở lại. Hoa Lôi đột nhiên lại có sức lực, tránh ra một chút, giận dỗi nói, chàng thật là trái banh xấu xa, đắc ý cái gì? Nếu phải đi thì cứ đi, tại sao còn chưa đi? Ôi, nữ nhân, mồm mép luôn luôn là tật xấu khó sửa. Quả thật không có lý do gì để không đi nhưng ta bỗng nhiên lại không muốn đi. Ở lại bồi tiếp nàng qua đêm, được không? Hoa Lôi nghe được lời này, mặt đỏ hồng lên, thẹn thùng nói, ai cần chàng ở lại qua đêm chứ? Hy Bình trợn mắt nhìn nàng, mạnh dạn nói, nàng không phải là Hoa Lôi sao? Ta tưởng nàng muốn lưu ta lại, hiến thân cho ta. Giờ thấy nàng không có ý như vậy. Thật làm ta thất vọng một phen. Nếu như vậy thì, thôi ta đi vậy. Đố chàng dám, Hoa Lôi nói nhanh, nói xong liền hối hận, hỏi tiếp ta lưu chàng lại khi nào chứ? Nói xong rồi quên, tính tình của nữ nhân nam nhân thực sự không thể hiểu thấu. Bởi vậy thế gian chỉ có nam nhân là giữ lời, còn nữ nhân đều không thấy cần phải giữ lời thật là khó vô cùng, cũng như là bắt bà lão sinh con vậy. Hy Bình thoáng trầm tư, nói, theo như ta nhớ. Không biết bà già nào cởi quần áo của ta vậy kìa. Hoa Lôi nổi giận hét, Hoàng Hy Bình, người dám gọi ta là bà già hả? Bàn tay mịn như phấn của nàng bắt đầu đánh vào chỗ nhược của Hy Bình. Hy Bình nói nhanh, đánh chỗ nào cũng được nhưng không được đánh vào mặt. Ta hôm nay thật sự đã bị đánh đến trở thành phị gia, lại phải đi giảm phì. Hoa Lôi nói, ai bảo chàng không có bản lãnh lại còn đi kiếm người gây sự. Bị đánh mà không chết, coi như mạng chàng lớn. Hy Bình nói, ta mà chết rồi, lấy đâu ra chồng cho nàng chứ? Hoa Lôi nói, ta không lấy chồng. Hy Bình lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường, nhìn Hoa Lôi chăm chú rồi lấy thái độ nghiêm chỉnh hỏi, nàng thật sự quyết định suốt đời không lấy chồng sao? Hoa Lôi giật mình vì thái độ nghiêm chỉnh đột ngột của hắn, một lúc lâu sau mới đáp, bồng ta lên giường đi. Hy Bình chiều ý nàng, bồng nàng đặt lên giường, ngồi kế bên nàng, nói ta đã để cho nàng suy nghĩ lâu như vậy. Lại còn cho nàng gặp lại cha ta. Chính là để nàng cảm nhận rõ trong lòng mình thật sự đang yêu ai. Ta biết cha ta chính là người trong mộng mà nàng đã ấp ủ bấy lâu nhưng dù gì cũng vẫn không phải là sự thật. Sau khi ta mạo muội xâm nhập cuộc đời nàng, ta mới là người thật sự tồn tại trong cuộc đời nàng. Ta nghĩ như thế đấy. Lần trước ta đã gây cho nàng một nỗi đau rất sâu sắc khiến ta hầu như phải hối hận cả đời. Cũng vì vậy ta mới quyết định đền bù cho nàng. Thậm chí nếu sau này nàng vẫn muốn lấy cha ta, ta vẫn sẽ dốc hết sức thành toàn tâm nguyện cho nàng. Trong tâm tưởng của nàng, ta chỉ là một tiểu hài. Nhưng đã qua 20 năm, giấc mộng của nàng dù không thay đổi, đứa tiểu hài mà nàng từng ôm ấp thì đã đổi thay,
đã biến thành một nam nhân thật sự, một nam nhân cường tráng. Nếu nàng đồng ý, nam nhân này sẽ biến nàng thành một nữ nhân thật sự, ngay trong đêm nay. Hoa Lôi không biết nói gì, chỉ trầm mặc. Hy Bình thở ra một hơi, đứng dậy rồi hướng cửa phòng đi ra. Ngồi trên giường, Hoa Lôi hốt hoảng hỏi gấp, chàng đi đâu? Hy Bình không trả lời. Hoa Lôi nói tiếp, đồ sâu dâm, không phải vừa nói muốn biến ta thành một nữ nhân thật sự sao? Ngươi giờ lại muốn đi sao? Ngươi là đồ nói dối, ngươi chung quy vẫn nói dối Lôi Lôi, người ta không cho ngươi đi. Hoa Lôi nhảy xuống giường đuổi theo, Hy Bình dừng lại. Nàng ta lao vào người Hy Bình, nấc lên sau lưng hắn, hai tay ôm chặt hắn từ phía sau hắn, nói, Lôi Lôi mọi thứ đều dành cho chàng, chàng không đi được không? Ai bảo ta định đi chứ? Ta chỉ muốn đóng cửa thôi mà, nàng không nghĩ rằng trước hết nên đóng cửa sao? Âu, Lôi Lôi ngốc nghếch, Hy Bình cười lớn thì ra là Hoa Lôi nôn nóng. Hoa Lôi phát giác là bị lừa liền nhằm Hy Bình phát tiết, đá vào hạ thân của hắn, phẫn hận nói, chàng đúng là người xấu mà, đá chết chàng cái đồ lưu manh. Hy Bình xoay người lại, chân Hoa Lôi nhắm đúng ngay giữa hai chân hắn. Hai tay hắn lập tức chụp lấy phần giữa hai chân, miệng la lớn, mặt thì không giấu nổi vẻ đau đớn. Hoa Lôi giật mình hỏi, Hy Bình, chàng có làm sao không? Đừng có dọa ta nha. Hy Bình thống thiết nói, Lôi Lôi, nàng hủy sự sống của ta rồi, giờ ta không còn là nam nhân nữa rồi. Hoa Lôi lo lắng đến phát khóc, cúi người xuống kéo tay Hy Bình ra, miệng nói gấp gáp, để ta xem thử, để ta xem thử. Hy Bình nói, ta nghĩ nó đã bị nàng đá nát rồi. Ai ra, uổng cho một người dũng mãnh như ta, giờ lại thành không có chứng. Mau lấy tay ra, ta là đại phu, chàng để ta xem qua thử biết đâu cứu được. Hoa Lôi trong lúc kinh hoàng nhớ ra mình là đại phu, quên cả khóc. Hy Bình nói, lên giường đi, nàng giúp ta cởi quần ra, xem còn có thể cứu vãn được không. Nếu không chắc bọn họ nghiền nàng thành bột mất, ai ra, đau chết mất. Hy Bình vừa la thảm vừa lom khom đến bên giường nằm xuống. Hoa Lôi chẳng quản 3721 gì cả, vội vàng cởi quần hắn ra. Thấy rõ chẳng có chút thương thế nào cả. Tay Ngọc liền kiểm tra âm nang của hắn phát hiện hai trứng cũng không có thương tổn gì. Đang lúc ngạc nhiên thì Hy Bình nhịn không được cười lớn. Nàng ta phát hiện lại bị hắn lừa một lần nữa liền lập tức nhổ lông trên thân hắn mà xả giận. Hy Bình đau đến nỗi ngồi bật dậy, hét, ai ra Hoa Lôi, muốn giết ta sao hả? Hoa Lôi giận nói, chàng 3 lần 4 lượt lừa gạt ta. Nhổ một chút lông là còn lịch sự lắm rồi đó. Hy Bình nói, lông của nam nhân có chỗ có thể nhổ, có chỗ không được nhổ. Đó là biểu tượng hùng mạnh của nam nhân, giống như đối với phụ nữ các nàng trinh tiết là của quý vậy. Nàng dám nhổ lông ta như vậy, ta nhất định cướp đoạt trinh tiết của nàng, lão tử ta không thể chịu thua thiệt được. Hắn ôm lấy Hoa Lôi đang đứng cạnh, kéo nằm xuống giường, xoay người ôm chặt nàng ta nói, dám nhổ lông cây gậy thép của ta, lần này nàng phải trả giá thảm rồi. Hoa Lôi bị Hy Bình ôm chặt tới thở không nổi, hai tay đẩy ngực hắn ra nói, chàng nặng quá, đừng đè người ta nữa. Chàng để ta lên trên đi. Nàng là người chủ động mà. Hy Bình xoay người ôm nàng đưa lên trên, cười nói, Lôi Lôi, tiếp theo thì làm gì hả? Hoa Lôi rụt rè nói, ta không biết. Hy Bình nói, sao lại như thế? Nàng là đại phu không lẽ không biết tiếp theo phải làm gì sao? Hoa Lôi nói, không biết là không biết. Chàng nói thật thừa. Ta không tiếp tục nữa đâu. Cô nằm sấp xuống, thân người đè lên ngực Hy Bình, miệng cắn nhẹ tai hắn, thỏ thẻ nói, trước kia chắc chàng không nói mấy lời thừa như thế với bọn họ. Ta không biết, không lẽ chàng không biết dạy ta? Ai, sao lại quên được nhỉ? Hy Bình nói, được, ta dạy nàng. Lôi Lôi, giúp ta cởi áo đi, đừng chỉ cởi quần. Chúng ta có cả buổi tối nay, cứ từ từ thôi. Thật là... Sao mà mặt đỏ như vậy? Một nữ nhân hơn 30 tuổi chưa từng có nam nhân nào, bây giờ như vậy, có lý do để thông cảm. Hoa Lôi mất một chút thời gian rồi cũng cởi xong áo của Hy Bình. Hy Bình nói, Lôi Lôi, giờ có thể cởi bỏ luôn toàn bộ y phục của nàng. Nếu nàng thấy có gì phiền phức, ta có thể giúp nàng xé bỏ chúng đi, sao nào? Chàng mà phá hỏng y phục của ta, ta liều mạng với chàng đó. Đúng là lưu manh vô giáo dục mà. Hoa Lôi vừa mắng Hy Bình vừa ngồi dậy cởi bỏ y phục của mình. Tấm thân trắng bạch kiều diễm của nàng dần dần lộ ra trước mắt Hy Bình.
Khi Bình yên lặng nhìn nàng đến khi không còn mảnh vải nào trên người mới nói, nàng giờ đã ngoài 30 nhưng mà thân thể nàng thì cứ như một tiểu nữ hài. Thật không đành lòng tàn phá nàng. Hoa Lôi hét lên, ta mà là tiểu hài tử sao? Ta đã bế chàng từ lúc chàng còn bú sữa đó. Khi Bình đưa tay chụp lấy nụ hoa trên ngực nàng, xoa xoa nhẹ nhẹ rồi cười hỏi, ta lúc đó có bú sữa của nàng không vậy Lôi Lôi? Hoa Lôi nhìn hắn nói, lúc đó ta mới 14 tuổi, lấy đâu ra sữa cho chàng chứ? Chàng đúng là lưu manh từ nhỏ mà, khiến thiến nhi. Nàng ta không nói tiếp nhưng Hy Bình vẫn biết đại để sự tình. Hoàng Dương đã từng nói qua với hắn, cô nàng Hoa Tiểu Thiến đó có lẽ chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Nàng ta giờ đã trở thành vợ của Triệu Tử Hào, không biết cô ta là nữ nhân như thế nào. Ký ức của hắn về Hoa Tiểu Thiến thì trống không nhưng Hoa Tiểu Thiến thì chắc phải nhớ cái tên Tiểu Nam Hải đã lấy đi đồng trinh của nàng ta lúc đó chứ. Hoa Lôi thấy hắn lúc lâu không nói gì hỏi, sao vậy? Nói chàng xấu, chàng giận rồi à? Hy Bình mỉm cười, tay nâng lên, úp mặt vào ngực nàng, miệng ngậm lấy nhũ phong của nàng. Nàng ta rên lên, Hoàng Hy Bình, chàng không còn là con nít đâu. Hy Bình đặt nàng xuống giường, miệng bao lấy đôi môi đỏ của nàng, cùng nàng hôn một lúc lâu rồi nói, nàng cuối cùng cũng chịu thừa nhận ta là đàn ông rồi hả? Tay há xoa nhẹ úp một đồ thị nơi thập ký củ Hoa Lôi. Hoa Lôi cả nhập sự ký thí của Hy Bình cúc như sự tấn công của khí tức nam tính trên người hắn. Dụ tí trong lọc từ từ nhen nhó rồi bục phá. Hai tay nạc bất giác tự úp một động ôm choàng lấy lưng Hy Bì, miệng kề ên tai há thở ấp, rên rỉ liên tục. Trong lúc hai thân thể ưa a vào nhau, ngón tay Hy Bì thâm nhập vào mật động của nàng, khơi mở dòng nước từ bên trong đó. Đang lúc tình ý nồng đượm, hắn nói, Lôi Lôi, ta công thả nhé. Ngay lập tứ. Hoa Lôi có ả giá rõ ràng khập phá của hắn đã đập ngay trước cộc thả củ mì. Cả ngừa nạc rung lên, hồng cứ liên tục cửa quậy qua lại, hai tay đập Hy Bì ra, la lớ, không được, ta sợ úp một đau lá. Hy Bì cả thấy nỗi sợ của nàng thật là vô cớ bèn hỏi, Lôi Lôi à tại sao phải sợ ư vậy? Hoa Lôi căng cứng ngừa lạ, nó, hồ 14 tổ ta đã ấp qua. Nữ hài đó ả má dấp nhìa, từ đó trở đi ta rất sợ huyện đó. Lúc ở bên chàng, nỗi sợ đó còn đặc biệt mạnh mẽ hơn. Hy Bì tỉ ngộ nữ hài đó chắc là Hoa Tiểu Thiến, còn người làm nàng ta trả má chính là ta phả không? Là sao chạc bía chứ? Hoa Lôi kinh ngạ thố lên, lú đói bì chỉ áo úc một đứa trẻ là sao nhớ úc một đứa chuyện đó chứ? Hy Bì cừa nó, là ha ta nó cho ta nghe. Hoa Lôi kinh ngạ, sư ca nó cho chạc nhức chuyện đó ao. Thì ông ta cúc không phả ngừa tố, không trách lạ nuôi lứa mộ tên sắp lang như chạc. Hy Bì nó, cha ta không có hoại bả lĩ này đâu. Nghe cha ta nó, ta lào trời xanh như thế, số đã định kiếp này phải làm sắp lang. Ai, kể ra không hiếu sắc cũng không được, ai bị ể ta hấp dấp như vập chứ. Hoa Lôi nghe há nó như vập, cao có ó, mè khen mè giả đuôi. Hy Bì hôn lên đôi môi khả ái của nạc, nhẹ hạc nó, bởi vì nạc sợ ta cũng không dám làm gì sau này nàng khóc than rêu rao khắp nơi rằng ta ứ hiế nạc thì ật không hay. Hoa Lôi xứng người mộ lúc rồi nó và tai há, chạc múa lâm chập rú lui phả không? Không có ử cho chạc đâu, chạc để lên trên, để tự hà, có é sẽ không đau. Chứ ắc thô lộ ư vập, ta không tin chạc chú nà. Hy Bì liền trợ ư nắp suốt dứa, ngẩng đầu nhì thấp phía thân dưới như có ổ cây trụ á dựng nức lên. Hoa Lôi nhì thấp như hoa má, trong lọc phá hoạc. Qua mộ lú, nạc mím chặt môi, ngồ lên bục dưới Hy Bì. Mộ tay nắp lấp hộp căn củ há đưa tớ vục thập ký củ mì, khi hai vập trả và nhau thì ực lạ. Hy Bì thấp nạc vẫn không dám liền thở dài một cái. Nàng ta ngượng nghịu nói, ta thập không bía đặt cái thứ đó của chàng vào đâu nữa. Ôi, thấp bạ, nạc không phải là úc một đạ phu sao, hay đi làm ni cô đi. Hy Bì không thèm phân trần thêm, vật nàng ta nằm xuống rồi đẻ ên như mộ ngọ nú. Đập thương đập ngay cửa huyệ. Nó lỡ ta không thể ị nổ nữ. Ngay lập tứ, cây thương to lớn củ há xâm nhập vào nơi thâm sâu của Hoa Lôi. Lúc đó trong lòng Hoa Lôi chưa kỵ chuột bị ị la thả mộ tiếc, răng gõ lập cập, mồ ôi đổ khá ngừa. Hai tay trống lên ngực Hy Bì, bật khó, không chị đâu. Ôi, ngừa ta đau quá. Chạc đúc là ẩn sâu dâm mà cái đó sao lớ vập chứ lạ có hành động thô lỗ ư, không nhẹ hạc vớ ngừa ta gì ế. Sau nà ta không cho chạc là nữ.
Ngay lúc Hy Bì tiến vào trong Ngựa Hoa Lôi liền cả thấp huyệt đạo của nạp thập bé nhỏ trong số chúng nữ của hắn có lẽ khả năng dung nạp của nàng ta là thấp nhất. Có é úc một điều này có quan hệ với cái miệng nhỏ bé của nạc ta. Không trách nàng ta lại sợ sự cường tráng của hắn như thế. Há cả nhận được nhục thể ê mà củ bó sát lấy vũ khí của há, như muốn đẩy hắn ra. Cái loại cảm giác bị bó chặt chưa từng thấy như thế khiến hắn phát rên lên. Há không quan tâm đến sự phản đối của Hoa Lôi, bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, độc thờ nó, Lôi Lôi, được khó mà mớ đập không khỏi bị đau một chút, lần sau sẽ bị nữa. Hoa Lôi kiên quyết nó, không có ẩn sau đâu. Chạc đúc là ố tha, là sao mà ừ to vừa già như vập chứ đau chế ngừa ta rồi. Chạc chập thôi, ôi hoặc Hy Bì, ta phả dễ chạc. Cơ thể ác không có khốc chế úc một đựa nữa mà bắt đầu lắc lư qua lại. Hy Bì hòa tòa không múa giả tố độ lại theo thỉnh cầu của nàng, trái lại cạc ngà cạc mãnh liệt hơn. Cái thông đạo chật hẹp của ngừa phụ ứ hòa 30 nhưng chưa thực tía xú với nam nhân nà là cho há cả thấp hưng phấp. Mấp ngà nay hắn không dám hành động thô lỗ với Dã Ân Côi và Ưu Tú vì họ có ai, cũng không thể phong cuồng với Tiểu Nguyệt. Tình dục bị đè nén bao lâu giờ úc một đây bạ phá trên người Hoa Lôi. Có hề hình dung được sự cuộc nhịa đó. Hoa Lôi cả thấp những cơn đau và luồng khóa cảm trong người nàng cứ ngày càng dâng cao, nửa múa rừng nửa múa tía tụ. Hai thân thể yên lên suốt xuống suốt một lúc lâu. Hộp căn củ Hy Bì cứa và trong lỗ huyệt mềm mại của Hoa Lôi như mộng ngừa thợ hoan giếc. Từ ong những tường thịt tuôn ra những giọt nứa, chảy tràn xuống thân dứa của hai ngừa, thấp ứa cả ấp trả dược. Tội nghĩa cho tấp trả dược, lúc nào cũng gặp phải cái chuyện xui xẻo đó. Hết lần này đến lần khác đều bị con người làm ô uế. Thượng đế ác tạ ra con ngừa, khóc con ngừa vì vậy xác tạ ra tấp trả dược, để giả vò ó. Nếu không phải Hoa Lôi cảm nhận được sự yêu thương trong lòng Hy Bình, có lẽ nàng đã nghĩ rằng mình đang bị hắn cưỡng gian. Cái đồ nam nhân thô lỗ, làm tình mà cũng thể hiện cái bộ mặt bạo lực của mình. Tuy nhiên nàng ta lại càng ngày càng ưa thích cái khuynh hướng bạo lực của hắn. Dịu dàng chỉ là bước đầu tiên của tình ái. Cái làm cho nữ nhân thật sự thỏa mãn trong tình ái chính là sự xâm phạm cuồng dã đầy thú tính. Bất kể nỗi đau đớn hay niềm hoan lạc đều là những yếu tố mang đến sự phong cuồng của nữ nhân. Cái nữ nhân yêu nhất chính là cái bạo lực của nam nhân. Hoa Lôi tuy biết nam nhân có cửu dương trọng thể rất mạnh về phương diện này nhưng không ngờ mạnh mẽ đến mức nàng ta rơi vào tình thế không tiếp nhận nổi. Nàng là đại phu, đương nhiên hiểu biết rất sâu sắc về thể chất và tính năng của cơ thể con người. Tuy nhiên nam nhân này lại có những yếu tố thể chất rất không phù hợp với những gì nàng biết mà tính năng cũng rất không tương đồng. Sao lại có nam nhân duy trì được việc này lâu như vậy chứ? Liệu có phải đó chính là cái đáng sợ của cửu dương trọng thể không? Thêm nữa, cái thứ đó của hắn có thể to, có thể nhỏ, có thể dài, có thể ngắn. Ngay lúc hắn vừa tiến vào cơ thể nàng, tâm linh nàng dường như bỗng tương thông với hắn sau đó. Nàng thích thú cái cảm giác này. Hoa Lôi cảm thán nói, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao chàng có thể cùng lúc phục vụ cho bao nhiêu đó nữ nhân. Chàng thật đáng sợ, chàng không phải con người mà. Cái chuyện này, nếu ta không phải là người sao có thể làm cái chuyện này với nàng chứ? Hy Bình chịu nổi nữa, tăng thêm tốc độ. Hoa Lôi thật sự đã được hắn đưa đến sự điên cuồng của tình dục. Hắn thì vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn bèn đề nghị, Lôi Lôi, ta cho lớn thêm một chút nha. Hoa Lôi nói lớn, ta liều mạng với chàng. Liều mạng thì liều mạng, tối nay chúng ta cùng thí mạng trên giường đi, ha ha. Hy Bình cực kỳ đắc ý, dương căn hắn bên trong người Hoa Lôi đột ngột to lên. Thân thể Hoa Lôi điên cuồng nhún nhảy, không chống đỡ nổi sự công kích mãnh liệt của Hy Bình, chỉ trong khoảnh khắc liền rơi vào trạng thái phong cuồng rồi hôn mê. Cũng như trước đây. Khi nữ nhân đạt được đến cực đỉnh tình dục, trạng thái cao trào của Hy Bình cũng tới liền sau đó. Một dòng dương tinh nóng ấm bắn vào trong nội thể của Hoa Lôi. Sau đó hắn ôm thân thể mỏng manh của Hoa Lôi lên rồi nằm xuống giường, để Hoa Lôi nằm ngủ trên người hắn. Hắn hôn rất lâu lên cái trán với làn da trắng bạch ướt đẫm mồ hôi của Hoa Lôi một lúc lâu rồi khe khẽ gọi, Lôi Lôi, tỉnh dậy đi. Hoa Lôi không tỉnh lại ngay. Hắn bèn vỗ một cái vào cái mông mềm mại của nàng. Hoa Lôi chỉ hơi phản ứng lại. Hắn liền dùng thêm sức vỗ mạnh vào cái mông tròn căng của nàng một cái nữa. Hoa Lôi la thảm, ai ra, cái tên tiểu lưu manh này. Không được đánh vào mông ta như vậy, đau thật đó. Hy Bình cười nói, nàng không phải muốn liều mạng với ta sao? Sao lại ngủ nhanh như vậy chứ?
Hoa Lôi giận nói, chàng đúng là trâu mà. Chàng không biết mệt còn ta thì mệt chết đi được. Đã biết là ta ngủ sao còn làm ồn phá cho ta tỉnh giấc chứ. Lại còn dùng bạo lực nữa. Chàng muốn gì chứ? Hy Bình cười cười, rồi vả lả, Lôi Lôi, chúng ta làm thêm lần nữa nha. Hoa Lôi cự tuyệt thẳng thừng, không được. Lần này ta bảo đảm sẽ hoàn toàn nhẹ nhàng mà. Hy Bình bảo đảm nhẹ nhàng, ai mà tin chứ? Chỉ có đồ ngốc mới tin. Hoa Lôi đương nhiên là không tin, giận nói, người ta đau muốn chết được. Dù cho chàng có nhẹ nhàng thế nào đi nữa, tối nay ta không chịu cùng chàng lần nữa đâu. Ta thà có chết cũng không chịu. Nàng định trở mình vùng vẫy nhưng toàn thân như vô lực, không làm nổi một động tác nào. Hy Bình ôm nàng siết nhẹ một cái rồi cười nói, đừng có vùng vẫy mà. Nàng mà nhúc nhích là kích thích ta đó. Nếu như nàng muốn an toàn qua đêm nay, nàng nên yên tĩnh đi hén. Hoa Lôi lo sợ nói, trừ phi chàng thề đêm nay không động đến ta nữa. Được rồi, Hy Bình đáp ứng, đợi cho nàng khỏe lại đi. Ta nếu tiếp tục làm mạnh với nàng, ta cũng phải cân nhắc nhiều lắm. Mẹ ơi, cái tên tiểu tử này, lại lặp lại câu nói của nàng, cân nhắc cái gì? Tầm xàm. Hoa Lôi cuối cùng cũng tin hắn, thật ra tên tiểu nam nhân này nói tuyệt đối không thể tin được. Thật ra trong lòng rất khó xử, thật khó tin được a. Hy Bình véo nhẹ mũi nàng một cái, cười nói, tại sao lần trước khi ta vừa chuẩn bị xâm nhập vào trong nàng liền tỉnh lại ngay. Hoa Lôi nói, chàng còn dám nhắc lại nữa sao? Lúc đó chàng đã phát cuồng trên thân thể bọn họ lại còn muốn dùng cái thứ đáng sợ đó tàn phá thân thể trong trắng của người ta. Ta đương nhiên là không thể tiếp thu rồi. Còn nữa, lần sau muốn xâm phạm người ta, làm ơn trước tiên đi tắm đi. Lạ thật đó, Hy Bình nhìn chằm chằm vào Hoa Lôi, không ngờ lúc đó nàng lại nghĩ tới những chuyện như vậy. Cuối cùng thì suy nghĩ của nàng cũng chỉ như một tiểu nữ hài thôi, so với Tuyết Nhi còn thua đó. Hoa Lôi giận nói, tiểu nữ hài thì không sợ cái thứ hỗn trướng đó của chàng hay sao? Hy Bình trầm tư một lúc, đột nhiên nói, từ đầu đến cuối nàng vẫn tỉnh táo phải không? Cái trạng thái mất trí nhớ và điên điên tạm thời của nàng lúc đó chỉ là giả vờ thôi, có phải không? Hoa Lôi không nói gì. Hy Bình tiếp tục nói, tiểu mạn và nhạc phụ nhạc mẫu đều biết rõ, lại còn cùng với nàng hợp mưu lừa ta, đúng không? Sao chứ hả? Hoa Lôi thừa nhận không sợ gì cả, chàng là đồ lưu manh, dám ức hiếp Lôi Lôi. Không để cho chàng biết lợi hại của ta, chàng sẽ còn tiếp tục ức hiếp người ta. Hy Bình đầu to như cái đấu, nói, thì ra là như vậy, nàng thật lợi hại. Tại sao nàng không tiếp tục diễn chứ? Nói thật, nàng diễn xuất thật kinh người, đáng được nhận giải biểu diễn xuất sắc. Nàng không làm diễn viên thật là đáng tiếc. Hoa Lôi khiếp hãi nói, chàng giận rồi à? Mẹ ơi! Hy Bình hét lớn, ta muốn đánh nàng một trận. Sao nàng lại chơi xấu như vậy? Nàng có biết lúc đó ta đau lòng lắm không? Ta gần như vì nàng mà trở nên si ngốc, lo lắng mất bao nhiêu lâu. Lôi Lôi sẽ bồi thường cho chàng mà, thật đó. Chàng tin ta không? Hoa Lôi áp sát mặt vào ngực hắn, nức nở nhẹ nhẹ. Hy Bình cảm thán nói, cho ta một lý do đi, không quản là hợp tình hợp lý, chỉ cần ta nghe thấy vui là được. Hoa Lôi nói, từ từ, ta thật không muốn lừa chàng đâu. Ta chỉ biết nếu ta không làm như thế ta thật không có cách nào để vãn hồi. Ta chỉ có thể làm như vậy mới có thể giữ chân chàng được, mới có thể khiến chàng tiếp nhận ta. Chàng biết không, lúc chàng bóp vỡ tượng gỗ rồi bỏ đi, Lôi Lôi đau lòng lắm. Tại vì Lôi Lôi sợ chàng đi không quay lại, nhưng vào hôm sau chàng quỳ trước mặt người ta đau lòng vì nỗi buồn của chàng làm tan nát cõi lòng Lôi Lôi. Sau đó, Lôi Lôi vui vì chàng lo lắng cho người ta, yêu nhất là cái vẻ kiêu ngạo không thể chịu nổi của chàng. Gì chứ? Hy Bình kinh ngạc ra mặt, nhìn nàng không chớp, nói, nàng nói trước đó nàng đã yêu ta sao? Hoa Lôi cảm thấy mặt đỏ hồng, nói, ai yêu chàng chú? Lúc đó người ta giận chàng thôi. Ồ, giận cũng là một loại biểu hiện của yêu. Hy Bình ôm nàng đặt xuống giường hỏi, sao lại để ta phải chịu khổ lâu vậy chứ? Hoa Lôi bình tĩnh trả lời, ta thật không muốn làm khổ ai, tuy nhiên có lẽ ta thật sự đã làm khổ chàng, nhưng thật ra cũng là làm khổ bản thân ta. Ta từ lúc còn nhỏ đã sống cùng với cha chàng. Lúc 13 tuổi, ta phát hiện đối với cha chàng có một tình cảm đặc biệt. Nhưng tới khi ta 14 tuổi, huynh ấy rời khỏi trường Xuân Đường. Ta chưa từng thổ lộ với huynh ấy. Không ngờ đến khi lớn lên ký ức về huynh ấy vẫn lưu lại trong ta. Nhiều năm trôi qua,
cứ mong huynh ấy quay lại nhưng huynh ấy không một lần quay lại. Chỉ có con huynh ấy quay lại thôi. Nàng thở ra một hơi rồi nhìn thẳng Hy Bình, giọng không đổi, nói, chàng đúng là lưu manh, quay lại nhân lúc người ta tắm mà vô lễ. Hy Bình cười nói, cái đó không thể nói là vô lễ, tạm thời gọi là phục vụ. Ta phục vụ cho nàng còn muốn gì nữa chứ? Đại pháo cũng phá không nổi ra mặt dân Hoàn Sơn thôn. Tính ra hắn thuộc loại kinh điển nhất, tứ cẩu phải chịu xếp thứ hai. Tuy nhiên huynh ấy quay lại, nhưng Lôi Lôi không có cái cảm giác ngày xưa. Có thể do huynh ấy đã già, cũng có thể do tâm tình của ta nhiều năm qua đã thay đổi. Đối mặt với huynh ấy cũng không thể làm ta khôi phục lại tâm tình như trước, rốt cuộc cũng kết thúc cái nguyện vọng từ thuở nhỏ của ta. Ngược lại, đối diện với đồ lưu manh chàng, ta thật sự không thể nào bình tĩnh được. Có lẽ chính cái cảm giác đó khiến ta hiểu trong lòng ta chàng đã chiếm một phần không thể định rõ được. Ta không biết mình đã yêu chàng chưa, vì vậy ta quyết định tốt hơn là chọn yêu phụ thân chàng. Dù sao thì ta đã chờ phụ thân chàng suốt 20 năm rồi. Quãng thời gian đó không phải là ngắn, đúng là một thời gian dài mà. Tất cả đều bị chàng phá hết. Lúc chàng bóp nát tượng gỗ bỏ đi, ta thật sự muốn bằng mọi giá lưu chàng lại nhưng ta không dám. Không nói về tuổi tác thì chàng cũng là phu quân của Tiểu Mạn. Thế ta cũng đủ tuyệt vọng rồi. Ta thật không cam tâm. Ta vì phụ thân chàng mộng tưởng mất 20 năm. Ta không thể lại vì chàng mà đau khổ thêm 20 năm nữa. Chàng từng nói qua, ta đã hơn 30 tuổi cũng cần tìm một nam nhân. Chàng còn nói, ta chính là nữ nhân của chàng. Vì chàng muốn ta tìm nam nhân, ta tìm chàng. Ta không muốn tìm nam nhân khác. Cuối cùng cũng có một nam nhân. Lại nói, nam nhân khác ta không quan tâm, chàng là người ta ôm được, có xấu xa, ta cũng thấy thoải mái. Hy Bình nghe xong nhìn ngây ngốc, Hoa Lôi này thực sự mãnh liệt. Nếu như để nàng bốc thuốc thì người ta chết chắc chơi toàn đô mạnh mà. Ôi! Hắn than thở, vậy vì sao nàng lại giả vờ si ngốc như thế với ta? Vậy mà cũng phải hỏi à? Đúng là ngu mà, Hoa Lôi nói, chàng đừng đắc ý vội. Lúc đó ta nãy sinh một ý tưởng. Đó là cứ theo sát bên chàng. Do bộ dạng lưu manh và vô số khuyết điểm của chàng, ta sẽ càng ngày càng chán ghét chàng, nhờ đó thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ta cùng đại ca và đại tẩu bàn bạc về ý tưởng này, bọn họ đều tán thành. Có điều khi ta nói với Tiểu Mạn thì nó chỉ cười cười. Về sau ta mới biết mình đúng là mê muội, đột nhiên tự buộc mình đi nghe mấy bài hát thối tha của chàng. Mà cái đáng giận nhất là lại tạo cho chàng bao nhiêu cơ hội để đối xử xấu xa với ta. Hy Bình không hiểu nổi hỏi, ta đáng ghét vậy sao, sao nàng lại yêu ta sâu đậm như vậy? Hoa Lôi làm vẻ khinh khỉnh bảo, bởi vì ta muốn giận chàng suốt đời. Giận ta là phải theo ta, Hy Bình hoài nghi hỏi. Hoa Lôi gật đầu nói, đúng là như vậy. Hy Bình đột nhiên có ý kiến, Lôi Lôi, chúng ta cùng ca nhé. Đúng là điên mà. Canh ba nửa đêm mà lại muốn ca hát. Hoa Lôi phát giác ra nam nhân này thật hết thuốc chữa, giận nói, sau này chàng mà ca hát trước mặt ta thì ta sẽ cho chàng một liều thuốc, cho chàng biến thành câm luôn. Ta tìm nàng đòi mạng, có thể là do truyền nhiễm nên Hy Bình tự nhiên lại học theo cách nói chuyện của Hoa Lôi. Ôi, thông qua giao hợp con người còn có thể bị lây lan bệnh gì nữa chứ? Hoa Lôi cười duyên dáng, thân thể mềm mại trên người Hy Bình lăn qua lăn lại. Hơi thở như hoa lan nói, Hy Bình, sáng mai chàng tắm cho ta nhé. Hy Bình thở ra nói, không được. Xong nghĩ lại, nói tiếp, nếu mà là uyên ương tắm chung thì ta chịu. Không có cửa đâu nha. Hoa Lôi cự tuyệt cái ý định sắc dục của hắn nhưng không cho phép hắn trái ý nàng. Sáng mai chàng nhất định giúp ta tắm rửa nhưng trong lúc tắm rửa không được làm gì cả. Nếu trong lúc tắm mà chàng xâm phạm người ta, ta sẽ liều mạng với chàng. Lại là liều mạng. Ôi, tối nay ai cũng nhiễm bệnh cuồng mà hễ đụng tới là đòi liều mạng. Đáng sợ nhất đúng là bệnh lây qua đường tình dục. O không ô, chuyện Hy Bình không ngờ tới là hắn bị chính Hoa Tiểu Ba gọi dậy. Hoa Lôi nhìn thấy Hoa Tiểu Ba thì toàn thân đỏ lên như ánh dương buổi sáng. Hoa Tiểu Ba nhìn trên giường thấy Hoa Lôi nằm đó, nhìn tới Hy Bình, lúc lâu sau nói, để gọi huynh là tỷ phu, hay là cô trượng bây giờ. Hy Bình nói, mẹ nói. Gọi quen rồi thì làm sao sửa được nữa chứ? Đương nhiên là tỷ phu rồi. Dám gọi ta là cô trưởng sao? Sao vậy, bộ ta già lắm sao? Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu nói đúng lắm. Nhưng chính huynh đã làm cô của đệ. Hy Bình bắt đầu làm mặt khỉ nói, không hẳn đâu.
đệ có nhìn thấy lúc ta làm cô cô đệ không? Là nàng ta làm ta, cái này gọi là trâu già gặm cỏ non, hiểu không hả? Hoàng Hy Bình, chàng đi chết đi. Hoa Lôi nằm trên giường phản đối theo phản xạ. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, đệ hiểu rồi, trước đây đệ từng bị Lãnh Tinh Oánh làm qua một lần rồi. Ôi! Hy Bình nói, dừng. Tại sao không nói là đệ ăn bà ta? Quan hệ với nhạc mẫu của ta, rồi giờ còn than trách gì? Đệ đúng là nói sao cũng được mà. Không, đệ thừa nhập, là úp một đệ đã úp vớ bà, kêu là râu non gặm cỏ ya ập. Hoa Tiểu Ba nói ngoài miệng nhưng nhủ thầm, huynh không phải đã úp một ăn cô cô đệ ồ sao? Sao lạ nó là ô cô đệ úp một ăn huynh? Đúc là ế ới không có ông lý à? Thì bì nó, Hoa Tiểu Ba, không được thầm phản đối ta, coi trước ta ký úp một đập a. À. Nó đi, thì ta có hệ gì? Hoa Tiểu Ba đột nhiên trở nên hưng phấp. Nó lỡ tỷ u thập là hông minh, bía đệ ý huynh vì ó chuyện. Tranh thủ ú cá bà ở Úc một đang đi mua sắp, để gây nó ở ong thả mỹ ấp nhỉ, bía đâu gặp may, tỷ đựa vài mỹ Úc một đem về. Nhưng chuyện như thế đương nhiên không thể thiếu bậc cao thủ trong chuyện đó như tỷ u được. Thì bì lập tứ bứa tớ chứa tấp gương độc xem bóc mì trong gương, cửa nó, may quá, hầu như đã hồi phục rồi. Hoa Tiểu Ba nó, khả năng hồi phục của tỷ u thật không ai theo kỵ. Tố qua mập cò như heo, giờ úp một đã ấp lạ bộ dạng điển trai rồi. Chúc ta lập tứ ra ngoài tỷ thú ui, ý huynh ra sao hả ý u? Còn sao nữa, đương nhiên là úp một đi rồi. Há vô ai Hoa Tiểu Ba chuột bị úp một đi. Hoa Lôi nó, Hoa Khi Bì, chạc đúc là úp một đồ ô tâm mà ngừa ta còn chưa khỏ mà dứa mập ta chạc đã bả phải đi tỷ thú ui đựa sao. Chuyện đó ta cũng không chấp nhưng chạc tắp cho ta xong rồi mớ đựa đi. Hoa Tiểu Ba nó, sao mà ai ế phức vậy? Thì bì nó, đều ố cô cúc bía giặc cô cô đệ ấp phi ế phức sao? Hơn nữ, chuyện à nàng ta còn có thể nói chắc như thế thể hiện ra nàng ta phải rất dày. Cũng chứng tỏ đêm qua ta bị nàng ta ép uổng. Bị úp một ép uổng bởi ngừa phụ ư ai ế phứ nà quả là một việc không hay ho gì. Hoa Tiểu Ba cự ký úp một độc tì với Hy Bì, bấp quá hú không được hắn chỉ còn cách bỏ chạy cũng là ưu điểm duy nhất của hắn. Tỷ u à, vậy bọn đệ đi trước, dáng tìm kha khá mỹ nhân. Khi đó sẽ không quên chia lại cho huynh một ít, đệ úp một đi đây, cô giao lại cho huynh, đệ ai mặc cho ra ra và nãi nãi của đệ ó đó ha ha. Hoa Tiểu Ba bía mấp như một làn khó, để lại Hy Bì đứng một mình lẩm bẩm, cái tên tiểu tử này, sao chỉ nói toàn những việc ngu ngốc vậy. Hoặc Hy Bì, chạc đúc là úp một đác chế mà đứng ở cửa như thế ở ử nhìa gió á mà còn không vào đây bế ta đi tắm à? Hoa Tiểu Ba đã úp một đi rồi, Hoa Lôi không có cố ý ứa. Hy Bì quay đập lạ nó, nếu không phải là yên ương tắp chung, thấp vô vị á. Hoa Lôi cửa lớn một hơi, nó, giờ không cho, sau nà ta khỏ rồi, thì ha có ẻ à mà tỉa lưu manh, ngừa ta mớ là lập đập mà chạc không thể ha cho sao. Chạc mà ò không hiểu nữ thì úp một đúc là gu như bò. Thập sao, Hy Bì lập tứ cả thấp hưng phấp, ôm lấp Hoa Lôi, nó lớ, Lôi Lôi, nạc thập lấy úp một đạ mà ta nhị, ta sẽ ú nạc tắp. Âu, lú á vũ úp một ở dược xuân được, lú sau nà thấp á vũ ập đẹ, lào ta rú nạc ấp tắp mớ đựa như vập đó. Sau đó hắn kể lại một cách sống động tì cả lúc hắn tắp chung với á vũ lại còn minh họa cụ thể ngay trên người Hoa Lôi khiến lòng dục của Hoa Lôi cũng nổi lên. Đến khi tắm rửa thật sự, lại bị tên vô sỉ này cuồng bạo. Khi đó nàng ta mới thật sự hiểu rõ, vĩ vĩ ế được bao giờ anh lờ nó củ tên nam nhân trẻ à. Thì bị bế Hoa Lôi lúc đó đã lim dim ngủ đặt trở lại trên dược. Sau khi nàng ta đã ngủ say, há rời khỏ phọc. Đang định đến Long Thành tì bỏ Hoa Tiểu Ba thì đột nhiên gặp Vương Ngọ Phân. Hai tiểu nha hoàn của nàng ta lại không có Úc Một ở bên cả. Thì bị mỉm cười chào. Nhã mấp đại nhân, người đi chỉ ô ô mì thôi sao? Âu Vương Ngọ Phân trả ờ, Thanh Phong đến đại địa minh có việc. Bọn họ úp một đều đã úp một đi ngoài rồi, ta nghĩ một mì yên tĩnh nên ở lại. Sao ngươi không đi theo bọn họ? Thì bì nó, con thược hay ngủ ập trễ giờ ớ chuột bị ở hà. Há tù tịa trả ờ, tự ó trong đập thông minh. Đương nhiên là không thể ó cục Hoa Lôi chế đấp đến bây giờ được. Vương Ngọ Phân hỏ, sao? Người có thói quen ngủ ập chế úp một à? Thì bì thà thập trả ờ, thược như thế. Tố không ngủ úp một được, xác ra cúc không cho ta ngủ ao. Hắn phát hiện ra thói quen ngủ ậy trễ đã à tập quá không thể cải biến của hắn.
nhờ vợ tố không thể không làm quá giờ, vậy là sao không dậy trễ được. Vương Ngọ phân nó, người muốn đi, ta cũng không cả chở ngươi. Đi chơi vui vẻ. Hi Bì cừa nó, cả ơn nhã mấp. Trong vi ệ không cói, là phi ệ nhã mấp trông rú hoa lôi. Vương Ngọ phấp ngạ nhiên nhì Hi Bì, hỏ, hoa lôi. Nạc ta là ư ân của nữ ê ả bố của ngừa, tối qua vừa mớ hía thân cho tỷ yêu. Hà độc hơi bất tiện, nhã mấp nế không có hệ gì anh thay con chế cố hô nạc ta. Hi Bì đã đi qua Vương Ngọ phân rồi nhưng vì nghe được câu hỏi của Vương Ngọ phân nên quay đầu lại giả thí. Vương Ngọ phân cố cục cúc minh bạ, chấp nhập yêu cập của nữ ế ủ trong lòng cảm thấy hơi hồ đồ, hoa lôi, không phải là hộ mộ củ hoa sơ khai sao? Là sao mà ân vàm củ hoa sơ khai đè trở hà nữ ân củ há? Cái thế ớ này thật khiến người ta phải hổ úc một đồ. Hi Bình quả nhiên rời khỏi phong nhân viện, vừa ra đến phố lớn liền hét lớn gọi tên Hoa Tiểu Ba. Mọi người trên phố đều nghĩ hắn là thằng điên, còn bọn Hoa Tiểu Ba thì chẳng biết đã đến cái góc tối tăm nào để tán gái rồi. Hắn tìm một hồi mà vẫn không thấy, cũng không muốn bị coi là thằng điên, cúi đầu chán nản đi trên con phố. Khi ngẩng mặt lên thì gặp phải đám người lãng vô tâm đang đi tới. Thủy Khiết Thu và hai tỷ nữ của nàng đương nhiên cũng đi cùng. Bên cạnh lãng vô tâm còn có một đám nữ nhân, đưa mắt nhìn qua, ước chừng có đến 30-40 người, hơn nữa toàn bộ đều. Mẹ kiếp, đều là mỹ nữ. Hi Bình nhìn qua liền thấy ghen tức, càng không nói tới những nam nhân trên phố hận bản thân mình không phải là lãng vô tâm, tên tạp chủng này, không biết là mẹ hắn đã nuôi hắn bằng gì mà hắn lại có nhiều mỹ nữ thế. Muốn hại nam nhân toàn thiên hạ phải chịu sống độc thân hết cả sao? Hi Bình thậm chí còn nghĩ, công phu cưa gái của lãng vô tâm có thể xưng là thiên hạ vô địch. Phải tìm cơ hội kiếm hắn để thỉnh giáo mấy chiêu. Lãng vô tâm cũng đã nhìn thấy Hi Bình. Hắn cũng thấy Hi Bình chỉ có một mình, hoa tâm nở rộ, đắc ý cười nói, Hoàng Hi Bình, sao chỉ có mình ngươi trên phố thế? Bọn họ đá ngươi rồi à? Hi Bình nghe xong nổi giận nói, lãng vô tâm, mẹ kiếp. Ngươi nghiện cái trò trai lơ này à? Không có việc gì lại dẫn một lũ tam bát lang thang trên phố. Lão tử ta thấy thật chướng mắt. Hoàng Hi Bình, ngươi chửi ai là tam bát? Vô duyên vô cớ bị người khác chửi là tam bát, Thủy Khiết Thu cũng nổi cơn tức giận. Hi Bình nói, ta mắng ngươi đấy. Không lẽ ngươi cũng có cái đấy sao? Hà ha, ái, Thủy Khiết Thu, đồ giả nữ nhân, nàng dám đánh vào mặt ta sao? Hắn không ngờ động tác của Thủy Khiết Thu lại nhanh đến vậy, cơ hồ có thể còn hơn cả tốc độ của Mộng Hương. Nàng muốn đánh vào mặt hắn còn có thể tránh được sao? Thủy Khiết Thu khẽ cười, làm ngây ngất cả thành, mở đôi môi anh đào nói, người ta thích đánh vào mặt ngươi đấy, thế nào? Ngươi muốn quyết đấu với ta sao? Không à. Hi Bình hết cách, tức giận nói, ngươi đừng có gây chuyện nữa, ta thấy rất khó chịu. Đỗ Quyên, đến đây để vi phu ôm nào. Thủy Khiết Thu gây sự, hắn vô phương chống đỡ, chỉ còn cách gọi Đỗ Quyên đến để giảm bớt bực tức trong lòng. Đỗ Quyên đang định đi tới thì bị Thủy Khiết Thu ngăn lại. Hi Bình cảm thấy khó chịu, lại nói, Thủy Khiết Thu, cô đừng chống lại ta như vậy, lão tử đây thấy phiền lắm. Thủy Khiết Thu vẫn vừa cười vừa nói, một mỹ nữ như ta mà ngươi còn thấy phiền sao? Đối với nam nhân mà nói thì mỹ nữ là thứ phiền hà nhất trong thế giới này. Câu nói vĩ đại này được phát ra từ miệng lãng tử tình trường lãng vô tâm. Hi Bình rất tán đồng với lời nói này. Lãng vô tâm vừa dứt lời, hắn liền vừa vỗ tay vừa nói, hay, hay. Lãng vô tâm, lời của ngươi thật hợp với tâm ý của ta. Nhưng... Ngươi nói là phiền hà vậy tại sao lại còn dẫn theo một đám mỹ nữ thế kia? Ta rất thích bị nữ nhân làm phiền. Lãng vô tâm vừa chọc tức vừa ngầm đánh giá Hi Bình. Xem ra về phương diện mặt dày vô sỉ hắn cũng không chịu kém so với nhân vật kinh điển của Hoàn Sơn Thôn. Hi Bình nghe vậy vẫn không nổi giận, cười nói, Lãng vô tâm, ngươi dẫn bao nhiêu mỹ nữ đi phố thế này, ngươi không sợ bọn nam nhân trên phố vây đánh sao? Ta thiệt lo lắng cho ngươi đó. Lãng vô tâm ưỡn ngực, hai mắt phát ra thần mang, ai dám. Hi Bình không ngờ khi lãng vô tâm nổi giận lại có thể phát ra sát khí ghê gớm như vậy. Những người trên phố đều bất giác lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn vị công tử vô cùng tuấn mỹ tao nhã này. Xem ra tên tiểu tử ngươi so với ta còn kiêu căng hơn cả ta. Hi Bình lắc đầu, cúi xuống cởi giày. Mọi người trên phố đều thấy kỳ lạ, tên này trông thì giống nam nhân, sao lại cởi giày giữa phố như vậy?
thật là không có phong độ. Thủy Khiết Thu hét lên, Hoàng Hy Bình, không phải ngươi định thoát y trên phố đó chứ? Ta cũng định làm như vậy, nhưng giờ thì không. Vừa trả lời Thủy Khiết Thu, mỗi tay Hy Bình đã cầm một chiếc giày. Hai chân trần đứng giữa phố, trên mặt như nở nụ cười nói với Lãng Vô Tâm, ngươi có tin là có người ném giày vào ngươi không? Ngươi ở một đêm ở Phong Nhân Viện, đã biến thành một tên điên rồi. Thủy Khiết Thu mắng. Cùng lúc đấy, hai chiếc giày trên tay Hy Bình đã ném về phía Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm dễ dàng tránh khỏi, nhưng một mỹ nữ đứng sau hắn lại vô duyên vô cớ tiến đến, vốn định dựa vào người của Lãng Vô Tâm. Ai ngờ Lãng Vô Tâm lại tránh nhanh như vậy. Trong lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận phải hai chiếc giày của Hy Bình, hơn nữa cú ném này thật chuẩn xác hai đỉnh nhũ phong của nàng bị hai chiếc giày hôn phải. Hy Bình thích thú nhảy như điên trên phố. Nàng mỹ nữ trừng mắt nhìn tên nam nhân to lớn đang nhảy nhót, hai mắt như phun lửa. Lúc Hy Bình đang nhảy tận tình thì trước mắt thấy bạch ảnh lóe lên, một cước của Lãng Vô Tâm đã trúng ngay vào bụng hắn. Cơ thể to lớn của hắn bay ra sau hơn 10 bước, cả người hắn nằm gọn trên đất. Lãng Vô Tâm tức giận nói, Hoàng Hy Bình, ta trước đây vẫn nghĩ rằng ngươi có tài năng, hóa ra chỉ là một thằng điên. Băng băng thật đã nhìn sai người rồi. Thiếu gia, huynh tùy tiện đánh người như vậy cũng không đúng. Đỗ Quyên trách móc Lãng Vô Tâm rồi chạy về phía Hy Bình đang nằm trên mặt đất, ân cần hỏi, đại hỗn đản, ngươi không sao chứ? Thủy Khiết Thu và Thủy Tiên cũng đi tới. Thủy Khiết Thu hỏi, Đỗ Quyên, hắn chết rồi sao? Mẹ kiếp, lũ xú nương các ngươi, ngươi muốn ta chết, lão tử sẽ sống sờ sờ cho ngươi xem. Hy Bình đưa mặt lên, cả cái mặt thật bẩn thỉu, ngay cả lời nói cũng vậy. Ba người thấy hắn không việc gì, đều ngầm thở phào một tiếng. Lúc này mới biết bản lĩnh chịu đòn của Hy Bình cũng là nhất lưu. Hy Bình cố ngồi dậy, Đỗ Quyên đỡ lấy hắn, nói, chàng không biết võ công thì đừng nên gây sự nữa, làm người khác phải lo lắng cho chàng. Hy Bình nói, Đỗ Quyên, giúp ta lau mặt, Lãng Vô Tâm hỗn đản, trước khi xuất cước cũng không thèm nói một tiếng, làm ta trong lúc không phòng bị dính phải ám chiêu của hắn. Hắn đưa mặt về phía Đỗ Quyên, nàng rút từ trong người ra chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, đau lòng nói, có đau không? Không chết là tốt rồi. Miệng của Hy Bình thật lợi hại, Đỗ Quyên chỉ còn biết khẽ than. Khi nàng cất khăn vào người thì Hy Bình lại nói, Đỗ Quyên, đợi ta đánh cho Lãng Vô Tâm đau đến mức phải gọi mẹ ơi. Tam nữ đồng thanh nói, ngươi còn muốn đánh tiếp à? Dĩ nhiên, đánh không thắng, lão tử sẽ không bỏ cuộc. Hy Bình đứng dậy, phủi đất cát trên người xuống, tiến tới vài bước, nói lớn, Lãng Vô Tâm, tiểu tử ngươi dám cả gan dùng ám chiêu với ta. Lãng Vô Tâm đáp lại, ta thấy lạ là tại sao ngươi vẫn chưa chết. Hy Bình tức giận nói, có gì mà kỳ quái. Thầy bói nói ta thọ mệnh bách tuế, nếu như giờ ta mà chết, thế thì làm sao phải với tiền bỏ ra mời thầy bói chứ? Ngươi nghĩ xem bói không phải trả tiền chắc. Lãng Vô Tâm, chúng ta đánh tiếp. Lãng Vô Tâm nhìn tên quái vật này hồi lâu, lắc đầu nói, trước đây ta rất muốn đấu với ngươi nhưng vừa mới bắt đầu ta đã hết hứng thú. Bởi vì ngươi căn bản không có cách nào ngăn được ta xuất thủ, ngươi không đỡ một cước của ta thì bằng vào đâu mà gọi ta khiêu chiến. Bằng vào đao trong tay ta, Hy Bình vừa nói, cả phố đã cười ầm lên. Hy Bình lúc này mới tỉnh ngộ, trong tay hắn chẳng có gì, hai tay còn vừa mới ném giày vào ngực nàng mỹ nữ đáng thương. Lãng Vô Tâm cố nén cười nói, này có phải đao trong tay ngươi không dám nhìn mặt người khác à? Hy Bình cũng thấy rất mất mặt. Nhưng một khắc sau hắn lại làm một việc mất mặt hơn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, hô lớn, Hoa tiểu ba, mau ra đây, lão tử ta muốn đánh người. Hắn cơ hồ kêu đến đau cả họng mà Hoa tiểu ba vẫn chưa thấy xuất hiện. Đao của hắn tất nhiên cũng đang ở dưới gầm giường nào đó rồi. Một người bán thịt lợn tiến đến chỗ hắn nói, vị đại ca này, xin ngươi đừng kêu nữa. Ngươi kêu so với tiếng lợn bị ta chọc tiết còn khó nghe hơn. Thôi. Đây ta cho ngươi mượn cây đao này, nếu người có giết người, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đồ phu liền đưa cây đao cho Hy Bình. Hắn tuy không phải là người trong võ lâm nhưng hắn cũng cảm thấy được võ công của Lãng Vô Tâm rất cao. Tuy Hy Bình so với Lãng Vô Tâm có cao lớn hơn nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Lãng Vô Tâm. Hắn nói hắn chịu trách nhiệm là bởi vì hắn tính rằng Hy Bình căn bản không thể làm dụng một sợi lông của Lãng Vô Tâm. Cũng được, giết lợn lại cần dùng đao người hay sao? Hy Bình coi thường,
nhận dao mổ lợn từ tay người đồ phu, cầm trong tay, nói, nhẹ quá, không biết có dùng được không đây? Đồ phu nói, dùng tốt lắm, tôi dùng nó không biết là đã cắt biết bao nhiêu cái đầu lợn rồi đấy. Những người trên phố thấy Hy Bình định dùng dao mổ lợn để đấu võ với người, liền cười lớn. Trong tiếng cười của Lãng Vô Tâm còn có sự khinh bỉ. Đến nữ nhân của hắn cũng có hơn nửa phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Không biết là có thể giết được cái đầu heo của Lãng Vô Tâm không? Hy Bình vừa nói xong, mặt Lãng Vô Tâm lập tức chuyển sang lạnh lùng. Hai mắt Hy Bình lóe lên sự tà dị, y phục đột nhiên phồng lên, luồng chân khí hỏa diễm chân kinh trong người như muốn xuyên qua cây dao mổ lợn trong tay hắn. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kim loại bị vỡ nát. Thì ra cây đao trong tay hắn đã bị chấn vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Gã đồ phu ở bên cạnh mặt tái ngoét, mọi người trên phố đều ngưng cười. Vốn nghĩ tên nam nhân này chỉ có vẻ bề ngoài cường tráng thôi, ai có thể ngờ một thanh đao cứng như vậy lại vỡ nát trong tay hắn. Hy Bình vốn chỉ định thử xem đao này có dùng được không nên đã vận hỏa diễm chân kinh. Không ngờ loại chân khí này thật quá bá đạo, chỉ có liệt dương chân đao mới có thể chịu nổi. Nếu cầm các thanh đao khác trên tay thì chẳng khác gì so với dao mổ lợn vậy, chỉ dùng để giết lợn thôi. Lãng Vô Tâm thần sắc liền ngưng trọng, đánh giá lại thực lực của Hy Bình. Thủy Khiết Thu cũng bị nam nhân này làm cho mơ hồ. Hy Bình quay đầu nhìn gã đồ phu béo, mắng cái đầu lợn nhà ngươi, ngươi nghĩ ta cũng giống như ngươi chỉ là bị thịt thôi sao? Lão tử ta là quyền vương, ngươi có mấy cái đầu heo mà dám chế nhạo tuyệt thế quyền vương ta? Còn muốn đưa cho ta cây đao nát đó à? Mẹ kiếp, làm ta mừng hụt một phen, mau đứng sang một bên, xem lão tử ta đánh, nhớ phải vỗ tay đúng lúc. Nếu không ta đánh hắn xong, sẽ đến khiêu chiến với công phu mổ lợn của ngươi. Vâng, vâng, đại ca, đệ nhất định ủng hộ. Đồ phu khi này đã lùi ra xa chiến địa, đột nhiên kêu nhỏ, a, thịt lợn của ta bị trộm mất rồi. À ôi, hôm nay ta thật thiệt hại mà, lúc về nhất định là bị mụ vợ ta mắng. Thịt lợn của ta, dao mổ lợn của ta. Được lắm, xem ngươi sau này còn dám quản chuyện không đâu nữa không. Nhớ vỗ tay đấy, nếu ngươi trốn, ta sẽ đấm ngươi đầu tiên. Hy Bình đưa mắt nhìn lên người Lãng Vô Tâm nói, không cần đao, lão tử ta cũng có thể đấm ngươi một trận. Lãng Vô Tâm liền đưa kiếm trong tay cho một nữ nhân đứng cạnh, nói, tới đây, ta cũng muốn đấm cho ngươi một trận. Nhìn thấy ngươi, ta cũng thấy bực, không phát ra không được. Lão tử ta cũng thế. Hy Bình vẫn như xưa, vừa nói xong, hắn liền giống như một lão hổ vồ lấy Lãng Vô Tâm, tốc độ so với lúc còn ở Hoàn Sơn thôn còn nhanh hơn gấp bội. Tiếc thay, tốc độ của Lãng Vô Tâm so với hắn còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu hắn có thể dùng thiểm điện chi thúc thì có thể còn nhanh hơn tốc độ của Lãng Vô Tâm chỉ là không có lôi kiếp đao pháp khiên dẫn, thiểm điện chi thúc rất khó phát động. Trừ phi là lúc gặp phải tuyệt cảnh thì tiềm năng của hắn mới có thể bạo phát. Lúc đó thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn là lúc dùng thiểm điện chi túc. Lúc trước vì cứu Tiểu Nguyệt, hắn chạy theo lang đạo hay lúc hắn chạy như điên trên sa mạc, tốc độ của hắn đã đạt tới cực điểm. Nhưng lúc này, trong lòng hắn thì trận đánh này chỉ như là một trò chơi của trẻ con, tốc độ của hắn vì vậy cũng không thể nhanh hơn được. Cú vồ của Hy Bình đã có kết quả, có thể dùng ba từ để hình dung vồ không khí. Lãng Vô Tâm nhanh hơn Hy Bình, tung ra một cước, dễ dàng đá vào mông hắn. Hy Bình kêu lên đau đớn, vồ lên trên người một nữ nhân. Lạ thay, đấy lại chính là nữ nhân xinh đẹp lúc nãy bị chiếc giày của hắn hôn lên ngực. Mỹ nhân tuy đã ngăn đà lao đến của hắn nhưng do lực quá mạnh, kêu lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau. Hy Bình tự nhiên đè nàng lên đất, ngay trước lúc nàng chạm đất, một tay của Hy Bình đã vòng ra sau đầu của nàng, bảo vệ cho đầu nàng không bị tổn thương vì tiếp xúc trực tiếp với nền đất, ngã đau đến mức khiến hắn hối hận cũng không kịp. Kể cả khi mỹ nhân vẫn còn đau rên rỉ không ngớt mà Hy Bình đè lên trên người nàng vẫn bất động, vì lúc này hắn muốn cử động thì lại thấy đau đớn. Hoàng Hy Bình, tên tiểu tử ngươi chết rồi à? Nếu chưa chết thì hãy đứng dậy đi, đừng đè lên nữ nhân của ta thế. Lãng Vô Tâm khinh bỉ nói. Đỗ Quyên vội chạy tới, vội hỏi, ca, huynh có sao không? Đỗ Quyên, cái tên hỗn đản ấy chắc chắn không việc gì đâu, người bị đè là ta toàn thân đau nhức. Sao ngươi không hỏi ta? Hỗn đản, mau đứng dậy. Hy Bình vẫn không nói gì, khiến cho mỹ nữ bị hắn đè lên càng tức giận. Đẩy hắn mấy cái không được, bàn tay liền tát vào mặt hắn, gọi hai tiếng cha ơi.
Thi Bình kêu lớn như bị chọc tiết, "Số nương, lão tử ta vì cứu ngươi nên tay ta mới bị đầu ngươi đè lên, sao ngươi lại còn dùng tay tát ta nữa? Chính ngươi làm ta ngã, lại còn dám nói là cứu ta à? Ngươi chỉ biết là tay ngươi bị ta đè, lẽ nào ngươi không biết ngươi đang đè ta sao?" Thi Bình lại kêu lên, "Ngươi tưởng ta muốn vậy sao? Đấy là do nam nhân của ngươi đánh ta về phía ngươi, ngươi ngã sao lại trách ta? Muốn trách thì phải trách Lãng Vô Tâm." Mỹ nữ nghe câu nói của hắn mà kinh ngạc, hắn lại đổi mặt thành cười nói, "Hay là ngươi liên thủ với ta, tìm Lãng Vô Tâm báo cửu, thế nào?" Mẹ kiếp, câu như vậy mà cũng có thể nói ra được, người trên phố đều bó tay với hắn. Mỹ nữ dường như không thèm để ý lời hắn nói, cố gắng nói, "Ngươi là thằng điên. Ngươi mà để ta đứng dậy, ta có báo cửu thì cũng chỉ tìm ngươi thôi." Thi Bình nói, "Thế thì không được, ta không thích đánh nhau với nữ nhân." Hắn liền xoay người, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Đỗ Quyên nói, "Chỉ là nhất thời thất thủ thôi, nàng đừng lo." "Không, muội không muốn chàng và thiếu gia đánh nhau nữa. Chàng căn bản không phải là đối thủ của thiếu gia, nếu thiếu gia thật sự muốn đả thương chàng thì chàng sớm đã." Thi Bình vội bịt miệng nàng, nhẹ nói, "Đừng nói lời không may thế. Hôm nay ta không lấy lại được thể diện, sau này làm sao còn mặt mũi mà đi trên phố nữa. Ít nhất cũng phải đánh cho đầu của hắn thành đầu heo." Thủy Khiết Thu cười lạnh nói, "Hoàng Hy Bình, người bỏ ý nghĩ đó đi. Không có tứ đại võ lâm thế ra trợ trận thì ngươi chẳng bằng một nửa tâm ca của ta." Thi Bình đứng dậy, nhìn nàng, nói, "Ô, không gặp có mấy ngày, sao ăn nói khách khí thế?" Thủy Khiết Thu quay lưng lại bỏ đi, Thi Bình trong lòng đang tức giận, tiến lên hai bước, xoay người nàng lại, ngấu nghiến hôn nàng. Cả phố ồ lên. Lãng Vô Tâm biết Hy Bình và Thủy Khiết Thu đang làm một việc hồ đồ nhưng mặc cho họ hôn, hắn vẫn không nói gì, đứng nhìn bàng quan. Đây là phong cách của Lãng Vô Tâm, việc không liên quan, tuyệt không can thiệp. Mỹ nữ bị Hy Bình đè, chạy tới bên cạnh Lãng Vô Tâm hỏi, "Công tử, hắn và tiểu thư sao lại làm vậy?" Lãng Vô Tâm nói, "Thì là chuyện đấy." Mỹ nữ tức giận quay mặt đi, bĩu môi không thèm nói lại hắn. Nụ hôn dài kết thúc, mặt Thủy Khiết Thu đỏ ửng, giấu mặt trong lòng Hy Bình thở gấp, ngẩng mặt lên nói, "Ngươi không được hôn ta ở Long Thành, nếu biểu ca nhìn thấy sẽ giết ngươi đấy." Hy Bình nói, "Tiếc là ta chưa gặp biểu ca nàng. Ta thích hôn nàng lúc nào thì hôn, không cần biết là ở chỗ nào." Thủy Khiết Thu thở dài nói, "Ngươi buông ta ra, ta không quản chuyện của ngươi nữa. Ngươi không bao giờ chịu nghe lời khuyên cả." Nàng cúi người xuống, miệng kề cạnh tai Hy Bình nói nhỏ, "Thủy Thiên đã cự tuyệt biểu ca của ta. Ta nghĩ chắc là tại ngươi, ta cũng không quản nữa, ngươi lo chuyện đó đi. Nhưng ta vốn đã định là người của biểu ca rồi, sau này ngươi đừng làm khó Khiết Thu, được không?" Ngực Hy Bình như bị một cái búa đập phải, hắn cúi đầu ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của Thủy Khiết Thu. Nhìn thấy trong ánh mắt nàng lộ vẻ cầu xin, hắn đành kìm nỗi đau vào trong lòng, than, nàng chọn rất đúng. Ta có rất nhiều nữ nhân, còn biểu ca của nàng chỉ có mình nàng. Huống chi, ta là người chỉ coi trọng thể xác, nàng lại là người chỉ có thể nhìn mà không thể động đến. Không, Thủy Khiết Thu lên giọng nói, nữ nhân của biểu ca ta so với ngươi còn nhiều hơn, bình thường bên cạnh hắn luôn có 27 người. Đừng nghĩ chỉ có ngươi mới được nữ nhân hoan nghênh. Thi Bình giật mình nhưng hắn hoàn toàn không để lộ điều đấy ra ngoài. Chỉ thấy hắn bình tĩnh nói, từ trước tới nay, nàng không ngừng chọc tức ta, có phải là muốn đùa giỡn tình cảm của ta, đúng không? Thủy Khiết Thu cúi đầu không nói. Thi Bình buông tay nàng ra, nói, hôm nay ta không thể đánh thắng ngươi. Lãng Vô Tâm nói, người vĩnh viễn không có cơ hội thắng ta. Thật ư, Đỗ Quyên nắm lấy tay của Hy Bình nhưng bị hắn giằng ra. Hắn tiến tới trước mặt Lãng Vô Tâm, cười nói, có gan thì chúng ta giao ước. Lãng Vô Tâm khinh bỉ nói, đấy chỉ là trò của trẻ con, không phải là để người có thân phận như ta chơi. Chỉ có loại ngu ngốc như ngươi mới có thể tìm người giao ước. Tứ đại võ lâm thế gia thật là đáng thương. Hy Bình nói, ngươi sợ thua. Lãng Vô Tâm lắc đầu nói, vô ích. Kế khích tướng của Hy Bình bị Lãng Vô Tâm phá, hắn không còn cách nào, chỉ biết nói, lần sau có đao. Chúng ta đấu tiếp. Lần này không tính vì vẫn chưa phân thắng bại, thế nào? Về phương diện này hắn thật là mặt dày. Nhưng đối với việc đánh nhau, có thể hắn không thể thua, nhưng dù có thua, hắn cũng vẫn muốn nói thành thắng, tất nhiên trong lòng hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Lãng Vô Tâm không thèm để ý, nói, tùy tiện. Hy Bình cảm kích nói, ồ, Lãng Vô Tâm, ta đột nhiên thấy thích ngươi. Rất cảm ơn, y phục ngươi có chỗ bẩn kìa, để ta phủi giúp ngươi. Hắn liền tiến thêm một bước, đặt tay lên eo của Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm cho rằng Hy Bình thật sự đang nịnh mình, đắc ý đưa hai tay lên, khẽ ừ. Không ngờ eo của hắn đã bị hai tay của Hy Bình ôm lấy. Hắn vận toàn bộ công lực lên chỗ eo, định trấn khai song thủ của Hy Bình, mới biết song thủ của Hy Bình giống như thiết côn, không những không trấn được mà còn tự làm đau eo mình. Tiếp nhận hai tay của Hy Bình đương nhiên là không tốt rồi, chỉ tại Lãng Vô Tâm chưa biết mà thôi. Lúc này, Lãng Vô Tâm mới biết tại sao Thủy Khiết Thu võ công cao cường như vậy mà bị Hy Bình ôm cũng hết cách. Hắn trước đây còn nghĩ là Thủy Khiết Thu cố ý để Hy Bình ôm, giờ đã hiểu rõ, bất luận là ai, chỉ cần bị Hy Bình ôm phải, đều khó mà tránh thoát. Kể cả Lãng Vô Tâm hắn cũng không phải là ngoại lệ, vì sức lực man dợ của kẻ này cơ hồ như không ai hơn được. Hy Bình ôm Lãng Vô Tâm rồi, ban đầu định quăng hắn đi nhưng nghĩ đến việc Lãng Vô Tâm võ công cực cao, dù có ném hắn đi cũng chưa chắc đã có chuyện gì với hắn, liền thay đổi chủ ý. Hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn còn đầu thì húc mạnh vào ngực hắn, hai chân đạp mạnh, ôm Lãng Vô Tâm ngã ra đất. Lãng Vô Tâm cũng không vừa, cũng cùng lúc đấy, hai tay hắn nắm lại thành quyền đánh vào hai vai của Hy Bình, định đánh nát vai hắn. Nhưng thật kỳ quái, Hy Bình đã dính phải hai quyền trầm trọng của hắn mà dường như vẫn vô sự. Lúc này hắn mới biết Hy Bình tuyệt không phải là kém, chỉ ít thì Hy Bình cũng đã dính hai quyền chứa tới năm thành công lực của hắn mà vẫn không việc gì. Hắn trong lòng rất kinh ngạc. Hai quyền lại chuyển hướng kích vào hai bên thái dương huyệt của Hy Bình. Hy Bình phản xạ rất nhanh, lập tức cúi đầu húc vào ngực của Lãng Vô Tâm, tránh khỏi thế công của Lãng Vô Tâm, khiến cho Lãng Vô Tâm phát ra tiếng hậm hực. Hy Bình bắt đầu phản công, tay trái nhanh chóng đặt vào cổ Lãng Vô Tâm, bóp mạnh, tay phải đấm một cú trời giáng vào mặt bên trái hắn. Cùng lúc đó, quyền của Lãng Vô Tâm cũng phân thành tả hữu, đánh mạnh vào hai bên mặt Hy Bình. Hai người quyền qua quyền lại, cùng lúc tới mục tiêu, giống như hai tên man nhân đang tiến hành một cuộc quyết đấu sanh tử. Đám nữ nhân chạy đến kéo Hy Bình nhưng không làm cách nào kéo hắn ra được. Thế nhưng lúc này Hy Bình đang ham đánh, lúc mà hắn đang thích thì dù ông trời có muốn cản cũng khó. Cả phố lại ồn ào. Tên đồ phu đứng ở một bên lớn tiếng vỗ tay. Hy Bình không biết đã đánh Lãng Vô Tâm bao nhiêu quyền, càng không biết mình đã bị Lãng Vô Tâm đánh bao nhiêu. Tỷ lệ này có lẽ là một so với hai, bởi vì hắn chỉ dùng có một tay, còn Lãng Vô Tâm thì hai tay cùng đánh. Mặc dù vậy, Hy Bình hắn cũng đánh mà không cảm thấy ân hận. Mục đích của hắn chỉ là đánh cho Lãng Vô Tâm thành đầu heo còn bản thân mình thành đầu gì, hắn cũng không quan tâm. Một quyền của hắn lại vung lên, lúc đang muốn đánh xuống thì thấy trước mặt là một khuôn mặt đang ứa lệ. Là Đỗ Quyên của hắn, quyền của hắn tới gần Đỗ Quyên thì dừng lại. Nhưng Lãng Vô Tâm không dừng, hai quyền cuối của hắn lại đánh chúng để lại hai vết bầm tím trên mặt hắn. Lúc này thật ra Hy Bình đang ngồi trên ngực Lãng Vô Tâm. Đỗ Quyên thì từ bên cạnh hắn vội tiến đến, mặt nàng kề vào quyền đầu của hắn, hai mắt ứa lệ, cầu xin ca, Quyên Nhi xin huynh đừng đánh nữa. Lãng Vô Tâm sau khi đánh ra hai quyền, cũng không đánh tiếp nữa, chỉ đưa mắt tức giận nhìn Hy Bình, không ngừng thở gấp. Mặt bên trái của hắn cũng đầy vết bầm tím. Cuộc đấu cuối cùng cũng kết thúc. Lãng Vô Tâm, lần này coi như hòa, lần sau tìm cơ hội chúng ta tiếp tục. Hy Bình không đợi Lãng Vô Tâm trả lời đã chuyển thân ngồi xuống bên cạnh, thở như trâu, ôm lấy Đỗ Quyên đang khóc. Lãng Vô Tâm cũng ngồi dậy, không thèm để ý việc tìm Hy Bình báo cừu. Đám nữ nhân của hắn cũng đã vây lấy, đối với hắn vừa động thủ, động cước lại còn động khẩu nữa, sụt sùi khóc lóc không còn biết ai nói gì nữa, ai. Phiền. Đỗ Quyên sờ lên những vết bầm trên mặt Hy Bình, đau lòng nói, đau không? Hy Bình trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi, mẹ kiếp, lão tử ta lần này thiệt hại quá. Ta chỉ đánh một bên mặt hắn, hắn lại đấm cả hai bên mặt của ta. Đỗ Quyên tức giận nói, muội không hỏi điều đấy. Hy Bình lúng túng nói, thì đau chút chút, bất quá, tiểu thư của nàng cũng tàn nhẫn lắm, nàng ấy làm ta thật đau lòng. Đỗ Quyên biết hôm nay hắn cùng Lãng Vô Tâm đánh nhau trên phố, ít nhiều cũng là vì Thủy Khiết Thu. Nàng liền nói nhỏ, sau này Quyên Nhi sẽ theo chàng. Nàng ta lấy chiếc khăn lau những vết máu cho Hy Bình, máu không chảy tiếp nữa.
hai tay Hy Bình đặt lên má nàng, hai ngón tay cái gạt nước mắt trên mặt nàng, nói, đừng khóc nữa được không? Đỗ Quyên nức nở nói, sau này chàng đừng nên đánh nhau nữa, Quyên Nhi sợ lắm. Hy Bình cười nói, hai tử ngốc, ta rất hay đánh nhau. Hai ngày sau, mặt ta sẽ khỏi thôi, lúc đấy sẽ trả lại cho nàng một ông chồng tuấn tú. Đỗ Quyên càng khóc lớn, chàng còn nói nhảm, vừa mới dọa chết người ta xong. Hơn nữa người cùng đánh nhau với chàng lại là thiếu gia của Quyên Nhi, làm sao mà Quyên Nhi không đau lòng chứ? Hy Bình nói, chính bởi vì hắn là lãng vô tâm, ta mới chiêu đãi hắn như vậy. Nếu là cuộc đấu của người trong võ lâm thì đã không đơn giản như vậy. Đỗ Quyên không cách nào hiểu được lời hắn. Hắn liền vừa cười vừa nói với lãng vô tâm, người nói xem ta có đúng không? Điều khiến mọi người thấy kỳ quái là lãng vô tâm đột nhiên cũng hướng về Hy Bình mà gật đầu. Mọi người không thể nào hiểu tại sao giữa bọn họ lại thành ra như vậy. Đồ phu lúc này bước đến, cúi người thi lễ, đại ca, vừa rồi tôi vỗ tay rất kêu. Hy Bình nói, ta nhớ, người vỗ tay là bởi vì ta bị dính hai quyền. Bất quá, lúc lão tử đánh, có người ở bên ủng hộ, cũng khiến ta thấy trong lòng rất thoải mái. Thôi ngươi quay về để vợ ngươi mắng đi, nhớ lần sau chuyên tâm vào việc bán thịt lợn của ngươi. Có chuyện gì thì cũng đừng đem dao mổ lợn đến tham gia nữa. Rõ, đồ phu vội quay người thu dọn rồi quay về. Những người xem trên phố cũng dần đi hết. Trong đó không thiếu các nhân sĩ võ lâm nhưng bọn họ hết sức thất vọng với hai ngôi sao mới nổi của võ lâm. Ai nói bọn chúng là những đại cao thủ mới của võ lâm vậy? Ta nhổ vào. Không phải là không có lý. Mặt lãng vô tâm đã được nữ nhân của hắn bôi lên loại thuốc nước làm tan vết bầm. Đỗ Quyên cũng muốn bôi thuốc cho Hy Bình. Hy Bình ngăn nàng, cười nói, tiểu điểu nhi, không cần thuốc nước, ngày mai sẽ khỏi thôi, tin ta đi. Người ta đau lòng vì chàng, muốn vì chàng mà bôi thuốc không được sao? Đỗ Quyên oan ức khóc. Hy Bình đành phải thỏa hiệp, để nàng bôi thuốc lên mặt. Thủy Khiết Thu cũng đến giúp, Hy Bình không cự tuyệt nàng. Trong suốt thời gian bôi thuốc, nàng không nói gì. Bôi thuốc xong, đột nhiên Thủy Khiết Thu nhào vào lòng hắn mà khóc. Hy Bình không ôm nàng như trước, hắn chỉ vuốt mái tóc của nàng, quay đầu nhìn sang thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thủy Tiên. Nàng đang cùng Đỗ Quyên, chẳng biết là đang khóc cho ai. Những giọt nước mắt kia, ít ra cũng phải có vài phần dành cho hắn. Hắn khẽ than thở. Than xong, nhìn Thủy Tiên khẽ cười. Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề. Hy Bình đỡ Thủy Khiết Thu đứng dậy, khẽ đẩy nàng ra, quay người nói với Thủy Tiên, sau khi mặt ta khôi phục lại như xưa. Ta sẽ quay lại mang nàng đi. Nàng nhất định phải là nữ nhân của ta. Hắn nói rất kiên quyết, cho dù Thủy Tiên có đồng ý hay không. Dường như hắn đã quyết phải làm. Thủy Tiên không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới bên cạnh Thủy Khiết Thu. Hy Bình nắm tay Đỗ Quyên, nói chúng ta đi. Đỗ Quyên hướng về Thủy Khiết Thu nói, tiểu thư, nô tỳ không thể tiếp tục phục vụ người. Xin người hãy tự chiếu cố bản thân, nếu Lạc Thiên đối xử với người không tốt. Nô tỳ sẽ kêu ca ca đưa người về. Thủy Khiết Thu cũng vui vẻ trả lời lại, ngươi đi đi. Nếu hắn đối xử với ngươi không tốt thì khi gặp lại ngươi ta sẽ dẫn ngươi về. Hy Bình nói lại, sao ta lại đối xử với nữ nhân của ta không tốt được. Đỗ Quyên tiến tới Hy Bình nói ca, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Hy Bình làm theo lời nàng, hắn ôm nàng vào lòng rồi ly khai. Mọi người thấy hai người đã đi khỏi. Thủy Tiên lại nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, tại sao hắn lại đột ngột nói những lời này với nô tỳ? Những lời của hắn có đáng tin không? Thủy Khiết Thu trả lời, ta nói với hắn rằng, người đã cự tuyệt biểu ca cũng vì hắn. Thủy Tiên giận nói, tiểu thư, sao tiểu thư lại nói với hắn chuyện đó chi vậy? Thủy Khiết Nhu nói, nếu như các ngươi không muốn cũng có thể cự tuyệt hắn giống như đã từ chối biểu ca vậy. Nhưng... Thủy Tiên suy nghĩ một chút rồi tiếp, hắn không giống như biểu thiếu gia. Hắn nói nô tỳ là người của hắn, nô tỳ cự tuyệt cũng vô dụng mà thôi. Hoàng Hy Bình đích thật là người như vậy, Thủy Khiết Nhu đương nhiên cũng biết thế. Nàng nói, ta không quản chuyện của hắn, chuyện của ngươi và hắn như thế nào thì ngươi tự quyết định. Ta muốn các ngươi cùng với biểu ca ta, các ngươi có nghe lời ta không? Thủy Tiên oan khuất kêu lên, tiểu thư, ta không trách Thủy Tiên. Thủy Khiết Thu che miệng cười Thủy Tiên rồi nói thầm vào tai cô ta, ngươi thường cười Đỗ Quyên mơ mộng tưởng nhớ tới Hoàng Hy Bình, chẳng phải ngươi cũng vậy ư? Thủy Tiên khuôn mặt đỏ lựng,
kêu to tiểu thư, tôi không có mà. Từ đằng sau, Lãng Vô Tâm cất tiếng, Khiết Thu, chúng ta cần phải quay về thôi. Thủy Khiết Thu nói, Tâm ca, ta có một việc muốn hỏi, sao huynh lại muốn đánh nhau với hắn vậy? Lãng Vô Tâm nói, đó chỉ là bất đắc dĩ. Ta không ngờ không đánh giá được võ công của hắn, thực lực dường như rất lớn. Ta từng thử dùng nội kình để trấn khai song thủ của hắn nhưng không ăn thua. Khi quyền kình của ta chạm vào người hắn dường bị cơ thể của hắn hấp thu, phần không bị hấp thu cũng bị phản lại. Lúc ta thử điểm huyệt đạo của hắn mới phát giác ra căn bản không tìm được huyệt vị cố định. Ta chỉ còn cách cùng hắn đánh lộn. Hắn đánh một quyền ta đánh hai quyền. Đánh qua đánh lại ta vẫn còn lời chán. Thủy Khiết Thu nói, nhưng hai người đều không dùng đến nội kình sao. Lãng Vô Tâm than, nói một cách đơn giản, cho dù là Lạc Thiên cũng không hơn được hắn. Trong thế gian này thật khó tìm được một người có sức lực cường đại như hắn. Bất luận là hắn biết võ công hay không thì thực lực của hắn cũng rất đáng sợ. Khi song quyền của ta lần thứ hai đánh ra là nhằm vào thái dương huyệt của hắn, ta cảm thấy mặc dù quyền của hắn đánh vào mặt ta tuy khiến ta rất đau đớn nhưng tuyệt không thể đánh vỡ xương đầu của ta. Với thực lực của hắn, một quyền của hắn chí ít cũng có thể đánh vỡ được vài cái xương mặt của ta nhưng hắn đã giảm lực đi khá nhiều. Dường như chỉ là muốn đấm ta, tuyệt không có ý làm ta bị thương. Thế nên, ta đang định vận toàn bộ công lực, song quyền đánh ra muốn cùng hắn đồng quy vu tận cũng chậm lại, triệt tiêu hết nội lực, rồi mới đánh lên hai bên mặt hắn. Sau này, quyền qua quyền lại, lực đấm của hắn tỏ ra rất có tính toán. Quyền đầu của ta vì vậy cũng hoàn toàn không dùng nhiều nội lực. Tên hỗn đản hắn nhất định là rất thích đánh nhau, hơn nữa lại là thường xuyên đánh nhau, nhưng hắn vẫn không dùng hết sức khi lực đấm. Thủy Khiết Thu nói, hắn thường nói trước mặt chúng ta, hắn là quyền vương, là ca thần ở trong thôn, thế nên nhất định là thường đánh nhau rồi. Lãng Vô Tâm nhìn Thủy Khiết Thu, nói, hôm nay hắn đánh nhau hoàn toàn là vì muội. Thủy Khiết Thu ngạc nhiên, sao? Lãng Vô Tâm giải thích, thật ra ban đầu hắn đã định đi rồi, chỉ là muội nói với hắn muội đã định là nữ nhân của Lạc Thiên. Lúc đó ta cảm thấy được sự phẫn nộ của hắn. Hắn cùng ta đánh lộn cũng chỉ là để phát tiết thống khổ trong lòng. Bất quá, hắn là người rất thiện lương. Ngay khi bắt đầu đánh ta đã cảm nhận được. Hiện giờ ta đã hiểu vì sao Lạc Hỏa khi nói đến hắn thì trong lòng lại có cảm giác rất sợ hãi không thể giải trừ. Có lẽ bởi vì Hoàng Hy Bình đã từng thật sự gây cho hắn cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, Lạc Hỏa từng nói hắn là một nhân vật lợi hại không thể lường hết được nhưng không có mấy ai tin. Bởi vì trong mắt người võ lâm, hắn chỉ là một tên sắc lang vô lại. Nhưng những người đó đã sai. Hắn vốn đến từ một thôn trang chất phác, trong lòng hắn vẫn có một sự thuần chân và thiện lương của một thôn dân. Ngoài việc hắn có thiên tính của một nam nhân đối với nữ nhân là yêu mến và chiếm hữu dục vọng ra, hoàn toàn chẳng có dã tâm. Hơn nữa, bởi vì hắn vốn là một thôn dân nên trong hắn hình thành nên tính thích đánh nhau, cả cái tính vô lại của hắn, tạo thành một tính cách và tập quán độc đáo. Nhưng hắn tuyệt không thích giết người. Chính vì vậy nên Lạc Hỏa mới còn sống. Lúc Lạc Hỏa nói về hắn thì trong lòng vẫn ẩn chứa một sự kính phục lẫn cảm kích. Bởi vì hắn vốn có thể giết Lạc Hỏa nhưng hắn lại không hề đả thương Lạc Hỏa chút nào. Bất luận là xem xét từ góc độ nào, hắn cũng thực sự là một nhân vật đáng sợ. Hắn thích đánh nhau, tính cách thích đánh nhau này có ngay từ khi hắn còn nhỏ, giống như một đứa trẻ ham chơi vậy nhưng không hề có mục đích hại người. Khi hắn bước vào võ lâm, nơi lấy giết người làm mục đích của võ công hoặc phương thức giao đấu, dường như hắn rất khinh bỉ. Nhưng không thể phủ nhận, trong cơ thể hắn ẩn giấu một con dã thú đầy ma tính. Lúc muội nói rằng muội là nữ nhân của Lạc Thiên, hai mắt hắn phát ra một thứ khiến người ta khiếp sợ. Đến giờ ta vẫn chưa khỏi kinh hãi. Lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy vẻ ngoài vô lại của hắn thật ra rất khả ái, ta không biết vì sao lại có cảm giác này. Lãng Vô Tâm nói rất nhiều, nhưng nói rất có lý, khiến người khác không thể không bội phục khả năng quan sát của hắn. Thủy Khiết Thu than, bởi vì hắn không muốn làm tổn thương huynh, nên huynh mới không thật sự đả thương hắn. Nhưng sao lại còn cùng hắn đánh nhau? Lãng Vô Tâm cười khổ nói, không đánh mà được sao? Muội sau khi bị hắn ôm rồi, muội có thể thoát ra không? Thủy Khiết Thu xấu hổ, cúi đầu nói, hắn là một man nhân. Lãng Vô Tâm nói, sau này ta sẽ không để hắn đến gần ta nữa. Thà bị 100 giây trói còn hơn bị hắn tóm được. Cái đồ hỗn đản, siết ta chặt cứng đến không thở được. Thủy Thiên kinh ngạc hỏi,
hắn quả thật có sức mạnh man dại thế sao? Lãng Vô Tâm nhéo mũi nàng một cái rồi mỉm cười nói, tiểu ni tử, ngươi nếu muốn cự tuyệt hắn, tốt nhất đừng để hắn ôm được ngươi. Nếu không cả đời ngươi cũng không thoát ra được. Thủy Tiên la lên, thiếu gia, mau bỏ tay ra, người nhéo đau ta rồi. Lãng Vô Tâm buông tay ra, nghiêm trang nói, Khiết Thu, ta thật sự khuyên nàng nên chọn Hoàng Hy Bình. Không cần thiết phải hỏi ta tại sao, ta đã nhìn muội lớn lên, bọn muội ba người đều do một tay ta dắt đi chơi tới tận lúc lớn. Ta rất thương yêu bọn muội. Đối với nữ nhân mà nói, ta không phải là người mà phụ nữ có thể trông cậy được, nhưng ta có thể là một người anh rất tốt đối với bọn muội. Thủy Tiên nói, công tử, nếu có thể thay đổi, ta và Đỗ Quyên đã là thê tử của người chứ không phải muội muội của người. Cự tuyệt người và Lạc Thiên, đối với một thiếu nữ, thật sự là một chuyện rất khó. Lãng Vô Tâm nói lớn với giọng châm chọc, nếu ta có thể thay đổi được, ngươi và Đỗ Quyên có thể trở thành thê tử của ta. Nhưng câu nói đó chỉ có thể nói trước khi gặp Hy Bình, phải không? Thủy Tiên chỉ có thể cười, cũng như là thừa nhận điều đó. Lãng Vô Tâm lại nói thêm, một nữ nhân muốn từ chối nam nhân như Hy Bình, càng là một chuyện khó khăn. Thế nên, Khiết Thu, muội mới khóc phải không? Thủy Khiết Thu không trả lời câu hỏi này của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói, Tâm ca, chúng ta đi thôi, ở đây đã nửa ngày rồi, muội cảm thấy thật sự mệt mỏi. Sáu người bọn Hoa Tiểu Ba thật sự không thể đợi Hy Bình thêm được nữa. Triệu Tử Hào và Hoàng Đại Hải thì lại kiên trì muốn đợi. Thế nhưng Hoa Tiểu Ba hỏi một câu như thế này, các ngươi có biết tỷ phu của ta tắm cho nữ nhân phải mất bao lâu không? Độc Cô Minh liền phụ họa, nếu như đơn thuần chỉ là tắm rửa thì không cần nhiều thời gian, song cô của ngươi thật sự rất mê người. Triệu Tử Uy cũng nói, có lẽ là tỷ phu của ngươi quá háo sắc. Lôi Long gật gật đầu, hắn hiểu rõ Hy Bình, biết rằng Hy Bình chắc chắn trong lúc tắm rửa phải tốn sức làm cu ly, chính xác là cần phải có nhiều thời gian. Triệu Tử Hào và Hoàng Đại Hải đưa mắt nhìn nhau, than thở, đi thôi. Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy đi phía trước. Ba người nhìn thấy mỹ nhân thì ánh mắt liền phát sáng, phóng điện loạn lên, làm rất nhiều phụ nữ lương thiện như gặp giấc mộng tố xuân trong giấc ngủ từng đêm. Có thể nói mị lực phát ra tứ phương. Lôi Long, Hoàng Đại Hải và Triệu Tử Hào, ba người đi phía sau, hơn nữa đặc biệt cố ý cách xa một đoạn. Miễn đừng để người khác ngộ nhận bọn họ cùng với cái bang săn gái này của Hoa Tiểu Ba là cùng một nhóm, kỳ thật đã thành một nhóm rồi. Chính bọn họ bị hắn kéo đi, thật là kết bằng hữu sai lầm mà. Trên đường, bọn Hoa Tiểu Ba ba người tuy được các mỹ nữ đưa mắt ngắm nhìn nhưng thật sự không có khả năng làm các mỹ nữ đem thân dâng hiến. Độc Cô Minh có chút chán nản nói, Tiểu Ba, ở đây nếu là dã mã tộc thì quá tốt. Những nữ nhân này thật sự không biết động tình. Bọn chúng ta tỏ ra quá lãng mạn mà bọn họ lại không chấp nhận những thỉnh cầu lãng mạn của chúng ta, ai? Triệu Tử Uy nói, bọn họ và lãng mạn có cừu hận, hay là chúng ta học theo phái dã thú của Hy Bình? Hoa Tiểu Ba chê nói, Uy ca, học theo tỷ phu không bằng học theo tứ cẩu. Triệu Tử Uy hỏi, là phái gì? Độc Cô Minh đáp, phái chó mặt dày. Miễn đi, Triệu Tử Uy phất tay nói, học ai cũng được không học hắn. Hoa Tiểu Ba nói, Uy ca, chiêu này của hắn rất hay, ngay cả muội muội của huynh cũng bị hắn nắm trong tay. A, à, Hoa Tiểu Ba tưởng Triệu Tử Uy la lên là lao tới hắn, vừa đang định chuồn. Triệu Tử Uy sau khi la lên thất thanh a một tiếng, liền bộp bộp chạy hướng sang một bên. Lúc đó tai Hoa Tiểu Ba mới mơ hồ nghe được hai từ, mộng hương. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, thở than một tiếng, lại thêm một kẻ thất bại. Hai người bọn họ cũng đang chậm chậm đi về hướng hai thiếu nữ đứng ở chỗ mua trang sức. Triệu Tử Uy đi đến sau lưng hai nàng, hắng giọng hai tiếng rồi nói, Mộng Hương tiểu thư, thật là trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau. Hai nàng quay đầu lại, trên mặt vẫn còn khăn che mặt như trước. Thanh âm như mộng của Mộng Hương vang lên, Triệu công tử, đã lâu không gặp. Triệu Tử Uy nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nàng có biết Triệu Tử Uy ta tưởng nhớ nàng rất nhiều không? Nhớ đến nổi hằng đêm đều gặp xuân mộng. Độc Cô Minh chạy lại, cười nói, Mộng Hương cô nương, có thể sớm gặp lại nàng như thế này, thật là hạnh vận. Không biết cô nương cần mua thứ gì vậy? Triệu Tử Uy không cao hứng chút nào. Tên tiểu tử Độc Cô Minh này lại cùng hắn tranh giành, khó biết được tình xưa của vị đại cứu tử này đối với Mộng Hương có sống lại không? Có lẽ hắn không mong xuất hiện đối thủ cạnh tranh nào.
Gì đi nữa thì việc theo đuổi Mộng Hương thật sự là rất khó, lại thêm cái tên tình địch cao minh như Độc Cô Minh này không phải khó càng thêm khó sao. Mẹ nó, ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ. Độc Cô Minh này đúng là đồ ngựa xấu. Mộng Hương đáp, ta muốn mua một cái ngọc trạc. Hoa Tiểu Ba tiếp tục nói, vậy đã mua chưa? Hoa Tiểu Ba, nói ít lại, Triệu Tử Uy hét lên, trách Hoa Tiểu Ba lắm miệng. Câu này phải để cho Triệu Tử Uy hắn nói, Hoa Tiểu Ba lại dám giật từ ngữ của hắn, kêu hắn làm sao nói. Còn muốn cùng hắn tranh nữ nhân thật sự không cân xứng mà. Hoa Tiểu Ba cất tiếng hỏi, tại sao vậy? Triệu Tử Uy không thích giải thích với hắn, bởi vì hắn đã nhìn thấy Độc Cô Minh đang vì Mộng Hương mà lựa chọn ngọc trạc. Hắn cũng phải chạy lên cho kịp, dừng lại bên Mộng Hương, giống như một bà dì hoa tay múa chân mồm năm miệng mười. Bảo Nguyệt hỏi Hoa Tiểu Ba, hắn đâu? Hoa Tiểu Ba ấp úng trả lời, tỷ phu à, huynh ấy còn đang bồi tiếp cô ta tắm. Bảo Nguyệt kinh ngạc nói lớn, tỷ phu ngươi bồi tiếp cô ngươi tắm à? Ít khi thấy khuôn mặt Hoa Tiểu Ba ửng đỏ như vậy. Hắn nói, đây là việc của tỷ phu ta, không liên quan đến chuyện của Hoa gia. Đừng dùng cái ánh mắt chăm chăm đó để nhìn ta. Huyết thống của Hoa gia chúng ta thì rất bình thường. Bảo Nguyệt mỉm cười nói, nhìn bộ dạng của ngươi, ta liền biết rõ ràng huyết thống của Hoa gia rồi. Hoa Tiểu Ba vẻ rạng rỡ nói, ta chính là nhân vật kinh điển mà, ha ha. Cười rất thường được sử dụng để che giấu cái vẻ bối rối ngượng nghịu. Mộng Hương lấy một cái ngọc trạc lam sắc, nói, lão bản, ta muốn cái này. Độc Cô Minh và Triệu Tử Uy tranh nhau muốn trả tiền cho Mộng Hương nhưng lập tức phát giác vì đi ra ngoài quá gấp nên thật sự không mang theo ngân lượng. Bọn họ quay sang tìm Hoa Tiểu Ba để vay nhưng Hoa Tiểu Ba cũng không mang theo. Hai người muốn tìm bọn Lôi Long ba người thì biết Mộng Hương đã trả tiền, cùng Bảo Nguyệt muốn bỏ đi. Hai vị công tử đi lại, mặt đỏ tai tía, không biết nói gì. Mộng Hương nói, ta biết hảo ý của hai vị công tử, Mộng Hương xin tâm lĩnh, sư phụ đang đợi chúng ta ở Đại Địa Minh, như thế đành phải cáo biệt. Triệu Tử Uy thầm van nài, Mộng Hương ta yêu, xin nàng đừng bỏ đi. Nhưng ngoài miệng chỉ đáp không vui, thế này, chúng ta gặp lại ở Đại Địa Minh vậy. Độc Cô Minh thật sự có phong độ, Mộng Hương cô nương, cho ta gửi lời vấn an tới sư phụ nàng. Độc Cô Minh chúc cô lên đường vui vẻ. Đa tạ. Mộng Hương tặng cho Độc Cô Minh viên đường ngọt xuất làm hắn trong lòng vô cùng đắc ý. Ôi, sự cảm kích của mỹ nhân cảm kích khiến lòng người đều rung động. Tim Triệu Tử Uy cảm thấy bạc nhược thật sự như sắp tan vỡ. Sau khi hai nàng bỏ đi, hắn quát to, Độc Cô Minh, người không phải rút lui rồi hay sao? Sao lại nhảy vào quấy nhiễu hả? Độc Cô Minh cười nói, muội phu, đừng tức giận. Ta chỉ là lấy lui làm tiến thôi. Hơn nữa Từ Thanh Vân đã lên trời rồi, ngươi không có đối thủ cạnh tranh, như vậy thắng cũng không hay ho gì. Hoa Tiểu Ba nói, đúng vậy, Uy ca, hay để cũng gia nhập hàng ngũ tình địch của huynh, để huynh thắng được uy phong nhé. Triệu Tử Uy đưa quyền đầu về phía trước, nói, ngươi đã lâu chưa chịu thiết quyền của ta phải không? Hoa Tiểu Ba lập tức nói ngay, Uy ca, để tuyệt đối ủng hộ huynh cưa Mộng Hương. Để chỉ trợ giúp huynh chứ không phải tranh đoạt với huynh. Cái này cũng không sai gì lắm, Triệu Tử Uy nói, xem ra ngươi còn thức thời. Lôi Long nói, có thể đi được chưa? Chúng ta đợi đến phát mệt. Sáu người vẫn tiếp tục đi lang thang trên đường. Trước mặt có ba ni cô đang đi tới, dĩ nhiên là Vạn Diệu, Diệu Duyên và Diệu Ý. Hoàng Đại Hải và Độc Cô Minh vội vàng chạy đến thăm hỏi Diệu Ý. Hoa Tiểu Ba thì không quên được cái đầu sáng rực rỡ của Diệu Duyên. Nguyên lai bọn họ mới vừa đến Long Thành. Đang định đến Đại Địa Minh, cùng sáu người trò chuyện vài câu, liền bỏ đi. Hoa Tiểu Ba nhìn chăm chú vào phía sau Diệu Duyên, cảm thán nói, trên đời một cái đầu chọc, Tiểu Ba si tình tìm kiếm. Triệu Tử Uy vỗ vào đầu hắn, chửi, không phải trang si tình mà là kẻ ác tâm. Tiểu tử ngươi mà là một kẻ si tình à, tới ni cô cũng không buông tha, làm tổn hại danh dự tứ đại võ lâm thế gia chúng ta. Gia Gia cuối cùng có thể gặp được cô. Trong vài năm nay ông luôn tưởng nhớ đến cô. Độc Cô Minh cảm động lên tiếng, ôi, Diệu Duyên thật làm người ta mê đắm. Triệu Tử Uy thất kinh nói, người cũng nghĩ đến Diệu Duyên hay sao? Độc Cô Minh mỉm cười nói, nam nhân nào mà đối với mỹ nữ không có mơ tưởng chứ? Người đừng có tưởng nhớ đến Mộng Hương của ta. Triệu Tử Uy rất phẫn nộ, Độc Cô Minh thật quá đa tình.
Những lời có cánh của Độc Cô Minh lại phát ra, thiên hạ nơi nào mà không có cỏ thơm, hà cớ chi ham luyến bông hoa. Ta hái hoa là giống hoa người, một lòng muốn hái vạn đóa hoa nhân gian. Triệu Tử Uy nói, ngươi câm miệng, tiểu tử ngươi mà như thế, ta cũng theo ngươi tranh giành rượu duyên. Triệu Tử Hào cười ha ha nói, các ngươi đừng phá hoại Phật duyên của người ta, theo đuổi nữ hài tử cũng không cần theo đuổi đến điên cuồng. Ba người nghe được câu này, rất không sảng khoái, xài chân bỏ đi trước, tựa hồ muốn bỏ lại phía sau ba tên hỏa bản bất đồng phong tình, tránh xa cái xấu để tâm tình của bọn họ được trong sạch. Sáu người đi dạo một lúc, không thấy Hy Bình tìm tới, cũng không thấy một mỹ nữ nào để ôm vào lòng, định chuẩn bị đi về. Nhưng có chuyện thật bất ngờ, đột nhiên gặp phải Nguyên Chân công chủ và Ngũ Đóa Kim Hoa. Bọn họ làm gì ở Long Thành vậy? Hoa Tiểu Ba chạy theo phía sau sáu nữ nhân, gọi to công chúa, công chúa. Mọi người trên đường đứng lại nhìn, công chúa ở đâu? Sáu nữ nhân quay đầu lại, Nguyên Chân hỏi, là bọn ngươi à? Độc Cô Minh và mọi người cũng đi tới, Triệu Tử Huy nói, công chúa, nàng đến Long Thành có chuyện gì? Nguyên Chân nói, mọi người ly khai Dã Mã tộc không bao lâu, ta và Ngũ Đóa Kim Hoa liền đến đây. Độc Cô Minh hỏi, các người đang ở đâu? Nguyên Chân nói, Đại Địa Minh. Hoa Tiểu Ba cười nói, công chúa, thật là hữu duyên. Chúng tôi cũng ở tại Đại Địa Minh, ai, ở Phong Nhân Viện phía sau. Ngũ Đóa Kim Hoa trên mặt hiện ra nét cười, Nguyên Chân nói, các ngươi đến chợ quyền à? Hoa Tiểu Ba nói, không sai, đánh cho Thái Âm giáo tan tác, thế nào có thể thiếu phần chúng ta được? Nguyên Chân mỉm cười nói, chúng tôi thân cũng theo về Đại Địa Minh. Sau này chúng ta cùng một trận tuyến. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba cùng nói, chúng tôi thề đứng bên công chúa cho tới chết, liều mạng đánh Thái Âm giáo. Hừ, hai tiểu tử này, tại cái bang thì nói muốn giúp Thái Âm giáo, đến trước mặt Nguyên Chân thì đổi lời liền. Nguyên Chân kiều mị cười một tiếng, nói chúng tôi có việc của mình phải đi trước đây. Nói xong chuyển thân bỏ đi được vài bước, đột nhiên quay đầu hỏi, Hoàng Hy Bình đâu? Sau khi nàng ta đến Long Thành, mới biết rằng Hy Bình không chết. Đại ca ở Phong Nhân Viện, Hoàng Đại Hải không muốn Hoa Tiểu Ba lại nói Hy Bình bồi tiếp Hoa Lôi tắm rửa, bèn tranh lời đáp. Nguyên Chân cảm tạ rồi dẫn Ngũ Đóa Kim Hoa rời đi. Hoa Tiểu Ba nói, không biết ai ngâm bọn họ. Độc Cô Minh kỳ lạ nói, Tiểu Ba, nói gì vậy? Hoa Tiểu Ba giải thích, bọn họ không còn là xử nữ nữa. Ai là người khai mở cho họ? Triệu Tử Huy nói, khả năng là do Lạc Thiên Cẩu Hùng đó. Bọn họ không nói thân theo về Đại Địa Minh sao? Ta nghe nói, Lạc Thiên tiểu tử đó cũng rất phong lưu. Hoàng Đại Hải trầm tư một lúc, nói, đệ chỉ là kỳ quái, tại sao nội khí của Nguyên Chân và hai nữ nhân khác so với trước mạnh hơn nhiều? Độc Cô Minh nói, huynh cũng có loại cảm giác như thế. Bọn họ giống như biến thành rất cường hãn, khó nói Lạc Thiên truyền võ công cho bọn họ. Cũng không có khả năng đó, nếu có truyền võ công. Bọn họ cũng không thể học nhanh như thế. Hơn nữa, tại sao chỉ truyền cho ba người, mà không phải là sáu người? Lôi Long phủ nhận phán đoán của Độc Cô Minh. Hoàng Đại Hải nói, đó là chuyện của họ, chúng ta không cần phải biết quá rõ. Không cần biết cũng được. Mọi người nghĩ Hoàng Đại Hải nói rất đúng, cũng tự chuyển ý nghĩ sang chuyện khác. Chuyển qua vài con đường, nhìn thấy cái mặt như đầu heo của Hy Bình, sáu người cả kinh, bao vây xung quanh. Hoàng Đại Hải nói, đại ca, ai làm vậy? Hy Bình chửi, mẹ nó, các ngươi đi đến đâu vậy? Ta tìm không thấy các ngươi, lại tìm thấy Lãng Vô Tâm thì đánh liền, quyền đầu của tiểu tử này quả là cứng, bất quá, cuối cùng hắn cũng thua bại bởi tay ta. Hoa Tiểu Ba mở to hai mắt, không dám tin tưởng, nói, tỷ phu, huynh không dụng đao cũng có thể đánh bại Lãng Vô Tâm sao? Hy Bình hét, không tin à? Tin chứ, sao dám không tin được? Hoa Tiểu Ba ta không phải là kẻ khờ dại, tự mình cũng biết đánh giá khách quan chuyện này. Nói khoác cũng thật phi thường, hắc hắc. Độc Cô Minh nhìn Đỗ Quyên, hỏi, sao nàng ta lại theo ngươi trở lại? Nàng ta là nữ nhân của ta, đương nhiên là theo ta. Hy Bình choàng tay kéo ôm Đỗ Quyên vào lòng, hôn nàng vài cái. Đỗ Quyên rên rĩ ca, không được, lúc này đang ở trên đường. Hy Bình buông nàng ra, quay nhìn Hoàng Đại Hải hỏi, Đại Hải. Mẹ và những người kia đâu? Hoàng Đại Hải nói, bọn họ đi còn sớm hơn chúng đệ. Long Thành này to thật, không thể tìm thấy ngay được.
Hy Bình nói, từ từ mà tìm, trước sau gì cũng gặp. Tiểu Ba, không phải bọn ngươi nói đi Cư Cẩm sao? Kết quả sao rồi? Hoa Tiểu Ba thở ra nói, rất thất bại. Hừ, Hy Bình thô lỗ nói, mỹ nữ đầy đường mà bọn ngươi không tìm được thứ gì để săn. Quả thật là mất mặt mà. Hoa Tiểu Ba nói, có tỷ phu ra tay là được. Hy Bình chỉ vào mặt mình, hét lớn, ta còn có thể ra tay nữa sao? Ngươi bảo ta đi dọa chết mỹ nữ à? Hoa Tiểu Ba liền giải thích, đừng e ngại, bọn họ đều thấy qua mặt thật tỷ phu, dọa cũng không chết được đâu. Hắn kể về việc gặp Mộng Hương và chúng nữ. Cái gì? Hy Bình đột nhiên gọi Độc Cô Minh lại nói, cô của ngươi cũng tới à? Cái đầu chọc này cũng thật là, đã có hài tử mà còn đi loạn tứ tung à, ai, lần này đại phiền nhiễu. Độc Cô Minh kỳ quái vì sao Hy Bình phản ứng kịch liệt như vậy, hỏi, Hy Bình có vấn đề gì vậy? Hy Bình nói, vấn đề lớn, bất quá, không thể nói cho bọn ngươi biết. Sáu người đột nhiên đều muốn xuất quyền đánh hắn một cái nhưng thấy hắn hiện tại đã gần như trở thành mặt đầu heo, cuối cùng cũng nhẫn nhịn được. Hoa Tiểu Ba chuyển đề tài nói, tỷ phu, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhìn vào mặt ta đi thì biết, Hy Bình tuy cảm kích Hoa Tiểu Ba đã vì hắn giải vây nhưng hỏi hắn đi đâu bây giờ quả là chuyện không tế nhị chút nào. Với khuôn mặt này của hắn, còn có thể đi đâu nữa? Đương nhiên là trở về Phong Nhân Viện. Hoa Tiểu Ba tự cho mình thông minh nói, để biết rồi, lại tiếp tục đi tán tỉnh. Tán tỉnh cái đầu ngươi á, Hy Bình cốc lên đầu Hoa Tiểu Ba, hét lớn, muốn tán thì bọn ngươi tự đi đi. Sau khi ta đánh nhau, thật sự không còn mặt mũi đi tán gái nữa. Hơn nữa, với cái khuôn mặt này của hắn, đến lão thái bà cũng sợ mất mật, nói gì đến tiểu nữ. Lôi Long nói, đệ không muốn đi theo ba tên quậy bọn họ. Có lẽ đệ quay về với Bích Nhu của đệ, đệ nôn nóng trở về để bồi tiếp nàng ta, nếu nàng ta trở về không thấy đệ thì thật là tội nghiệp. Triệu Tử Hào tán đồng nói, chúng ta cũng đã ra ngoài một thời gian, cần trở về ăn cơm. Các ngươi muốn nhìn nữ hài tử thì cứ nhìn cho đã, ta thật sự rất đói. Độc Cô Minh gọi Triệu Tử Uy đến mỉm cười nói, sao đại ca của ngươi không giống ngươi chút xíu nào vậy? Triệu Tử Uy nói, ngươi nói thật là thúi. Chúng ta không giống nhau chút nào sao? Chúng ta cùng họ Triệu, điểm này hoàn toàn tương đồng. Hoàng Đại Hải nói, quả thật là không giống cái gì. Triệu Tử Uy vừa muốn nổi nóng, Độc Cô Minh bổ sung thêm một câu làm cho hắn vui lên, người biết điều tiết cảm xúc hơn đại ca ngươi. Có người nói hắn biết điều tiết cảm xúc, hắn có thể không cao hứng à? Triệu Tử Uy mãn nguyện nghĩ thầm, một nam nhân biết điều tiết cảm xúc, đương nhiên không thể tùy tiện nổi giận. Bởi vậy hắn cũng không nổi giận. Thật sự là một nam nhân biết điều tiết cảm xúc nha, xem ra tình huống này cũng là một loại điều tiết. Hy Bình cùng mọi người trở về đến Phong Nhân Viện thì các nữ nhân đã quay về đấy rồi. Sau bữa cơm trưa, Hy Bình đến thăm Hoa Lôi. Nữ nhân này muốn hắn làm du cho nàng ngủ, mới đồng ý cho hắn đến Đại Địa Minh. Nghe nói, cần phải tổ chức đội quân tình nguyện thứ hai chi viện cho Lạc Thủy. Vì vậy mới tập trung võ lâm nhân sĩ tại Đại Địa Minh để thảo luận việc này. Tân lệnh chủ của tứ đại võ lâm thế gia tuy là Hoàng Đại Hải, nhưng kỳ thật người chân chính lên tiếng và phân công việc vẫn là Đỗ Thanh Phong. Nhóm mấy người trẻ tuổi Hy Bình thật ra không phải về việc chính mà đến Đại Địa Minh hoàn toàn chỉ để coi nhiệt náo. Ngoài chuyện về giới quần thoa trong võ lâm bọn họ không muốn bàn chuyện gì khác. Đặc biệt những chuyện đối nghịch với các mỹ nữ, bọn họ vô cùng xem thường. Hoàng Đại Hải và Triệu Tử Hào tuy cũng trẻ tuổi như bọn họ nhưng là những thanh niên có tư cách, vì vậy được theo chân các bậc trưởng bối Đỗ Thanh Phong, Hoa Sơ Khai và Hoàng Dương đến thương lượng đại sự về việc tấn công bọn nữ hải thái âm giáo. Bọn nữ nhân còn chưa theo chân đến, Hy Bình, Lôi Long, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh cùng Triệu Tử Huy tự động hình thành một nhóm. Cái nhóm này còn thiếu tứ cẩu không đến. Lúc về đến hậu viện, Hoa Tiểu Ba đột nhiên nói, mỹ nữ Long Thành tựa hồ tập trung hết tại Đại Địa Minh. Nghe nói, Lạc Thiên của Đại Địa Minh quả là anh hùng, là mê đắm bao nhiêu mỹ nữ Long Thành. Không biết là thật hay không? Độc Cô Minh nói, chúng ta võ lâm thất công tử, trong mắt người giang hồ lại xếp hắn là đệ nhất, nghe được thật không tâm phục. Hoa Tiểu Ba hỏi, ai là người xếp cuối cùng? Đương nhiên là hắn rồi. Độc Cô Minh chỉ Triệu Tử Huy nói, trong lòng vô cùng sung sướng. Triệu Tử Uy bực mình quát, Độc Cô Minh, rút kiếm ra. Song đao của hắn cũng đã nhanh chóng nằm ở trong lòng bàn tay. Vì danh dự của mình,
hắn sẵn sàng liều mạng. Độc Cô Minh cười nói, ngươi tìm ta có tác dụng gì? Trong mắt người giang hồ, tên của ta cũng được xếp cuối cùng. Muốn tìm thì tìm Lạc Thiên, đánh thắng được Lạc Thiên là ngươi trở thành người đứng đầu võ lâm thất công tử. Đánh thắng ta, ngươi cũng chẳng được cái gì. Ha ha! Triệu Tử Uy suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Độc Cô Minh căn bản không tính là nhân vật danh tiếng, thanh danh cũng không bằng Triệu Tử Uy hắn. Nếu đánh thắng hắn cũng là phí sức, còn nếu đánh thua hắn, không phải tự mình lấy đá đập vào đầu mình sao? Hắn thu đao vào vỏ, nói, sau này còn ăn nói những chuyện xung động như vậy, lúc ấy xem có tha cho không. Độc Cô Minh nói, người rút đao so với lời nói của ta vẫn còn xung động. Hắc hắc, chúng ta là người quân tử, động khẩu không động thủ. Triệu Tử Uy mỉm cười nói, mẹ nó, bất quá mới đọc được vài cuốn sách đã dám xưng là quân tử. Độc Cô Minh không thèm để ý đến sự châm chọc của hắn, quay sang Hoa Tiểu Ba nháy mắt, nói Tiểu Ba chúng ta quay về đi. Ánh mắt Hoa Tiểu Ba đang sục sạo trên thân thể mấy tỷ nữ xinh đẹp của Đại Địa Minh, hỏi có vẻ bất mãn quay về làm gì. Độc Cô Minh kề miệng đến sát bên tai Hoa Tiểu Ba nói, hiện giờ Vương Ngọc Phân đang theo Đỗ Thanh Phong đến Đại Địa Minh. Có lẽ Đào Nhân và Liễu Nhân vẫn còn ở lại Phong Nhân Viện. Đầu óc của ngươi để đi đâu mất rồi. Úi chao, Độc Cô lão huynh, huynh thật là thông minh, chúng ta lập tức quay về đi. Hoa Tiểu Ba lập tức chuyển thân đi khỏi. Độc Cô Minh thả lại một câu, ta và Tiểu Ba có chút chuyện gấp. Rồi liền đuổi theo Hoa Tiểu Ba đi khỏi. Lôi Long nhìn Hy Bình, Triệu Tử Uy thấu hiểu tâm sự của Độc Cô Minh, nói, gấp gáp cái gì, lại không đến bám hai đứa con gái Liễu Nhân, Đào Nhân ấy à? Còn làm như bí mật thiên hạ. Lôi Long cười nói, động tác thật nhanh nhẹn. Ta nghi bọn họ kiếp trước vốn là chuột, không động nào là không ghé qua. Ta cũng nghĩ thế, Triệu Tử Uy không bỏ qua cơ hội buông lời báo thù. Lôi Long nói, ta cũng quay về đây. Cái Đại Địa Minh này chẳng có cái gì khiến ta thấy hứng thú. Vì bọn họ quay về để bám theo mấy đứa con gái, ta cũng muốn về để bồi tiếp Bích Nhu. Nhìn theo Lôi Long đi khỏi, Triệu Tử Uy nói, Hy Bình, chúng ta đến Võ Lâm Đại Hội đi. Hy Bình cười nói, đến để tiếp cận Mộng Hương à. Hắc hắc, hắc hắc, Triệu Tử Uy cười ngượng nghịu nói, đi lung tung ở đây không bằng đến tiền viện chờ Mộng Hương về. Để nàng cảm thụ được mối si tình ở mọi nơi của ta. Hy Bình nhún vai nói, ta không cản trở ngươi nhưng ta sẽ không cùng đi với ngươi. Trừ phi ở đó có đánh nhau hoặc để ta đến đó sướng ca. Triệu Tử Uy vội vàng vái hai tay nói, ngươi hoàn toàn không cần phải đi đến đó. Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi, nhưng lâu lâu quay đầu lại nhìn xem Hy Bình có đi theo không. Thật tình, hiện tại cũng chẳng phải hắn chán ghét Hy Bình mà là rất sợ hãi. Đáng sợ nhất là đúng lúc hắn đang tán tỉnh Mộng Hương thì Hy Bình lại cất giọng hát những bài tình ca sơn dã. Đó thật là lấy mạng người ta. Ai, một người như thế sao lại cứ quyết định phải làm ca thần chứ? Bất cứ ai cũng được, nhưng đừng để cái người đáng sợ đó ở bên cạnh Triệu Tử Uy hắn. Chạy trước đúng là diệu kế. Triệu Tử Uy đi khỏi, Hy Bình liền trở nên cô độc. Đại Địa Minh rất lớn, hắn tịnh không biết nên đi đâu. Hắn biết Nguyên Chân đang ở đây, nữ nhân đó khiến hắn cảm thấy thích thú. Hắn cũng biết Nguyên Chân có hứa đến dự đại hội võ lâm. Nhưng hắn chẳng thích thú gì cái đại hội chán phèo đó, vì vậy hắn không định đi tìm bọn họ. Cứ đợi kết thúc hội nghị, cuối cùng cũng gặp được bọn họ. Hắn cứ đi qua lại mấy đình viện trong Đại Địa Minh. Đi qua một cái cổng hình tròn, trong đó có một cái sân vườn rất nhỏ. Bình thường rất ít người đến nơi cái rìa cuối cùng phía đông này của Đại Địa Minh. Hy Bình hoàn toàn không biết rằng hắn chính là nam nhân đầu tiên bước chân đến chỗ này trong 3 năm trở lại đây. Trong sân vườn này chỉ có độc một ngôi nhà một gian rất lớn. Cửa không đóng, đẩy một cái là mở. Hy Bình tiến vào chỉ nhìn thấy một cái giường và một cái bàn dài. Trên mặt bàn bày đầy bút và giấy để vẽ. Trên tường treo đầy tranh, trong đó có một bức đặc biệt to, vẽ một thanh niên cao lớn lạnh lùng. Thanh niên này khiến Hy Bình cảm thấy có chút hơi quen quen nhưng lại nghĩ không ra đã gặp qua người này ở đâu rồi. Hắn trầm tư suy nghĩ. Khiếu Thiên. Hy Bình toàn thân chấn động, quay đầu nhìn thấy một nữ nhân đang đứng tại cửa ra vào. Hắn biết câu nói vừa rồi là của nữ nhân này. Nữ nhân có 6-7 phần giống Thủy Khiết Thu. Trong số những nữ nhân Hy Bình từng biết, nàng dường như là hoàn mỹ nhất. Nếu nói Thủy Khiết Thu là tuyệt mỹ thì không đúng lắm. Lãnh như băng,
La Mỹ Mỹ và Đại Ni mới thật là tuyệt mỹ, có điều họ đều còn trẻ tuổi. Vưu Túy có lẽ mới là nữ nhân vừa tuyệt mỹ vừa thành thục. Nhưng đem so sánh với nữ nhân trước mặt, sắc đẹp cần phải kém một phần. Mái tóc dài trắng như tuyết của nữ nhân vắt qua một bên vai, rủ xuống khuôn mặt như tạc tượng của nàng. Hàng lông mày như một đám mây nhạt bị cơn mưa xuân quét qua. Đôi mắt đen nhánh trông như ánh trăng bị che khuất mất một nửa trong đêm nguyệt thực, thể hiện sự khả ái nhưng lại khiến người ta thương xót. Lúc này đôi mắt si tình đó đang nhìn chằm chằm Hy Bình, từ ngỡ ngàng chuyển thành phẫn nộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi là ai, tại sao đi vào U Liêu trai này? Nữ nhân phát giác Hy Bình không phải là người mà nàng cần gặp, lên giọng truy hỏi. Hy Bình sững sờ, nói, nàng vừa mới gọi ta à? Nữ nhân quát, hãy trả lời vấn đề ta hỏi. Hy Bình không trả lời mà chỉ quay lưng lại, hắn đoán trông từ phía sau mình giống ai đó. Nếu không nữ nhân này không thể khi nhìn thấy hắn từ phía sau lại giật mình kêu lên cái tên Khiếu Thiên. Nữ nhân không ngờ Hy Bình ngạo mạn như thế, nhưng trong lúc Hy Bình đứng quay lưng lại, nàng lại thấy tâm tình phức tạp. Người thanh niên vô lễ đứng trước mặt trông phía sau rất giống với hắn ta. Nhưng khi nhìn đến cái khuôn mặt bị đánh đến biến dạng của Hy Bình, nàng liền phủ nhận sự phán đoán của mình. Huống hồ, dù cho khuôn mặt của hắn có chút giống Khiếu Thiên cũng không thể là Khiếu Thiên. Đã 20 năm rồi, hắn không thể nào lại còn trẻ như thế. Hy Bình đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào mỹ nữ đứng nơi cửa hỏi, ta rất giống một người mà nàng quen biết đúng không? Nữ nhân đối diện với câu hỏi bất ngờ của hắn, không biết nên trả lời thế nào. Sau một lúc bình tĩnh lại mới đáp, người vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, trong đó có thể nghe thấy một chút bất lực. Hy Bình cười cười, tự nói ra danh tính của mình. Hắn nhìn thấy trong mắt nữ nhân thoáng qua một tia thất vọng, nói có thể hỏi phương danh của tỷ tỷ không? Nữ nhân kinh ngạc hỏi, người kêu ta là tỷ tỷ. Hy Bình nói, nếu như không thích, ta có thể kêu nàng là muội muội. Nàng xem ra cũng chẳng hơn ta bao nhiêu tuổi. Nữ nhân sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quát miệng lưỡi trơn tru đúng là đồ dâm tặc. Biến khỏi đây ngay. Hy Bình nói, đi khỏi thôi có được không? Nữ nhân ghét cái tính mặc cả của hắn. Nàng muốn hắn cút khỏi đây, ý tứ chỉ là kêu hắn ra khỏi đây. Hắn lại vì ý nghĩa của hai chữ biến với đi mà hỏi lại nàng một câu vô vị như thế. Nhìn lại khuôn mặt đen đúa sưng như phù thủng của hắn, nàng lại càng ác cảm, bèn lạnh lùng nói, không cần biết ngươi dùng cách thức nào, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. Nếu không ngươi sẽ rời khỏi thế giới này đó. Vậy ta sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Hy Bình cười nhẹ nhẹ, hai tay xòe ra. Đi về hướng cửa. Nữ nhân tiến lên đằng trước, đứng bên cạnh cửa chờ hắn đi khỏi. Đúng vào lúc Hy Bình đi qua bên cạnh nàng, nữ nhân đột nhiên có cảm giác bị Hy Bình ôm vào trong lòng. Nàng vội vàng vùng vẫy nhưng vô hiệu, gã nam nhân này với sức một tay cũng chống lại được toàn bộ nội lực của nàng. Tay còn lại hắn dùng để đóng cửa ra vào lại. Nàng kinh hãi kêu lên, người muốn làm cái gì? Hy Bình nói, một người đàn ông ôm một người đàn bà. Nàng nói xem hắn muốn làm chuyện gì. Nữ nhân hiểu rằng tình hình nghiêm trọng, ngay cả tính mạng bản thân cũng nguy hiểm. Nàng chống cự rất lợi hại nhưng tuyệt không hề kêu gào. Hy Bình lấy làm kỳ lạ hỏi, vì sao nàng không kêu lên? Nữ nhân nói, nếu ta kêu lên một tiếng, người sẽ lập tức táng thân tử địa. Ồ, đáng sợ thế sao? Hy Bình đè chặt nàng lên trên giường cười nói, nhưng ta thấy nàng rất quan tâm đến vấn đề sinh tử của ta. Bất luận là vì nguyên nhân nào, nàng không kêu là tốt rồi. Nói thật tình, ta cũng hơi sợ nàng kêu gào. Bất quá, chỉ sợ chút xíu thôi. Nữ nhân rút cuộc cũng biết mình gặp phải loại nam nhân nào. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nàng tự cho mình võ công cao cường, tuy nhiên võ công nàng lại không thể sử dụng được. Thanh âm nàng nói cũng bắt đầu run run. Nếu ngươi thật sự dám vô lễ với ta, ta sẽ kêu gào thật lớn. Ngươi cũng rõ nơi đây là Đại Địa Minh. Tay Hy Bình đang vuốt ve mái tóc đẹp đẽ trắng như tuyết của nàng, nói, nhưng thật ra ta đã vô lễ với nàng rồi, Đại Địa Minh có bỏ qua cho ta không? Nàng có bỏ qua cho ta không? Nữ nhân trầm mặc, trên mặt, nỗi phẫn hận lại càng tăng. Hy Bình thở dài nói, tất nhiên đã làm rồi thì làm tới luôn. Dù sao sau này cũng bọn nàng truy sát, chi bằng hết kiếm chút vốn trước đã. Nữ nhân hoang mang nói, ngươi thả ta ra rồi,
ta đảm bảo không truy cứu lại chuyện này nữa. Hy Bình nói, ta thường hay nói dối. Nàng nói xem, một người thường nói dối liệu có dễ dàng đi tin lời nói của một người khác không? Nữ nhân sốt ruột, lại tiếp tục vùng vẫy. Đương nhiên là càng vùng vẫy càng mệt, lại không thể đẩy được đồ vật khổng lồ ở trên người ra. Nàng hiểu rằng hôm nay gặp phải cao nhân, sợ rằng đại ca của nàng cũng không thể khống chế nàng được như vậy. Tên nam nhân này so với đại ca của nàng còn đáng sợ hơn. Trong lòng nàng nghĩ như thế, đột nhiên miệng nàng hét lên, có người đến. Tiếng kêu bị đứt đoạn giữ chừng, miệng nữ nhân đã bị miệng Hy Bình bịt chặt. Nàng vội vàng cắn chặt răng, muốn quay đầu tránh, lại bị tay của Hy Bình giữ chặt. Nàng chẳng còn cách nào, chỉ đành chọn con đường bảo vệ tính mạng bằng cách chấp nhận nụ hôn mà Hy Bình cưỡng bách. Trong lòng nỗi kinh sợ càng tăng lên bội phần. Miệng Hy Bình rời khỏi môi nàng, hỏi, vì sao lại vội vàng cắn răng lại? Câu hỏi của tên tiểu tử này thật buồn cười, làm như người ta và hắn quen thân lắm. Nước mắt nữ nhân trào ra, miệng mắng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hy Bình nói, ta lại hiểu rằng nàng là một nữ nhân không nên tin tưởng. Mới vừa nãy nói không báo phục ta, hiện tại lại nghĩ đến báo ứng ta rồi. Còn may là ta chưa thả nàng ra, nếu không ta cũng không thấy được ngày mai. Nữ nhân nói, cho dù bây giờ ngươi thả ta ra, ngươi cũng chỉ còn một con đường chết. Xem chừng như thế thật, Hy Bình dừng lại hai mắt nhìn nàng chăm chăm, nói tiếp, vì vậy hiện tại ta không thể thả nàng, vì nàng là nữ nhân chỉ cho ta một con đường chết. Rất đáng tiếc. Nữ nhân nói, chẳng bao lâu sẽ có người đến đây. Hy Bình cười nói, ta biết rõ trong phạm vi khu vực này tịnh không có người nào ra vào. Chính ta từ đằng trước đi vào đây. Ta biết rõ một điều, lúc nãy nàng gào lên, căn bản không có ai nghe thấy. Nếu nàng định kêu gào liên tục, ta sẽ không cho nàng cơ hội. Lúc này mọi người đều đang dự đại hội nhiệt náo gì đấy, sẽ không biết ở đây nàng và ta cũng có một cuộc hội ngộ nhỏ. Nàng đừng mong có ai đến, ngoại trừ ta ra, khách khách. Nữ nhân phẫn nộ đến cực điểm, quỷ háo sắc ngươi, ta không thể không giết chết ngươi. Hy Bình nói, trước khi giết ta, cảm phiền nàng cho ta biết, tên nàng là gì. Nữ nhân ngừng giãy giụa, quay mặt sang một bên, không thèm nhìn vào cái mặt heo của Hy Bình. Hy Bình muốn đánh cho gục luôn, bèn dùng một loại thanh âm ghê tởm như nhục mạ giống lên, nói mau, mỹ nhân, trước khi hiến thân cho ta, nàng hãy nói tên của nàng cho ta. Nữ nhân quay mặt trở lại trừng trừng nhìn hắn, quát, ai nói ta muốn hiến thân cho ngươi. Hy Bình cười, ta nhận biết theo hành vi thôi. Một nữ nhân bị ta đè trên giường, không chống cự cũng không kêu gào, tức là chuẩn bị hiến thân cho ta rồi. Hai tay nữ nhân đẩy hắn ra. Kêu, ngươi là đồ con lợn. Ai nói không chống cự, không kêu gào. Ta mệt nhọc chẳng còn một chút khí lực nào, ngươi làm như ta cam tâm bị ngươi hành hạ thế này à? Trừ phi ngươi cả đời này dứt khoát không thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi đó. Hy Bình vui vẻ nói, có khó coi lắm không? Mặt ta hiện nay cũng khó coi rồi mà. Biết trước hôm nay sẽ gặp nàng, ta đã không cùng cái tên lãng vô tâm ấy đánh nhau. Nói chung, ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất. Không có khuôn mặt mê người, bảo ta sau này làm sao đi tán gái đây. Nữ nhân chống đỡ không hiệu quả, chỉ đành lại thở dài, lạnh lùng nói, rút cuộc ngươi có thả ta hay không? Thả, đương nhiên thả rồi. Nói gì đi nữa cũng không thể đè nàng thế này đến hết đời được. Chỉ cần nàng nói ra tên của nàng, ta sẽ thả nàng ngay. Điều kiện như vậy là được chứ? Nếu là người quen biết Hy Bình, tuyệt sẽ không tin tưởng câu nói này. Đáng tiếc nữ nhân này lại là lần đầu gặp hắn. Nữ nhân suy nghĩ, rút cuộc không cam tâm nói, Lạc U Nhân. Hy Bình tán thưởng, hảo danh tự, cái lão gia hỏa Lạc Hùng ấy là người thế nào với nàng. Nữ nhân lại quay mặt sang bên cạnh, Hy Bình giữ mặt nàng trở lại đối diện, lại muốn cúi xuống hôn nàng. Nàng kinh hãi nói, hắn là đại ca của ta. Hy Bình dừng lại nửa chừng trên môi nàng. Không tin tưởng hỏi, lão già mập tròn Lạc Hùng đó sao lại có muội muội trẻ tuổi như ngươi được? Lạc U Nhân nói, ta cũng đã 37 tuổi rồi. Hy Bình giật mình nói, có thể nào? Nhìn nàng bất quá hơn ta đôi ba tuổi là cùng. So với Lôi Lôi của ta có khi còn nhỏ hơn đôi ba tuổi. Hắc, nàng lừa ta. Không tin. Lạc U Nhân giận dữ nói, mặc kệ tin hay không, ta đã nói tên mình ra, ngươi nên thả ta ra. Hy Bình giả vờ hỏi, ta vì sao phải thả nàng ra chứ? Đúng là không có lý do gì,
mấy khi dễ dàng ôm được một mỹ nữ chứ? Lạc U Nhân hai mắt trợn to, đấm thẳng vào ngực Hi Bình. Quyền này nhiều ít cũng có nội kình nhưng lại không làm Hi Bình động đậy. Nàng phát cuồng nói, ngươi đã không giữ lời của ngươi. Ngươi không phải là người, ta với ngươi căn bản không quen biết, ngươi lại dùng vũ lực khinh bạc ta. Ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi. Sau khi kêu thét xong, nước mắt nàng trào ra. Hi Bình nói, ta luôn nghĩ đến việc cưỡng gian một nữ nhân nhưng lần nào đi tìm cũng không gặp được thú săn. Vì nàng đã nói tàn nhẫn đến như vậy, ta cũng không thể mềm lòng được. Ngoài ra, ta cũng không thích Lạc Hùng, ta và hắn còn phải đánh nhau một trận, thế nên cũng không ngại phong lưu trên giường cùng muội muội hắn trước một lần. Trước sự kinh ngạc của Lạc U Nhân, hai tay hắn bắt đầu xé bỏ y phục trên người nàng. Loại hành động này đối với hắn phải nói là rất thành thục, do đó cũng thực hiện khá nhanh. Chỉ trong khoảng khắc, mọi thứ trên người Lạc U Nhân đã bị hắn xé bỏ toàn bộ. Nàng ngoài việc chống cự chỉ còn biết rơi lệ, kêu gào cũng không có khả năng, miệng của Hi Bình không để cho nàng cơ hội nói lời nào. Giờ nàng có thể kêu to lên để mọi người đến xem hình dạng trần truồng, lõa thể của chúng ta. Hi Bình nói trong lúc đang tự mình cởi bỏ y phục. Lạc U Nhân nhìn thấy thân hình lõa thể cường tráng, hiểu rằng lúc này có người lại đây cứu giúp cũng là việc vô bổ. Chỉ càng làm thêm nhiều người nhìn thấy tình cảnh nàng bị lăng nhục. Nàng thà tự nguyện chọn lựa sau này giết chết Hi Bình hơn bị nhìn thấy vào lúc này. Nước mắt nàng rơi mãi không ngừng, nuốt tiếng khóc xuống nói, đừng làm như vậy được không? Ta cầu xin ngươi, ngoại trừ tên ngươi ra, căn bản ta không biết ngươi là ai. Ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Vì sao không kêu nữa? Hi Bình chăm chú nhìn thân thể tuyệt mỹ đang bày hết ra. Tuy so với Thủy Khiết Thu trưởng thành hơn mấy phần nhưng thật rất giống nhau. Nếu để hắn nhìn được mỗi phần thân mình thì phảng phất giống Thủy Khiết Thu. Tuy nhiên cái chỗ riêng tư Thủy Khiết Thu lại trong sáng như ngọc, còn của nữ nhân này lại là một phần đen bóng lộng lẫy, rất mê người. Tay của hắn đụng nhẹ nhẹ vào chỗ riêng tư của nàng. Lạc U Nhân bật lên tiếng rên rỉ, hai mắt căm tức nhìn hắn. Hi Bình nói, ta tưởng là ở chỗ lông nàng cũng màu trắng, lại không ngờ đen bóng như đêm ba moi. Nói ta biết, vì sao nàng có mái tóc trắng như tuyết. Lạc U Nhân chẳng thèm đáp lại câu nói của hắn. Hắn cười gian xảo, cái vật ở dưới háng hắn theo động tác đưa mông, đâm thẳng vào cửa mình chật hẹp của nàng, nàng kinh hãi kêu thất thanh, đau. Hi Bình đình chỉ động tác, kinh ngạc hỏi, nàng vẫn còn là xử nữ à? Khuôn mặt Lạc U Nhân ửng hồng, hai tay đẩy Hi Bình ra. Cảm giác được cái vật thô tráng của hắn còn trực chờ nơi cửa mình, nàng sợ khiếp nói, không được. Chúng ta cần một chút dạo đầu. Hi Bình rút trở lại. Nhân vì hắn cho vào thô bạo, cảm nhận được sự trở ngại của xử nữ. Đối với một người xử nữ, thậm chí ngay cả khi cưỡng dâm, hắn cũng có thể dịu dàng một chút. Hai tay của hắn bắt đầu có những động tác trên người Lạc U Nhân. Tuy nói là nàng cực lực phản kháng nhưng khi ngón tay Hi Bình cho vào cửa mình nàng, cố gắng mở âm đạo nàng ra, sau những di động của ngón tay trên bề mặt, nàng lại không tự chủ được bật lên tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác được hạ thể nàng đang từ từ ẩm ướt, nhiệt độ trong cơ thể từ từ tăng, hơi thở của nàng cũng biến thành gấp gáp. Nàng muốn đẩy Hi Bình ra nhưng toàn thân bất lực, rốt cuộc cố gắng kềm chế tiếng rên rỉ xấu hổ từ trong miệng mình phát ra, nàng cắn vào bắp tay của Hi Bình. Hi Bình chịu đựng để nàng cắn, đau đớn kêu, Lạc U Nhân, nàng không mở miệng ra, ta lại đưa vào đấy. Lạc U Nhân không chịu nhả răng ra, Hi Bình không biết thế nào. Kéo ngón tay đang ở trong cửa mình nàng ra. Thời cơ cũng đến, hắn không do dự nữa, đâm cọc vào. Vật thể to dài đột nhiên đâm vào trong người Lạc U Nhân. Đau đớn tê liệt khiến nàng la lên thảm thiết, đau. Không được, đồ tạp chủng, ta đau quá. Ngươi dừng lại, ta không cắn ngươi nữa. Hi Bình dừng động tác lại, nhìn xuống hạ thể của nàng, một dòng máu nhỏ từ trong đó rỉ ra. Đột nhiên hắn trợn mắt kêu lớn. Lạc U Nhân, nữ nhân nàng vẫn còn cắn ta sao? Hắn lại dũng mãnh rút ra đâm vào, nhưng Lạc U Nhân không vì động tác của hắn mà hả miệng ra, trái càng cắn chặt hơn. Hi Bình lại phải dừng lại, cái đấy vẫn nằm sâu trong nội thể nàng. Một tay hắn bấu chặt cằm nàng, nàng không thể không mở miệng ra. Hi Bình nhìn vết thương đầy máu nơi bị nàng cắn, mắng, nàng muốn cái gì? Ta đau, Lạc U Nhân kéo tay Hi Bình đang nắm cằm nàng ra. Vừa giận vừa uất ức nói. Hi Bình nói, người đau thì kêu, sao phải cắn ta không nhả ra.
Lạc U Nhân nói, ta chết cũng không kêu. Hy Bình bỏ tay đang giữ cằm nàng ra, cười nói, cũng có khí phách đấy chứ. Lạc U Nhân nói, cho dù có người lại, liệu có thể thay đổi sự thật này được sao? Hy Bình lắc lắc đầu nói, thật sự là rất đau sao. Lạc U Nhân hai tay đánh mạnh lên mặt hắn, kêu, người biết rõ còn hỏi. Ta muốn giết chết ngươi, đem ngươi cắt ra từng khúc nuôi chó. Ngươi sẽ nhận được báo phục. Nguyên cả đại địa minh xuất động, lão tử cũng không sợ. Báo cừu, là chuyện sau này, Hy Bình cười lạnh, đưa cái gối qua cho nàng nói, đừng cắn ta. Nếu đau thì cắn vào gối, lão tử làm việc tuyệt không nửa đường bỏ phế. Lạc U Nhân sững sờ một chút, nắm gối ném xuống đất, vừa giãy dựa vừa đánh Hy Bình nói, ta không cắn vào gối. Ai làm ta đau ta cắn lại nó, là ngươi cưỡng gian ta, chứ không phải cái gối. Ta phải cắn ngươi, cắn chết ngươi. Nàng lại nghiêng mặt qua bên, muốn lại cắn vào tay Hy Bình. Hy Bình đột nhiên xốc người tới, cái ấy phồng to lên hơn, nhanh chóng chọc vào trong tiến tới. Lạc U Nhân hô lên một tiếng thê thảm, quay mặt lại trừng mắt nhìn Hy Bình, khóc nói, ngươi không phải là người. Cái thứ của ngươi, cái thứ thô bỉ. Ô ô, ta không muốn, ta không phải với Khiếu Thiên. Trinh trắng một đời của ta toàn bị tên tiểu tử mất dạy nhà ngươi hủy hoại. Ngươi còn chưa đủ sao, vẫn còn muốn khi phụ người ta. Ta đau chết đi được. Ai, ai, xin ngươi, nhỏ lại một chút, ta không cắn ngươi nữa. Hy Bình thu nhỏ lại một chút, lưu lại sâu trong âm đạo nàng như cũ, cảm nhận bề mặt mềm mại ướt át, nói, lại đây, để ta âu yếm. Không, Lạc U Nhân cự tuyệt. Hy Bình không quan tâm việc nàng cự tuyệt, vẫn cương quyết muốn hôn. Thấy nàng đang cắn chặt răng lại, hắn liền chuyển động hạ thể. Lạc U Nhân vì thế lại nhả răng ra, đầu lưỡi của hắn dễ dàng tiến nhập vào trong miệng nàng. Hông hắn cử động mềm mại nhiều lần, như thế trên dưới triền miên một trận. Hy Bình đã thôi không còn hôn nàng nữa mà hơi thở Lạc U Nhân vẫn gấp gáp. Hy Bình nói, cảm giác hoàn hảo chứ. Lạc U Nhân không biết đôi tay mình từ khi nào đã ôm chặt sau lưng Hy Bình. Nghe nói như thế, vội vàng rút hai tay trở lại, nói, đừng hỏi ta. Hy Bình nói, không hỏi nàng, ta hỏi ai. Lạc U Nhân giận dữ nói, không được hôn ta nữa. Hy Bình cười, thật không muốn ta hôn nàng sao. Lạc U Nhân cảm thấy khúc thịt ở bên trong người nàng lại bắt đầu to lên nhưng nàng vẫn kiên quyết nói, không muốn. Hy Bình lại hỏi, vĩnh viễn không muốn sao? Vĩnh viễn, Lạc U Nhân không chút phân vân đáp. Là nàng nói đó, Hy Bình nói dứt lời, bên dưới lại dũng mãnh chuyển động, đồng thời nói, ta biết rõ trong lòng nàng đang tưởng tượng đến tên nam nhân trên tường kia. Cũng tốt, nàng tạm thời coi ta là hắn đi, ta nghĩ hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ ở trên người nàng. Ta cũng tận lực thay thế hắn hoàn thành. Ta là người trong lòng luôn hướng đến việc lấy giúp đỡ người khác làm vui. Lạc U Nhân đau khổ rên rỉ, ai cũng không thể thay thế được chàng, người càng không thể. Người bất quá chỉ là tên tặc trộm hoa, dựa vào đâu để đem ra so sánh với chàng. Dựa vào việc ta chính là Hoàng Hy Bình, nữ nhân, đừng quên, nam nhân hiện đang cưỡi trên người nàng chính là ta chứ không phải nam nhân nào khác. Nghĩa là hiện tại nhất định ta chính là nam nhân của nàng. Như thế sẽ vĩnh viễn là người đàn ông đầu tiên của nàng. Điều đó vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Nàng đã hiểu chưa, nữ nhân? Hy Bình hét to một tiếng, hạ thể liên tục chuyển động. Cái ấy ra ra vào vào trong âm đạo Lạc U Nhân phát ra một loại âm thanh mê người. Lạc U Nhân nước mắt vương đầy mặt, nàng cảm thấy cơn giận trong lòng Hy Bình đang bạo phát và theo sau đó sự điên cuồng. Cái tên nam nhân đang cùng nàng có cái quan hệ thân mật bậc nhất nhân loại này thật ra hoàn toàn xa lạ với nàng. Nhưng điều không thể chịu đựng nổi là trong lòng hắn chẳng có một chút cảm tình với nàng. Nàng chỉ có thể cảm nhận được ý muốn chinh phục mạnh mẽ như sự phát tiết của một con dã thú. Nhưng vì sao một chút nhu tình vừa đây còn tồn tại trong tâm lý hắn lại tiêu tan đâu mất? Nàng đột nhiên cảm thấy tâm hồn đau khổ, so với sự đau đớn ở hạ thể còn khó chịu hơn. Nàng trợn mắt nhìn chừng chừng thân thể tên nam nhân cường mãnh vô bì. Hắn trông như một con dã thú lần đầu phát dục đang xâm phạm thân thể nàng. Nàng đột nhiên gào khóc, ta vẫn nhớ chàng, vẫn muốn chàng. Không cần biết ngươi đã làm gì với ta, trái tim ta vẫn là của chàng. Cái ngươi có được chỉ là thân thể ta, ngươi vĩnh viễn không có được trái tim ta. Hy Bình không ngừng kéo ra đút vào, lạnh lùng cười nói, lão tử lại không quan tâm đến trái tim của nàng.
thứ cầm thú ngươi không khác chi lợn, ta cắn chết ngươi. Lạc U Nhân phẫn nộ lại muốn cắn Hy Bình, trong lòng nàng hận nam nhân này muốn chết. Hy Bình cũng mặc kệ cho nàng cắn, chỉ có động tác ở hạ thể càng mãnh liệt hơn. Sự xâm nhập của hai loại cảm giác khiến Lạc U Nhân lúc đầu cảm thấy đau đớn, đồng thời khoái cảm cũng tràn đến. Hai tay nàng trong lúc mê mê hồ hồ bấu chặt lưng Hy Bình. Tại những chỗ bấu xuất hiện từng vệt máu. Trong lúc mắt nhắm chặt lại, miệng cũng từ từ hé mở, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ. Trong lúc dục tình trở nên không thể chịu đựng nổi nữa, mơ màng như trong giấc ngủ, nàng cảm nhận một dòng dương tinh nóng hổi phun sâu vào trong thân thể nàng. Hy Bình dừng lại rồi nhưng cái dương căn trong nội thể nàng vẫn căng cứng vô cùng. Hắn vuốt ve mái tóc trắng như dòng suối trăng của nàng, nói, đã lâu rồi không có phong cuồng như thế này. Tuy lúc đầu là cưỡng gian nhưng nàng vẫn cố gắng tiếp nhận ta. Kể ra mà nói nàng cũng đã trên 30 tuổi rồi, cũng cần tìm lấy một nam nhân. Lạc U Nhân mê mê hồ hồ nghe được câu nói ấy nhưng trong nhất thời nàng chưa mở mắt, sau một chút nàng cảm giác thấy trọng lượng trên người nhẹ bẫng, Hy Bình rút cuộc đã rời khỏi thân nàng. Nàng có cảm giác trống rỗng như chưa bao giờ có. Hy Bình mặc lại y phục, ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lạc U Nhân, suy nghĩ không biết có nên gọi nàng tỉnh lại. Hắn ngồi yên cạnh nàng suốt một lúc lâu, hắn chỉ vô ý làm nàng hôn mê, vì vậy nàng vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Hắn than nhẹ một tiếng rồi gọi khe khẽ, Lạc U Nhân, nàng có thể mở mắt ra không? Lạc U Nhân không có phản ứng, hắn lắc lắc nàng, sau một lúc lâu nàng mới từ từ mở mắt ra, hỏi, ngươi còn chưa đi sao? Hy Bình lấy một miếng vải, chùi nhẹ nhẹ lên trên hạ thể của nàng nói, chảy nhiều máu quá. Lạc U Nhân nghe thấy lại nộ khí trung thiên, mắng, ngươi còn mặt mũi để nói vậy à? Nếu ngươi vẫn không đi là ngươi hết muốn sống rồi đó. Hy Bình ném miếng vải rơi xuống bên cạnh, cười nói, nàng muốn giết ta à? Nàng còn đủ sức sao? Lạc U Nhân bất lực trừng mắt nhìn hắn nói, nhặt miếng vải đưa đây cho ta. Để làm gì? Hy Bình ngạc nhiên hỏi. Lạc U Nhân nói, ta bảo ngươi nhặt thì ngươi nhặt, ngươi hỏi làm gì? Hy Bình chỉ còn biết nhặt miếng vải lên đưa cho nàng. Nàng thấy huyết tích loang lổ trên mặt vải lại bắt đầu khóc trở lại. Hy Bình vội vàng nói, nàng còn muốn khóc bao lâu nữa? Lạc U Nhân không trả lời, chỉ khóc. Hy Bình nhìn một lúc, cảm thấy an ủi nàng không phải là bổn phận của mình, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Lạc U Nhân nóng ruột hỏi, ngươi muốn làm gì? Hy Bình nói, ta cảm thấy không cần phải ở lại đây nữa rồi. Lạc U Nhân oán hận trợn mắt nhìn hắn, nói, giúp ta thu dọn lại gian phòng, rồi tìm cho ta một y phục, mặc vào giúp ta. Hy Bình theo lời hoàn tất hai việc đó, Lạc U Nhân vì phải mặc lại y phục, nhất thời phải để hắn ôm vào lòng. Hắn hỏi, còn có việc gì phân phó không? Một lúc lâu sau Lạc U Nhân mới nói, lần sau gặp mặt là ngày chết của ngươi. Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng đoạn cuối được nhấn mạnh. Hy Bình trong lòng thấy lạnh lẽo, thả nàng ra, nói, ra khỏi căn nhà này xong ta sẽ quên nàng. Vì ở vậy sau này nàng đến giết ta xin báo tính danh của nàng trước. Lạc U Nhân túm cổ áo Hy Bình, nổi giận hét lên, Hoàng Hy Bình, người dám nói lại lần nữa. Ai, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, không nói nữa. Hy Bình nhún nhún vai, nắm hai cánh tay trắng trẻo của nàng kéo ra, liền phát hiện có hơi chút khó khăn, nói, người bỏ ta ra hay không? Ta muốn đi rồi. Lạc U Nhân mắt nhòa lệ nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống, hai tay giữ cổ áo hắn vẫn không bỏ ra. Hy Bình đành nhẫn tâm mở tay nàng ra. Chuyển thân, mở cửa đi khỏi. Lạc U Nhân ngẩng mặt nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hy Bình, lẩm bẩm, không biết có phải ảo ảnh của ta không. Nàng nhìn đến khi Hy Bình khuất bóng rồi đột nhiên hét lớn, Hoàng Hy Bình, người mau quay lại đây để ta giết ngươi. Ai, nữ nhân, một câu nói ngu ngốc như vậy mà cũng nói được. Hy Bình đương nhiên sẽ không vì câu nói của nàng mà quay đầu lại. Nàng cầm lấy miếng vải có lưu huyết tích xử nữ của nàng lên, nhìn đến Si Khờ. Đột nhiên lại khóc lớn lên, miếng vải lưu huyết thấm ướt nước mắt. Hy Bình từ trong u liêu trai đi ra, đi qua hai ba cái đỉnh viện, vừa vặn tình cờ nhìn thấy Tiểu Lộ. Trong lòng hắn cảm thấy tò mò, tự hỏi, nữ nhân đó sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Lộ nhìn thấy Hy Bình, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, dừng bước nhìn Hy Bình tiến đến gần. Hy Bình làm như không nhìn thấy nàng, đi lướt qua mà không nói với nàng nửa câu. Tiểu Lộ quay người lại thật nhanh, hét lên.
Hoàng Hy Bình, đứng lại cho ta. Hy Bình đứng lại, quay người hỏi, chuyện gì? Tiểu Lộ không trả lời. Hy Bình lại nói, không có việc gì mà hô hoán ầm ĩ. Lão tử với nàng cũng đâu phải quen thân lắm. Hoàng Hy Bình, có phải ngươi muốn chết không? Tiểu Lộ lập tức rút kiếm, trông có vẻ hơi giận. Hy Bình nói, oa, ngươi rút kiếm cũng nhanh phết chứ. Lúc này ta không muốn gây chuyện với nàng, sau này cũng không muốn gây chuyện. Nói chưa được hai câu, nàng đã rút kiếm ra diệu võ dương oai rồi. Có phải trong lòng không được yên tĩnh lắm không? Tiểu Lộ đút kiếm trở lại vỏ, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi mới không ổn. Ngươi lại đối xử như thế à? Ôi, lão bà, tinh thần Hy Bình hứng khởi như cũ, nói ta phải làm sao? Cùng lắm là không ngủ với nàng thôi. Tiểu Lộ trợn mắt mắng, ăn nói sạch sẽ một chút. Hy Bình đi tiến lên hai bước, nhích lại thật sát nàng. Nàng ta lại không có nửa phần úy kỵ. Hy Bình kinh ngạc hỏi, nàng không sợ ta sao? Tiểu Lộ ngước mặt lên nói, ai sợ ngươi chứ? Không sợ là tốt. Hai tay của Hy Bình ôm trọn nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng. Tiểu Lộ tịnh không có bạt kiếm, cũng không có biểu hiện kháng cự gì lắm. Lại giống như nửa không nửa muốn cùng Hy Bình triền miên. Bốn vành môi phân khai, Hy Bình nhìn Tiểu Lộ khuôn mặt ửng hồng, hơi thở êm ái liên tục, cười nói, miệng của ta hoàn toàn sạch sẽ chứ. Tiểu Lộ thanh âm nhẹ nhàng nói, xin chàng thả ta ra. À, Hy Bình hỏi, sợ người ta nhìn thấy, hay là nàng có chuyện gì gấp cần phải đi? Tiểu Lộ nói, trên người chàng có mùi thơm rất đậm đặc, có phải là vừa nãy cùng nữ nhân làm chuyện tốt không? Hy Bình cười nói, nàng có muốn cùng ta tốt không, lão bà? Không. Tiểu Lộ cự tuyệt rồi đẩy Hy Bình ra. Hắn cũng chẳng có ý ôm nàng lâu. Vì vậy nương theo cái đẩy nhẹ của nàng, hắn liền thả nàng ra, chuyển thân rời khỏi liền. Tiểu Lộ chăm chú nhìn theo hướng hắn vừa khuất bóng, mê mẩn tự nói lâm dâm một mình, cuối cùng thì chàng thật tâm hay giả vờ. Thở một hơi cảm thán, tóm lại vẫn là bất lực. Khi hội nghị ở Đại Địa Minh kết thúc, Hy Bình không rõ là những việc đó có bao nhiêu ý nghĩa đối với hắn, hắn cũng chả thèm quan tâm đến. Hắn chỉ chú tâm đến việc người ta có mời hắn sướng ca tại hội nghị hoặc giả đánh nhau hay không mà thôi. Hắn cũng cảm thấy hôm nay là một ngày hạnh phúc, mặc dù mỹ nữ tóc trắng Lạc U Nhân cứ luôn miệng đòi phải giết hắn, nhưng hắn không lo. Bởi vì đã từng có rất nhiều mỹ nữ đòi giết hắn. Trong khi đó thì hắn, Hoàng Hy Bình, vẫn còn sống sờ sờ. Có thêm một Lạc U Nhân nữa, cũng không là cái gì. Giết ta, hôm nay lão tử đã khiến một dòng máu mỹ lệ trên người nàng phải chảy ra. Hắc hắc, lần sau phải ôn nhu một chút, nếu không người khác lại nghĩ lão tử có cái gì đó đặc biệt. Thật ra lão tử ta cũng bình thường thôi. Hy Bình cứ thế vừa suy nghĩ, vừa đi ngang qua hậu viện của Đại Địa Minh, bỗng nghe thấy một thanh âm thân thuộc. Lạc thổ, ngươi không nên đi theo ta thực sự không thích ngươi mà. Một giọng nam trầm cất lên, thì cô nương, mặc dù cô nương không thích tại hạ, nhưng tại hạ lại rất yêu thích cô nương. Cho đến khi nào cô nương còn chưa tái giá, tại hạ vẫn cứ theo cô nương. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tại hạ không thể dối lòng mình là luôn yêu mến cô nương. Nếu cô nương cũng có ý với tại hạ có thể xin minh chủ nói chuyện với Tử Bảo chủ. Tin rằng họ cũng là những người biết thông cảm. Hy Bình trong lòng cảm thấy không hay. Chỉ một lúc sau hắn nhìn thấy Độc Cô Thi và một thanh niên đang theo sát bên mình nàng. Thanh niên này thấp hơn Hy Bình nửa cái đầu, khuôn mặt hơi dài trông rất bình thường, đúng cái loại khuôn mặt khiến người nhìn cảm thấy hắn là một người chất phác. Nhưng trong hai mắt thấp thoáng những tia thần quang lấp lánh đủ để người khác biết hắn là một cao thủ ẩn mình. Tuy nhiên thân người cao lớn cành càng bộc lộ ra bên ngoài bản chất kiên định chất phác của hắn. Điều đó làm cho người xung quanh dễ dàng sinh hảo cảm với thanh niên này. Nhưng đáng tiếc là Hy Bình nhìn thấy liền cảm thấy chán ghét hắn. Cũng vì có không ít người cũng đã điên cuồng truy đuổi Độc Cô Thi như hắn. Nhưng ta không phải là người biết thông cảm. Hoàng Hy Bình đứng từ xa lên tiếng nói với Lạc Thổ. Độc Cô Thi vui mừng, sắc mặt bỗng ửng hồng, trông thật vô cùng kiều diễm, hưng phấn kêu lên, ca. Nàng quên luôn cả kẻ đang theo đuổi mình còn đang đứng bên cạnh, chẳng kiêng dè lao vào lòng Hy Bình, vui mừng như một đứa trẻ. Thi Nhi rất nhớ chàng. Lạc Thổ cũng cao hứng tiến lại, hướng đến Hy Bình thi lễ nói, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Độc Cô Công Tử. Lạc Thổ xin tham kiến Độc Cô Công Tử. Hắn tưởng Hy Bình là Độc Cô Minh, cũng không trách được hắn,
ai bảo độc cô thi gọi một tiếng ca làm chi? Hy Bình cười cười, không thèm đáp lời hắn, chỉ nâng mặt độc cô thi lên hôn nhẹ một cái, rồi nói, từ lão đầu không làm gì nàng chứ. Lạc Thổ thấy Hy Bình không thèm để ý đến hắn, trong lòng cảm thấy như bị sỉ nhục mẹ nó. Độc cô Minh là cái gì? Nếu không phải ngươi có một muội muội khả ái, lão tử lại thèm ở đây cho ngươi khi dễ sao? Không có đâu, độc cô thi đáp lời Hy Bình. Đoạn nàng quay sang phía Lạc Thổ nói, Lạc Thổ, chàng không phải là độc cô Minh đại ca ta. Chàng là tỷ phu của ta, Hoàng Hy Bình. Ngươi nhầm rồi. Sao? Lạc Thổ kinh ngạc nhìn Hy Bình, không dám tin nam nhân cao lớn bị ai đánh đến nổi mặt sưng bầm tím này chính là Hoàng Hy Bình mà thời gian gần đây giang hồ thường đồn đãi. Hơn nữa sao hắn lại còn cùng độc cô thi thân mật như thế? Chẳng phải hắn là tỷ phu của nàng sao? Lạc Thổ liền thay đổi thái độ nhưng vẫn rất lễ độ nói, hóa ra là Hoàng công tử, tại hạ xin thất lễ. Có điều giọng nói có phần đanh lại. Trước mặt Hy Bình, hắn không nhất thiết phải quá giữ kẽ. Tuy tam đệ Lạc Hỏa của hắn đối với kẻ này có vẻ rất sùng bái nhưng Lạc Thổ hắn tuyệt không tin cái tên tà đạo này. Hơn nữa nam nhân này dường như còn là tình địch của hắn. Có thể vẫn bình tâm tĩnh trí đối mặt với Hy Bình là đã nể mặt Hy Bình lắm rồi. Hy Bình cười nói, người đa lễ quá, ta lại là người không thích những người quá đa lễ, vì vậy ta chẳng thích thú gì ngươi, đương nhiên thi nhi của ta cũng không thích thú gì ngươi. Hay là ngươi đi tìm nữ nhân khác đi, tránh làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Đến lúc nào ngươi không còn phong độ nữa, tự nhiên ngươi sẽ biết lễ mạo là thế nào. Chuyện đó thường là vậy, ha ha. Lạc Thổ kinh ngạc, thi nhi của ngươi. Hy Bình quàng tay ôm độc cô thi lại nói với vẻ kiên quyết, thi nhi, bất kể từ lão đầu có đồng ý hay không, nàng sau này cứ ở với ta. Trừ khi con của lão sống lại, còn thì không thể thay đổi chuyện này được nữa, nhé. Cặp mắt độc cô thi ứa lệ, nhẹ nhàng nói ca, thiếp chờ câu nói này của chàng thật sự rất lâu rồi. Ca, thiếp sẽ nghe theo chàng. Không được, Lạc Thổ hét lên. Hai mắt hắn rừng rực phát ra thần quang kinh nhân, hướng về Hy Bình lạnh lùng nói, ta không quan tâm ngươi là ai. Thi nhi là của Lạc Thổ ta, ngươi tốt nhất nên hiểu lấy điều đó. Nắm tay hắn bắt đầu nắm lại, xương cốt lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy sức mạnh song quyền của hắn vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Hy Bình cười lạnh nói, quyền đầu của ngươi rất cứng phải không? Lạc Thổ kiêu ngạo trả lời, về quyền đầu mà nói. Trên đời không có mấy người có quyền đầu cứng như của ta. Trước khi ngươi muốn vung gươm đoạt lấy người đẹp cũng nên cân nhắc lại năng lực bản thân. Ta nghĩ chuyện đó có lợi cho ngươi đó. Hy Bình vẫn chỉ nhẹ nhàng nói, ta rất thích đánh nhau, vậy còn ngươi thì sao? Lạc Thổ nhất thời ngẩn người ra, sau đó mới nói, nếu tất yếu phải như vậy, ta cũng xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Giờ ngươi hãy buông thi nhi ra, ta hứa rằng khi đánh nhau, ta sẽ xuất thủ thật nhẹ nhàng. Thi nhi, đến đây với ta. Tại sao ta phải nghe theo ngươi? Ta thích ở trong lòng của ca, thích cả đời như vậy. Độc cô thi cất giọng thật dịu dàng đáp. Lửa trong lòng Lạc Thổ như muốn bùng cháy. Tuy vậy hắn vẫn cố áp chế tâm tư, nói thi nhi, hắn ta có gì tốt chứ? Cái tên mặt heo này, Lạc Thổ ta dù không được thanh nhã cho lắm, nhưng so với hắn vẫn còn dễ coi hơn một chút. Hơn nữa ta toàn tâm toàn ý với nàng, chẳng lẽ nàng không biết? Độc cô thi một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm vào Lạc Thổ, nói, ngươi đã từng gặp Lãng Vô Tâm chưa? Lạc Thổ kinh ngạc hỏi lại nàng, gặp rồi. Thế thì sao nào, hắn thật không hiểu tại sao độc cô thi tự dưng lại hỏi như thế. Chuyện này với Lãng thiếu gia có mối quan hệ gì sao? Độc cô thi nói, ngươi có nghĩ hắn là một người tuấn mỹ không? Lạc Thổ thật thà thổ lộ, theo Lạc Thổ ta thấy, Lãng thiếu gia là nam nhân có phong độ nhất, tuấn mỹ nhất. Vì vậy quanh công tử có rất nhiều mỹ nữ kề cận, ta cũng nghĩ chuyện đó rất bình thường. Ồ, thật vậy sao? Độc cô thi quay mặt lại, đối diện với Hy Bình. Nàng ngẩng mặt si mê nhìn khuôn mặt Hy Bình bị Lãng Vô Tâm đả thương. Tay nhẹ nhàng vuốt ve, nàng nhỏ nhẹ nói như nói với chính mình ca, ai đả thương chàng để cho người khác nói chàng là mặt heo vậy. Nhưng bất kể khuôn mặt chàng có biến thành như thế nào đi nữa thì Thi Nhi vẫn luôn nhận ra chàng. Thậm chí nếu cả đời chàng mang khuôn mặt này, Thi Nhi vẫn luôn yêu chàng. Trong lòng Thi Nhi, chàng là người tuấn mỹ nhất, ngay cả Lãng Vô Tâm cũng không dám đứng trước mặt chàng mà xưng là mỹ nam. Chàng chính nam nhân hoàn mỹ nhất, sự hoàn mỹ khiến nữ nhân phải rung động.
Lạc Thổ nghe thấy Độc Cô Thi tán Dương Hy Bình, trong lòng vô cùng giận dữ, lên giọng mắng chửi, Thi Nhi, hắn đúng là hoàn mỹ. Cái bản mặt của hắn ta có khả năng dọa chết vô số tiểu hài đó. Độc Cô Thi vô cùng bực mình, nàng không cho phép Lạc Thổ nói về Hy Bình như thế, liền đốt lại, thế sao chưa dọa chết ngươi đi. Lạc Thổ bị Độc Cô Thi phản bác lại, nói không nên lời. Hy Bình nói, vì ngày nào hắn cũng soi gương, ngày nào cũng phải nhìn cái đầu chim của mình, hắn thật sự bị chính mình dọa đến chết khiếp rồi. Đương nhiên ta không làm hắn hoảng sợ được, Thi Nhi, ta không muốn ở đây nhìn thấy cái bản mặt của hắn nữa. Như nàng cũng biết, ta rất dễ gặp ác mộng mà. Hắc hắc, lại nói về Lạc Thổ, cũng mong hắn không định dọa ta trong giấc mơ, nếu không lão tử ta sẽ đánh cho mặt hắn trở thành kinh khiếp luôn. Độc Cô Thi nói ca, tiếp theo chàng trở về. Lạc Thổ nhẫn nhịn hết nổi, giống lớn, Hoàng Hy Bình, hôm nay dù không có việc của Thi Nhi, ta cũng phải dạy ngươi một bài học. Hy Bình nghe thấy, buông Độc Cô Thi ra, lên giọng khiêu khích mẹ nó. Hôm nay lão tử và Lãng Vô Tâm đánh nhau chưa đã, tay chân ngứa ngáy quá. Hắn lập tức giễu ra một thế khiến người ta phải bật cười, chuẩn bị cùng Lạc Thổ đấu đá một trận. Ai ra, nói nhiều cũng mệt, một ngày phải đánh 3-4 trận. Đánh với Lạc U Nhân một trận mệt muốn chết nhưng cũng thật điên cuồng, hắn rất thích. Độc Cô Thi nhìn thấy quyền đầu của Lạc Thổ lấp loáng ánh quang màu xám. Trong lòng nàng biết nếu không có Liệt Dương chân đao trong tay, chỉ với quyền đầu Hy Bình không thể là đối thủ của Lạc Thổ, vì thế nói ca, Thi Nhi muốn đi về, đừng đánh nhau nữa được không? Hy Bình hoàn toàn không minh bạch nỗi lo lắng của Độc Cô Thi nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng, bèn vội đứng thẳng lên, ôm lấy nàng nói, thôi được. Trước sau gì cũng đã đánh 2 trận rồi. Trận này để sau này rồi đánh. Giờ trước tiên phải bồi tiếp Thi Nhi của ta. Hy Bình ôm Độc Cô Thi bước đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Lạc Thổ đang tức đến ói máu. Lạc Thổ không ngờ người này biến đổi nhanh chóng như vậy. Chỉ trước đó một khắc vẫn còn ầm ĩ đòi đánh nhau. Ngay sau đó lại ôm nữ nhân nói là phải đi. Hơn nữa lại ôm nữ nhân mà Lạc Thổ hắn đã theo đuổi cả nửa tháng trời nay. Hắn làm sao có thể để Hoàng Hy Bình đi được chứ? Hắn chặn đường Hy Bình, nói tiểu tử, ngươi sợ ta chăng? Sợ thì biết thân biết phận cút đi, đừng để lão tử phải xuất thủ. Hy Bình cười, ôi, ta sợ lắm nha, ngươi đừng đánh ta chứ. Nhãn thần chàng đột nhiên thay đổi rất nhanh, song nhãn phát ra thần quang tà mị, như cười như không, khiến người ta phải lạnh toát. Song nhãn như chiếu thẳng vào tâm can Lạc Thổ, khiến hắn cảm thấy toàn thân không tự chủ được, run rẩy. Đúng lúc ấy, Hy Bình lại bình tĩnh nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội biểu diễn quyền thuật nhưng không phải bây giờ. Ngươi hãy nhường đường cho ta. Lạc Thổ vẫn không tự chủ được phải dịch qua bên mở đường. Hy Bình và Độc Cô Thi bước qua mặt hắn. Hắn không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào sau lưng Hy Bình. Một lúc lâu sau y mới thốt lên một câu, có lẽ những lời tam đệ nói là thật. Hy Bình ôm Độc Cô Thi rời khỏi đại địa minh hỏi, Thi Nhi, hắn ta đeo đuổi muội từ lâu lắm rồi à? Vâng, Độc Cô Thi hạnh phúc úp mặt vào ngực Hy Bình, ngẩng đầu nhìn chàng, nói, từ lúc thiếp đến đại địa minh, hắn cứ bám giết lấy người ta, phiền muốn chết. Ca, huynh đến Long Thành khi nào? Hôm qua, Hy Bình trả lời, Thi Nhi, từ lão đầu có biết việc tên tiểu tử Lạc Thổ đó theo đuổi muội không? Độc Cô Thi nói, có lẽ biết nhưng ông ta không nói gì cả. Hy Bình trầm tư suy nghĩ, nói, xem ra từ lão đầu tịnh không phản đối chuyện muội với nam nhân khác. Cũng có lẽ vì Lạc Thổ là người của đại địa minh nên lão ta chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Từ khi con lão chết đi, lão thay con lão viết một bức thư để lão cũng không bị muối mặt khi đi xu nịnh đại địa minh. Cái lão già này, định đem Thi Nhi của ta làm đại sứ thân thiện. Ta biết rồi, may là ta đến đây kịp lúc. Nếu không Thi Nhi của ta đã bị tên gia hỏa Lạc Thổ đó chiếm mất tiện nghi rồi. Độc Cô Thi giận dữ nói, bất kể lúc nào ca mới đến, Thi Nhi vẫn có thể đợi. Trong lòng Thi Nhi chỉ có một mình ca thôi, chẳng lẽ chàng không biết sao? Hy Bình cười nói, biết chứ, vì thế ta mới không quản đến ý định của từ lão đầu. Khi nào lão quay lại, cùng lắm là đánh với lão một trận thôi. Độc Cô Thi nói, chàng lúc nào cũng cứ như thế. Người ta cứ phải lo lắng cho chàng. Hy Bình nói, lo lắng cái gì chứ? Đánh nhau ta là cao thủ mà, ta lại phải sợ đánh nhau sao? Thi Nhi, trở về ta sẽ hát cho muội nghe, chịu không? Độc Cô Thi nói, ừ,
Thi Nhi lâu lắm rồi không được nghe ca hát. Có lẽ, bởi vì có quan hệ huyết thống, mẹ con Đỗ Tư Tư cùng với Phong Ái Vũ, Độc Cô Thi, Độc Cô Kỳ đều thích nghe Hy Bình ca hát. Chỉ mỗi Độc Cô Minh là không hào hứng gì, xem như là hơi khác thường trong số người Độc Cô gia. Hy Bình hôn Độc Cô Thi thật sâu, rồi hưng phấn nói khẽ Thi Nhi, nàng thật tốt. Độc Cô Thi đỏ mặt, thấy trên đường mọi người đều nhìn mình với cặp mắt kỳ quái, nàng khẽ nói ca, đang ở trên đường đó, nhiều người đang nhìn kìa. Hy Bình cười nói, cứ để bọn họ nhìn, ta không ngại những ánh mắt đó đâu. Hay nhất là để họ phải ghen tức, này, Thi Nhi, nàng có biết lúc nàng đỏ mặt trông rất là xinh đẹp không? Độc Cô Thi cảm thấy ngọt ngào tê người, thỏ thẻ, đồ quỷ. Hy Bình giống lên nói, thật mà, nếu không tin chúng ta đi hỏi người khác đi. Đừng, đừng đi, xấu hổ lắm. Độc Cô Thi vùi mặt vào ngực Hy Bình, một chút sau nàng ngước mặt lên hỏi, ca, sao huynh không hỏi về bọn hai người kia? Hy Bình ngây người hỏi, ý nàng nói là Thiên Phong Song Kiều à? Độc Cô Thi nói, phải, các nàng ấy đều rất nhớ chàng. Dù họ không hề nói ra nhưng Thi Nhi thấy các nàng đều nghĩ về chàng. Sau khi đến Đại Địa Minh nhiều người theo đuổi họ nhưng họ đều không để ý tới. Ca, chàng hận các nàng ấy sao? Hy Bình nói, sao ta có thể hận họ được? Tuy nhiên bọn họ đều có chút hận ta, đặc biệt là Từ lão đầu, chắc là hận ta đến thấu xương. Bây giờ ông ta còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Ai chà, ông già chết dịch, sao lại nhỏ nhen như vậy? Thi Trúc Sinh đã xuống làm ma dưới địa ngục rồi, lão ta vẫn còn ghi nhớ kẻ thù của con lão. Cũng không phải Nhu Vân của ta giết con trai lão lại cứ nhất quyết phải bắt Nhu Vân để đòi nợ. Không lẽ hắn muốn đưa Nhu Vân xuống địa ngục gả cho Từ Thanh Vân sao? Phì! Độc Cô Thi kinh ngạc, ca, Thi Nhu Vân vẫn ở với chàng sao? Sao cô ta lại ở với chàng? Không phải là cô ta rất hận chàng hay sao? Hy Bình nói, hận à? Ha ha, chỉ là nàng ta cố chấp thôi. Ta sẽ cho nàng ta cơ hội trả hận cho đến ngày nào nàng ta không còn hận ta nữa thì thôi. Có lẽ cuối cùng nàng ta sẽ hiểu ta là người thế nào đối với nàng ta. Thi Nhi, nàng muốn có con với ta không? Độc Cô Thi mắc cỡ nói thật khẽ có. Thi Nhi muốn sanh một hài tử cho chàng. Hy Bình chọc ghẹo nàng, nói, không sợ Từ lão đầu sao? Độc Cô Thi kiên quyết nói, có ca ở đây, Thi Nhi không sợ bất cứ điều gì. Hy Bình ngửa mặt lên trời nói, ta sẽ không để kẻ nào khiến nàng phải sợ. Ai cũng không thể khi phụ nàng được, nàng là Thi Nhi của ta. Ai dám cả gan không tôn trọng nàng ta cũng sẽ không khách sáo với bọn chúng. Sau này nàng cứ đã ẩn tuyệt quan hệ với họ Từ. Chuyện này ta đã quyết định rồi. Khi Từ lão đầu về, ta sẽ nói với lão. Nàng là nữ nhân của ta, không còn liên hệ gì với đứa con quá cố của lão. Độc Cô Thi ngước nhìn Hy Bình. Trong ánh mắt của hắn, nàng cảm thấy lấp loáng ánh tà mị khiến người nhìn phải lạnh tâm run sợ nhưng lại làm cho tấm lòng cô đơn khốn khổ của nàng cảm nhận vô vàn sự dịu dàng. Nàng hiểu rằng, nếu ánh mắt của nam nhân này đã như thế, lời hắn nói sẽ không bao giờ thay đổi. Cái vẻ đó của hắn khiến lòng nàng xao động, nhưng nàng ta lại yêu thích cái vô lại và cái tính trẻ con đó của hắn. Cũng vì khi hắn có bộ dạng đó hoàn toàn không có một chút dáng vẻ nguy hiểm nào. Nàng cất giọng ôn nhu, ca, từ giờ trở đi Thi Nhi là người của chàng. Bất kể ai nói gì đi nữa, thiếp đều không để ý tới. Chỉ cần ca còn quan tâm đến thiếp, thiếp không bao giờ ân hận hay hối tiếc. Khi Hoa Tiểu Ba cùng Độc Cô Minh trở lại Phong Nhân Viện, 12 thiếu nữ Thiên Trúc vẫn chưa thấy trở về. Mà bọn họ đi đâu cũng không biết. Hai ngày nay, họ luôn đi ra ngoài. Thời gian lưu lại Phong Nhân Viện không nhiều, tựa hồ như sợ rằng nếu ở lại Phong Nhân Viện lâu, có thể biến thành người điên. May mắn thay, đây đúng là Phong Nhân Viện chứ không phải là cái nhà thương điên gì cả. Có điều không biết vì sao lại mang tên là Phong Nhân Viện. Những người sống ở nơi đây rất bình thường, ngoại trừ có một Hoàng Hy Bình điên rồ. Đó là mọi người chưa tìm kiếm trong sổ sách của Đại Địa Minh nên coi đó như lý do để tự an ủi mình. Sắp xếp lại một chút, như câu Thi Trúc Xanh đã nói, không phải là quý tộc thì có gì mà khoa trương chứ. Mẹ nó, Địa Minh thối, khinh người quá đáng. Hai người vừa tiến lại, lập tức bị chúng nữ vây lấy, bức cung tra khảo xem cái tên điên Hy Bình ấy đang ở đâu. Hoa Tiểu Ba chỉ cần một câu, tỷ phu đi tán gái rồi, là giải quyết xong mấy nữ nhân phiền phức này.
Độc Cô Minh đang ôm Bạch Linh lập tức đưa mắt về phía Hoa Tiểu Ba nháy mắt ra hiệu để hắn mau tìm biện pháp thoát thân khỏi những nữ nhân này. Phải biết rằng, họ vội vã trở về đây đâu phải để ôm ấp mấy nương tử của mình đâu. Hoa Tiểu Ba hiểu ý, ôm Xuân Thủy hỏi nhỏ, tỷ tỷ, Liễu Nhi, Đào Nhi đâu rồi? Xuân Thủy trừng mắt nói, hỏi bọn họ để làm gì? Hoa Tiểu Ba nói, Đỗ Phu Nhân bảo bọn ta trở về kêu bọn họ cùng đến Đại Địa Minh. Nàng giúp ta được không? Tối nay ta sẽ toàn lực phục vụ nàng, chịu không? Bạch Tuệ mỉm cười nói, Tiểu Ba, thật chứ? Ngươi nghĩ ngươi tính toán gì, tỉ muội bọn ta còn không biết sao? Có phải là muốn lừa gạt hai tiểu cô nương đó phải không? Hoa Tiểu Ba liền thề thốt, nếu ta lừa dối nàng, ta sẽ bị thiên lôi đánh tan hồn tan phách. Đơn giản là nói cho qua còn trong lòng tự nhủ, công phu đào tẩu của lão tử ta vô địch thiên hạ, thiên lôi có đánh cũng không trúng. Ha ha! Kỳ thực những nữ nhân của bọn họ cũng không quản chuyện phong lưu của hai người, hơn nữa từ trước cũng đã biết tính cách của bọn họ. Nữ nhân bên họ cũng không ít, thêm một hai nữ nhân cũng là chuyện bình thường. Xuân Thủy nói, dưới nhà bếp. Hai người lập tức buông mấy nữ nhân đang ôm trong lòng ra, phóng người chạy xuống bếp. Bạch Tuệ nhìn bóng lưng hai người bọn họ, rồi nói, hai tên hỗn đản này. Nữ nhân của mình còn lo chưa xong mà vẫn cứ mãi đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem ra bọn ta lại có lỗi rồi. Ôi, lúc trước thật không nên tin tưởng bọn họ. Cũng tại lỗi của Hoàng Hy Bình. Gây chuyện mà không dám chịu trách nhiệm. Tiểu Nguyệt phản kháng nói lại, Bạch Tuệ tỷ tỷ, đại ca sao lại không dám chịu trách nhiệm chứ? Bạch Tuệ trả lời, chuyện này không thể nói với muội được. Tiểu Nguyệt muội có lẽ cũng nên tìm cho mình một nam nhân chăng? Muội xem ở đây có ai thích hợp không? Tiểu Nguyệt mặt ửng hồng nói, chưa đâu, muội còn nhỏ mà, chưa nghĩ đến tìm nam nhân. Bạch Tuệ lại nói, muội còn nhỏ à? Tiểu Nguyệt, muội xem Đỗ Quyên cũng chỉ mới 13 tuổi thôi mà đã bị đại ca muội lừa đưa lên giường rồi. Thân là muội tử của hắn, sao muội không học hỏi nơi hắn chứ? Hơn nữa, nàng nhìn thẳng vào mặt Tiểu Nguyệt, lấy vẻ nghiêm chỉnh, rồi từ từ nói tiếp, Tiểu Nguyệt. Dường như muội cũng không còn là xử nữ. Mặt Tiểu Nguyệt càng đỏ hơn, đôi mắt sâu như nước hồ thu chớp chớp không ngừng, cúi thấp đầu đáp, Bạch Tuệ tỷ tỷ, đừng hỏi Nguyệt Nhi nữa được không? Nguyệt Nhi sợ tỷ rồi. Bạch Tuệ cũng cảm thấy mình đã đi quá xa về vấn đề này, đành gượng cười rồi tiếp tục nói, là tỷ nhiều chuyện thôi mà. Được rồi, Nguyệt Nhi mỹ lệ của bọn ta không cần phải xấu hổ. Bất quá, ta cũng thật sự muốn biết người ấy là ai. Ta tin rằng tất cả mọi người cũng muốn biết. Chúng nữ nhân gật đầu. Đương nhiên, cũng có người đã biết nội tình nhưng cũng gật đầu hùa với mọi người, làm ra vẻ rất hứng thú với vấn đề này. Nhưng vấn đề hứng thú thì nhiều lắm cũng rất nhiều vấn đề thật khó mà tìm được đáp án. Liễu Nhi và Đào Nhi đang nấu canh dưới nhà bếp. Đúng ra việc này do gia nhân của Phong Nhân Viện làm nhưng bọn họ cương quyết phải tự mình làm. Cũng vì siêng năng như vậy nên Vương Ngọc Phân mới yêu thích bọn họ như thế. Hai nữ nhân này cũng không ngờ rằng Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba lại đến đây vào lúc này để kiếm họ. Khi hai người nhìn thấy bọn họ, bất chợt sắc mặt cả hai liền đỏ hồng lên. Liễu Nhi hấp tấp hỏi, nhị vị công tử, có chuyện gì không? Hai người bọn chúng nhìn hai nữ nhân trong mộng của mình. Bọn chúng cũng đã sắp xếp từ trước, Độc Cô Minh thì theo đuổi Đào Nhi, còn Hoa Tiểu Ba thì tấn công Liễu Nhi. Đó là kế sách từ trước của bọn họ. Do đó mục tiêu của hai người rất rõ ràng. Hoa Tiểu Ba thấy Liễu Nhi hỏi liền cất lời đáp lại, bọn ta muốn đến giúp các người một tay. Bọn gia nhân Đại Địa Minh này thật một chút tố chất cũng không có, dám để khách khứa tự mình nấu nướng trong khi bọn họ đi nghỉ khỏe thân. Mẹ nó chứ, đúng là đất như thế nào thì người như thế đó. Đại Địa Minh trả ra cái thá gì. Liễu Nhi, cái công việc nặng nhọc thế này sao lại để cho những nữ hài khả ái như các nàng làm được chứ? May mà có chúng ta đến. Nói xong liền đưa tay cởi tạp dề của Liễu Nhi. Liễu Nhi tránh được, cả kinh kêu lên, Hoa công tử, người không nên làm vậy. Liễu Nhi cũng chỉ là nô tỳ thôi, cũng phải làm những việc này mà. Hoa Tiểu Ba nhíu mày nói, ai dám bảo các nàng là nô tỳ? Ai nói vậy, lão tử ta vả vào mồm nó. Dám cả gan nói người trong mộng của ta là nô tỳ sao? Mẹ nói, ôi đu ân như cảm thấy có điều gì thất thố. Hắn về ổi siết hứa là y, tê hăng cổ n li e u, l yếu nhi, ta thật lỡ lời một chút. Đào Nhi đã vội chạy đến xử lý việc vừa phát sinh.
Liễu Nhi nghe đến, tình nhân trong mộng của Hoa Tiểu Ba, đã thật sự lúng túng không biết làm sao. Lúc này nghe Hoa Tiểu Ba chuyển đề tài hỏi nàng, nàng lại càng không biết trả lời như thế nào, hoang mang đáp, huynh nói muội là tình nhân trong mộng của mình. Ồ không, huynh nói nồi cháo đang sôi, Hoa công tử, muội phải xem nồi cháo thế nào. Nàng ngay lập tức xoay người đi đến đứng cạnh bên Đào Nhi, khẽ hỏi, Đào Nhi, chuyện này phải làm sao? Vừa nãy ta đã lỡ lời, hai người bọn họ rất xấu, lúc ở thần đao môn cứ liếc nhìn tỉ muội chúng ta, khiến người ta vô cùng xấu hổ. Độc Cô Minh giơ ngón tay ra hiệu tán thành về phía Hoa Tiểu Ba giỏi. Hoa Tiểu Ba đắc ý nháy nháy mắt rồi hướng về phía lưỡng nữ ra dấu. Độc Cô Minh hiểu ý, hai người liền tiến lại gần bên lưỡng nữ, vẫn là Hoa Tiểu Ba lên tiếng trước. Ô, mùi thơm quá, tay nghề của các nàng chắc chắn là rất cao đây, trong cái nồi nóng đó là thứ canh gì vậy? Đào Nhi vội và đậy nắp nồi, mặt ửng hồng đáp, không có, không có canh gì đâu. Hoa Tiểu Ba tức thì gạt phát đi nói, rành rành là nồi canh mà, sao lại bảo là không có? Mẹ chứ, cái tên tiểu tử đáng chết này, không thể nhường mỹ nữ một chút sao? Lúc nào cũng muốn giành phần thắng, sao lúc đánh nhau không thấy hắn quyết tâm như thế chứ? Độc Cô Minh cực kỳ bất mãn với biểu hiện thất thường này của Hoa Tiểu Ba, trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Ba một cái, sau đó tỏ ra rất phong độ, cúi thấp đầu xuống bên Đào Nhi hỏi, nàng có cần giúp không? Đào Nhi đáp, không cần, Độc Cô công tử, canh đã xong rồi. Có thể cho ta nếm thử tay nghề của cô nương không? Độc Cô Minh vẫn tiếp tục duy trì cái phong độ quý tộc rởm của hắn, chẳng ngờ Đào Nhi lại cự tuyệt một cách rất vô tình, tiểu tỳ học nghệ chưa thông, không dám làm xấu mặt trước Độc Cô công tử. Độc Cô Minh ngượng nghịu ho, cứ như cảm nhẹ từ 2 năm trước vẫn còn chưa khỏi. Hoa Tiểu Ba vội vàng đứng ra giúp Độc Cô lão đại của mình giải nguy, nói, mùi vị thật tuyệt, ta cũng muốn nếm thử một ít. Quả nhiên là hảo huynh đệ, Hoa Tiểu Ba dám nói dám làm, lập tức cầm lấy cái môi, một tay cầm môi, một tay mở vung, nhanh tay chọc cái môi vào. Lưỡng nữ chưa kịp trở tay, Hoa Tiểu Ba đã la lên kinh ngạc, ai? Cái gì đây, cái nồi của các nàng đựng thứ gì vậy? Mặt hai nàng hốt nhiên đỏ bừng lên, Độc Cô Minh liền đưa mắt nhìn vào, hắc hắc, đây không phải là cẩu pín sao? Có nhầm không vậy, thật vậy ư, không biết có phải là cái đó của tứ cẩu không? Đáng thương, thật là thảm thương. Liễu Nhi la lên kinh hãi, mấy tên hỗn đản các ngươi, sau này không thèm để ý tới các ngươi nữa. Rồi rậm rậm chân, muốn bưng nồi canh đi ngay. Hoa Tiểu Ba vội vàng chặn họ lại, nói với vẻ van xin, hai vị cô nương, đừng như vậy mà, là tại ta cả. Nhưng không phải ta cố ý, xin các người tha lỗi cho một lần. Lưỡng nữ đáp, các người cố ý để chúng tôi bị ngược. Các người không phải là người tốt. Độc Cô Minh trong hoàn cảnh nguy hiểm này, liền phát huy tài năng ăn nói siêu quần của hắn, hai vị cô nương, kỳ thật cái nồi canh của các vị thật sự cũng không phải chuyện gì đáng ngượng ngùng lắm. Động vật và con người khác nhau, đây chỉ là một loại thứ ăn bổ dưỡng trong y học Trung Hoa, cũng như một loại thuốc mà thôi. Khả năng của nó trong việc cứu người thật là thần thánh chứ không phải khó khăn để người khác có thể chấp nhận như các cô nương nghĩ. Xin hỏi cô nương ai sẽ dùng canh này? Hắn đổ trách nhiệm lên người khác. Đây đích thật là một cách nói rất cao thâm. Dụng ý của Độc Cô Minh chính là mượn dao giết người. Quả nhiên, Đào Nhi nói, là phu nhân bảo chúng tôi nấu nồi canh này. Đào đã mượn xong, giết người cũng không còn bao lâu nữa. Hoa Tiểu Ba lập tức hỏi, phu nhân dùng loại bổ dược này sao? Đây vốn là thứ dành cho nam nhân ăn. Vương Ngọc Phân chẳng lẽ lại ăn để cho kê kê dài ra hay sao? Liễu Nhi đáp khe khẽ, cái này dường như để lão gia ăn. Chúng tôi không rõ lắm. Phu nhân thường bảo chúng tôi nấu món này nhưng dặn đừng nói cho ai biết. Thì ra là đồ bổ cho Đỗ trang chủ. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Hai người bỗng nhiên mất hết hứng thú với chuyện này. Độc Cô Minh nói, ta dám cam đoan là, trên đời này chỉ có 4 chúng ta biết chuyện này thôi. Không đúng, Hoa Tiểu Ba cãi lại, còn có lão gia và phu nhân của bọn họ cũng biết. Thêm 2 người nữa là 6. Hắn chìa 2 tay mỗi tay 3 ngón ra, cười khiến người ta muốn nôn mửa. Lưỡng nữ cảm kích nói, đa tạ, nhị vị công tử. Hoa Tiểu Ba liền đứng thẳng người, lấy vẻ thành thật nói, kỳ thật chúng tôi có việc muốn kiếm các người. Hai nàng thấy hắn tỏ ra nghiêm chỉnh bèn hỏi, công tử, là chuyện gì? Hoa Tiểu Ba nói, thật ra phu nhân các người bảo chúng tôi trở về.
Bọn họ bảo ta gọi các người sang bên đó, bảo có chuyện muốn tìm các người. Thật không? Hai người hỏi lại có chút hoài nghi. Hoa Tiểu Ba nói, đương nhiên rồi. Một người còn trẻ như ta không có học thói gạt người. Liễu Nhi nói, nhưng phu nhân kêu chúng tôi đến đây lấy canh mà. Vậy món canh này giải quyết thế nào? Hoa Tiểu Ba không cần suy nghĩ, ngáp miệng đáp, phu nhân của các nàng cũng nói với chúng ta, nếu các nàng nấu canh chưa xong thì cứ để đó lúc về lại nấu tiếp. Còn nếu canh nóng xong rồi thì để ủy lạo cho chúng ta. Phải biết rằng chúng ta chạy đường xa cũng rất mệt, không thể không bồi bổ. Có phải không hả Độc Cô đại ca? Mồm miệng Độc Cô Minh cứ trơn tuột như nước, chậm rãi đáp, đúng thế, rất là mệt. Nữ nhân muốn nam nhân làm gì, đương nhiên phải bồi bổ thân thể cho nam nhân. Đào Nhi nói, nhưng mà từ đây đến Đại Địa Minh cũng không xa lắm. Hoa Tiểu Ba khẳng định, cũng không gần. Mấy nữ hài tử các nàng thân hình nhẹ nhàng, khi di chuyển không dụng lực nhiều. Còn nam nhân bọn ta thì khác, thân thể nặng nề, khi di chuyển tổn sức rất nhiều. Đã vậy chúng tôi còn chạy nữa nên còn mệt nhọc hơn. Các người coi mồ hôi đổ trên n người chúng tôi còn chưa kịp khô nè. Độc Cô Minh trong lòng thật sự bội phục Hoa Tiểu Ba. Vừa rồi đi ngang cái hồ, Hoa Tiểu Ba hắt nước ướt cả hai người. Hắn còn thấy làm lạ sao Hoa Tiểu Ba làm ướt cả người và y phục. Nguyên là hắn đã dự tính từ trước. Vô luận những lời nói có hấp dẫn mấy đi nữa cũng không thể biểu đạt hết sự bội phục của Độc Cô Minh đối với Hoa Tiểu Ba. Hai nàng nhìn nhau một thoáng, rốt cuộc cùng gật đầu giao cho họ nồi canh cầu pín. Hai người cũng chẳng sợ canh còn nóng, ăn hết sạch nồi canh ngay trước mặt hai nàng. Hắc hắc, nữ nhân thật dễ lừa. Mấy ngày nay quả thật cũng có chút hư nhược, có được những đại bổ cực phẩm hảo hạng này, đêm nay tha hồ sát địch trên giường, thực là uy phong bốn bề. Hai người không ngừng cười thầm trong bụng, chẳng thèm nghĩ đến việc đây là dược liệu để kích thích hùng phong của Đỗ Thanh Phong. Có vẻ như cái số phận bị mắng chửi của bọn họ cũng không còn xa nữa. Ai, hai người này, vì uy phong của bọn họ, mà quên đi vấn đề hùng phong của người khác xem ra tâm huyết của Vương Ngọc Phân lại hoài phí mất rồi. Hai nàng nhìn thấy họ ăn xong liền hỏi, có ngon không? Hai người đồng thanh đáp, tuyệt ngon. Hai nàng nở nụ cười vui vẻ nói, chúng tôi đi được chưa? Phu nhân có lẽ đã đợi lâu rồi, trễ nải nữa sẽ bị mắng đấy. Hoa Tiểu Ba cười nói, được rồi, chúng tôi cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để cho hai nữ hài xinh đẹp bị mắng thì thật là sỉ nhục cho nam nhân. Hai vị cô nương, chúng ta đi thôi. Độc Cô Minh vô cùng vui mừng, chẳng những không nghĩ rằng có thể thuận lợi như thế, lại còn có cầu pín để bổ thân nữa. Thật là quang vinh cho nam nhân, sao lại sỉ nhục cho được. Độc Cô Minh không màng đến vấn đề này. Đó là chuyện của tứ cẩu. Ăn cầu pín của chính tứ cẩu. Hai nàng đi theo bọn họ ra ngoài. Phải sau này các nàng mới biết là bị gạt nhưng đã muộn rồi. Các nàng bị đưa ra khỏi Long Thành đến ngày hôm sau mới trở về. Khi đó các nàng quả nhiên bị mắng chửi nhưng không phải vì cầu tiên mà là vì các nàng đã nhấm nháp nhân tiên. Độc Cô Minh nói không sai, người và động vật khác nhau. Người mà ăn cây roi của động vật thì không ai dám mắng chửi nhưng nữ nhân mà ăn cây roi của nam nhân. Mà lặp lại nhiều lần như vậy thì sẽ có nhiều người đàm tiếu. Liễu Nhi, Đào Nhi bị Vương Ngọc Phân mắng cho một trận. Họ chỉ nói được một câu, phu nhân, chúng tôi bị lừa. Từ nay về sau sẽ không tin tưởng nam nhân nữa. Còn có từ nay về sau ư, có chăng là một lần khác. Vương Ngọc Phân cùng với vợ chồng Hoa Sơ Khai quay về Phong Nhân Viện. Sau khi Đỗ Thanh Phong và Hoàng Dương chia tay liền đi tìm Độc Cô Tuyết. Đi cùng họ. Ngoài Hoàng Đại Hải và huynh đệ họ Triệu, còn có Minh Nguyệt Phong Mộng Hương và Bảo Nguyệt. Tuy nhiên đáng kể nhất là Mộng Tình, sư phụ của hai nàng. Mộng Tình xuất hiện tại Đại Địa Minh không những làm Đại Địa Minh kinh động mà gần như làm cả Võ Lâm đều kinh động. Nguyệt nữ ngày trước được tôn xưng là Võ Lâm đệ nhất mỹ nữ, hầu như đã 20 năm nay không đi lại trên giang hồ, nay xuất hiện tại Đại Địa Minh làm nhiều người ngạc nhiên và suy đoán. Nhưng cũng làm cho thanh quang Đại Địa Minh tăng không ít. Trở về Phong Nhân Viện, chúng nữ một số người nhận ra Mộng Tình, liền chạy tới hỏi han. Xuân Yến gặp được Mộng Tình, không kìm được thần tình xúc động. Bà chạy tới trước mặt Mộng Tình, nhìn vào bà rất lâu, thì thầm nói tiểu, tiểu. Người có nhận ra em không? Em là Tiểu Yến Tử đây. Chúng nhân kỳ quái nhìn họ, kín đáo hỏi nhau, sao bọn họ lại biết nhau? Khuôn mặt đẹp như vẽ của Mộng Tình cũng đang kích động.
hai mắt nàng đẫm lệ, nói, năm đó thật khổ cho cô. Ta cứ tưởng cả đời này không thể gặp cô được nữa. Ai, nháy mắt đã 20 năm trôi qua, nó vẫn khỏe chứ? Xuân Yến gật đầu, cúi đầu nói, em đã không quản được nó tốt như lời dặn của người. Nhưng nó vẫn tốt, thật ra, chúng em cũng nhờ nó mà vinh dự. Bốn ánh mắt của Mộng Hương và Bảo Nguyệt hai người cứ hết nhìn Mộng Tình lại quay sang nhìn Xuân Yến. Họ không dám tin rằng sư phụ bọn họ và người phụ nữ trung niên mỹ lệ này lại quen biết nhau. Vậy nữ nhân tên là Tiểu Yến Tử này thật ra là ai vậy? Bọn họ sao trước đây lại chưa từng nghe sư phụ nhắc đến con người này? Hoa Sơ Khai cười nói, các bà đừng khiến những người khác phải hồ đồ chứ. Có chuyện gì, sau này hai người hãy nói riêng với nhau. Đừng ở đây nói chuyện, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mộng Tình, ta và Chân Chân đều nói rằng nó vẫn rất tốt, sao bà lại không tin? Giờ nghe Xuân Yến nói, bà đã an tâm chưa? Mộng Tình lau nước mắt, cùng mọi người ngồi xuống. Mọi người lần lượt giới thiệu. Mộng Tình đặc biệt cẩn thận nhìn kỹ Dã Mân Côi, Vư Túy, Thi Nhu Vân, Đỗ Quyên, Tiểu Nguyệt năm người. Sau đó mỉm cười, khẽ gật đầu rồi hướng về phía Tiểu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, lại đây cho A Di ôm một cái. Tiểu Nguyệt lúc ở trường Xuân Đường đã gặp Mộng Tình, lúc này nàng nghe thế liền tiến tới trước mặt bà. Mộng Tình ôm lấy nàng hỏi nhỏ, đại ca ngươi đâu? Tiểu Nguyệt đáp, huynh ấy đi Đại Địa Minh chưa về. A Di, sao người biết mẫu thân? Mộng Tình cười nói, chuyện này ta sẽ nói cho con biết sau, được không? Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đáp, vâng. Mộng Tình buông nàng ra, Tiểu Nguyệt trở về chỗ của mình. Mộng Tình hướng về Hoa Sơ Khai nói, Sơ Khai, không phải ngươi nói Tiểu Lôi cũng có đến. Sao ta không thấy nàng ta? Vương Ngọc Phân nói, nàng ta hành động bất tiện, hiện giờ vẫn còn nằm trên giường. Mộng Tình cả kinh hỏi, nàng ta bị thương à? Vương Ngọc Phân nói, việc này không biết nói như thế nào đây. Thị bị thương nhưng không phải thương thế bình thường. Ai, ở đây không nói rõ được, đại nương tự mình đi xem sẽ hiểu. Kỳ thật có rất nhiều người biết rõ, chỉ là thương thế đó nói ra không hay lắm. Giống như một người đánh giấm, nói chung đều thấy không hay lắm khi phải thừa nhận rằng mình phóng độc khí. Cũng cùng một nguyên lý thôi. Xuân Yến đứng dậy nói, ta đưa đại nương đến xem, thế nào? Mộng Tình lập tức vui mừng đứng lên nói, Yến tử, tốt lắm. Chúng ta đến xem, có lẽ ta có thể trị được thương thế. Vương Ngọc Phân than, thương thế của cô ta không cần phải chữa trị cũng có thể lành. Huống hồ chính bản thân cô ta cũng là một đại phu. Chỉ có điều, ai, vấn đề của cô ta quả thực là khó xử lý tiểu tử đó, nữ nhân nào cũng dám làm, đúng là loạn. Hoa Sơ Khai cùng Âu Dương Chân nhìn nhau, hai phu phụ mặt đều đỏ hồng lên. Mộng Tình cùng Xuân Yến rời khỏi đại sảnh. Xuân Yến nói, tiểu thư, cuối cùng cũng được gặp người. Xuân Yến rất nhớ người. Bà ta lao vào lòng Mộng Tình thổn thức. Mộng Tình bèn ôm lấy bà ta rồi chậm chậm tiếp tục đi. Xuân Yến nói tiếp, tiểu thư, em để nó xuất hiện ngoài giang hồ. Người không nổi nóng với em chứ? Mộng Tình vuốt mái tóc nàng ta, nói, mấy năm nay, thật cực khổ cho muội phải không, Yến tử? Xuân Yến nói, tiểu thư, em sống rất tốt, chỉ có tiểu tì mới hiểu được quyết định của tiểu thư nhưng kết quả cuối cùng lại không được như ý. Tiểu thư, người không trách em chứ? Mộng Tình than, có lẽ đây là số mệnh, nguyên lai nó đã thuộc về giang hồ. Cho dù ta ngàn lần không muốn thì nó vẫn khiến cho giang hồ phải thất bát náo loạn. Trước đây đặt tên cho nó là Hy Bình là hy vọng nó vĩnh viễn bình an và bình tĩnh an phận sống đến hết đời. Đến giờ mới biết đặt cái tên đó thực là một sai lầm. Có lẽ hiện tại nó vẫn bình an nhưng làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Bất quá chỉ trong vòng có nửa năm ngắn ngủi, nó đã khiến giang hồ nháo nhào cả lên. Ai, nếu để người trong giang hồ biết được nó thực sự là con của ai thì có lẽ nó sẽ không được may mắn như vậy nữa. Xuân Yến nói, tiểu thư, đã bao nhiêu năm rồi, người có tin tức gì về Lâm công tử không? Mộng Tình trả lời, từ sau trận chiến đó, ta không còn biết một tin tức gì về hắn nữa. Cũng không biết rằng hắn còn sống hay đã chết, có lúc ta rất hận hắn vì không ngó ngàng gì đến hai mẹ con ta. Nhưng nếu gặp được hắn chắc ta cũng không biết phải làm gì. Hiện tại ta cũng không còn trẻ, đại cuộc võ lâm đối với ta đã không còn quan trọng nữa, ôi! Xuân Yến than, kỳ thực em luôn tin rằng Lâm công tử là người đã dám làm thì dám chịu. Chàng đã từng nói không giết trưởng môn nhân của võ lâm tứ đại thế gia thì chắc chắn chàng không giết.
Nếu như quả thực là chàng giết, với tính cách của mình, chàng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Mộng Tình nói lại, có lẽ mọi người đã sai lầm. Xuân Yến lại hỏi, dường như lúc đó Lạc U Nhân tỷ không tin tưởng Lâm công tử. Yến tử, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Mộng Tình từ chối tiếp tục vấn đề này. Bà đổi sang một chủ đề khác, thằng Hy Bình trông giống ai? Xuân Yến trả lời, về thân thể hình dáng Hy Bình trông rất giống Lâm công tử nhưng về khuôn mặt thì nó giống tiểu thư hơn. Chỉ có điều là cặp mắt của nó với Lâm công tử hầu như nhau. Nhưng điểm kỳ quái là thường mọi khi nó trông rất giống tiểu thư, chỉ trong khi giao đấu thì nó mới có ánh mắt như của Lâm công tử. Nói về tính tình thì nó bị ảnh hưởng của lão đầu tử của muội, không có một tí gì giống so với của hai người. Bất kể thế nào nó là một thằng quấy rối luôn làm người khác phải đau đầu. Mộng Tình nói, ta sợ nó cũng sẽ giống như phụ thân hắn trước đây vì thế mới không cho phép nó bước chân vào giới võ lâm. Xem ra trong lòng nó cũng được di truyền sự lãnh khốc và tàn nhẫn từ phụ thân. Ta thực sự lo rằng nó có thể trở thành một tên sát nhân cuồng ma như cha nó. Kỳ thật từ tổ phụ cho đến phụ thân của nó đều với máu của giới võ lâm. Nó có thể là ngoại lệ chăng? Xuân Yến nói, Hy Bình mặc dù thích đánh nhau nhưng nó chẳng bao giờ giết người. À em nhìn nó lớn lên nên em hiểu nó. Tiểu thư, nó rất xấu tính nhưng nó không thích giết người. Có lẽ điều này là do trong người nó còn có một nửa dòng máu của tiểu thư. Lúc bình thường nó rất thiện lương. Thật vậy đó, Yến tử không nói dối tiểu thư đâu. Nếu tiểu thư nhìn thấy nó nhất định sẽ rất vui. Dù gì đi nữa, nó thủy chung vẫn là cốt nhục của tiểu thư mà. Mộng Tình buồn buồn đáp, đúng thế, nó vốn là do ta sinh ra. Trước đây, ta thật sự phải nén lòng để ngươi mang nó đi. Bao năm trôi lúc nào cũng đều nhớ đến nó. Nếu mọi thứ có thể quay trở lại, ta nguyện dù có phải chịu muôn ngàn sự trừng phạt, cũng không để nó rời khỏi ta. Xuân Yến nói, tiểu thư, có nên kể sự thật với nó không? Mộng Tình trả lời, để sau hắng tính, ta sợ nó không có đủ can đảm để đối mặt. Hơn nữa, ta cũng như nó có nỗi khổ tâm khi đối mặt với nó. Trước sau gì ta cũng nợ nó quá nhiều. Không biết nó có tha thứ cho người mẹ nhẫn tâm này hay không? Nói xong, hai hàng lệ từ từ lăn xuống khuôn mặt mỹ lệ của bà. Xuân Yến nức nở, tiểu thư, nó nhất định sẽ hiểu người cũng có nỗi khổ tâm của người. Mộng Tình gượng cười hỏi, Yến tử, chung quy nó có bao nhiêu vợ vậy? Xuân Yến suy nghĩ một lát, nói, muội cũng không rõ, chắc đã nhiều lắm thì phải. Mộng Tình lại nói, ta vẫn định nhận hai đứa Mộng Hương và Bảo Nguyệt làm con dâu. Bây giờ xem ra chắc không nên làm hại bọn nó mới đúng. Xuân Yến nói thêm, tiểu thư, Tiểu Nguyệt của chúng em cũng là nữ nhân của nó. Thật không? Mộng Tình kinh ngạc nhiên hỏi lại, chúng không phải là huynh muội sao? Sao lại phát sinh cớ sự như thế? Xuân Yến đã nghe nói về sự tình éo le của Tiểu Nguyệt và Hy Bình, bèn nói, Hy Bình và Tiểu Nguyệt vốn từ thuở nhỏ đã phân ly cũng chẳng có tình huynh muội gì cho lắm. Đến khi gặp lại chúng không nhận ra nhau, nhưng lại cùng nhau làm cái việc kia. Đến khi nhận ra nhau thì Nguyệt Nhi đã có cảm tình nam nữ sâu đậm với Hy Bình rồi. Bọn em cũng đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi. Mộng Tình nói, những người khác có biết không? Xuân Yến nói, chuyện của chúng, chỉ có hai vợ chồng muội biết mà thôi. Ngoài ra, muội nghĩ thê tử của Hy Bình chắc cũng biết rõ. Bất quá bọn chúng không nói, cứ để mặc cho huynh muội chúng duy trì mối quan hệ đặc biệt này. Cũng không biết bọn chúng nghĩ thế nào. Mộng Tình thở dài, may thật. Hai nàng vừa đi vừa bàn luận, cũng vừa lúc đến trước cửa phòng của Hoa Lôi. Vừa gõ cửa phòng, bên trong vọng ra giọng nói của Hoa Lôi, ai đấy? Xuân Yến nói, Lôi Lôi, là ta. Hoa Lôi im lặng một lúc, rồi nói, mời vào, cửa chỉ khép thôi. Hai nàng đẩy cửa bước vào. Hoa Lôi vừa thấy Mộng Tình, hai mắt mở to đờ ra, ngạc nhiên kêu lên, Mộng Tình tỉ tỉ. Mộng Tình vừa nói vừa mỉm cười, muội có khỏe không? Tiểu tinh linh của ta. Hoa Lôi đỏ mặt nói, muội vẫn khỏe, tỷ đến khi nào? Mộng Tình và Xuân Yến ngồi xuống giường bên cạnh Hoa Lôi. Mộng Tình trả lời, vừa được một lúc, liền đến thăm muội đây. Sao vậy, vẫn còn tưởng nhớ sư huynh của muội không chịu xuất giá sao? Muội đã không còn là tiểu tinh linh thuở nào nữa rồi nha. Hoa Lôi mặt càng đỏ hơn, giận dỗi nói, tỷ tỷ, tỷ đừng chọc ghẹo người ta. Mộng Tình nói, ta nghe nói cái tên tiểu tử hư hỏng đó luôn quấy rầy khiến muội phải tức giận. Hoa Lôi nhất thời không kịp phản ứng,
hỏi, tên tiểu tử hư hỏng nào? Mộng Tình vừa mỉm cười vừa nói, muội đã có lần nói rằng, những cái mê người của nó đánh đổ không biết bao nhiêu phụ nữ, muội không nhớ sao? Hoa Lôi nói gấp, cái tên hỗn đản đó, e hèm. Nàng đột nhiên đổi giọng, tỷ tỷ, tỷ nói Hy Bình à. Hắn không dám quấy rầy muội đâu, muội là trưởng bối của hắn mà. Thật sao? Xuân Yến cười, ta nghe nói hắn đã giúp muội tắm, phải hay không, Lôi Lôi? Hoa Lôi sợ hãi nói, làm sao tỷ biết? Ôi, không phải, không có chuyện ấy. Nhất định là người khác đặt điều. Xuân Yến nói, muội không cần giấu giếm. Ta đã biết Hy Bình ở đây với muội cả đêm qua. Hôm nay muội lại không thể ra khỏi giường. Sau này muội phải cùng Hy Bình gọi bọn ta là nhạc nương, được hay không? Hoa Lôi nhẹ giọng, không được, chuyện này vô cùng hổ thẹn. Lôi Lôi không gọi đâu, chỉ gọi là tỷ tỷ thôi. Nàng cuối cùng cũng thừa nhận giữa nàng và Hy Bình có quan hệ. Cũng không còn cách nào khác cả, giang hồ đều biết, không thừa nhận cũng không được. Xuân Yến vừa mỉm cười vừa nói, việc xấu hổ muội cũng đã làm rồi, còn sợ cái điểm nhỏ đó sao? Hoa Lôi đỏ mặt tía tai cãi lại, nhưng mà, đều tại cái tên hỗn đản đó mà nên. Hắn đã trở về chưa? Muội không thể tha thứ cho hắn. Hôm qua hắn cưỡng ép muội, món nợ này không thanh toán không được, hừm. Mộng Tình nói, có thật là nhi tử của bọn ta đã cưỡng ép muội không? Ồ, trước kia lúc muội bồng nó cứ hôn liên tục vào má bé xíu của nó. Ta cũng từng nói với muội là, có vẻ muội rất thích nó. Chờ nó lớn lên, rồi lấy nó thật là tốt, cũng không ngờ được khi nó lớn lên, nó lại đến với muội mà dương cung bá vương. Xem ra muội không lấy nó thì không được, ta nghĩ, muội đã nhận thấy nó có cái gì đó giống với đứa bé mà muội thường hôn nó, ha ha. Xuân Yến cũng cười theo. Hoa Lôi e thẹn, tỷ tỷ, mấy tỷ đừng nói cho hắn biết muội từng hôn hắn nhé. Nếu không hắn sẽ lại càng đắc ý. Mộng Tình nói, được, bất quá muội cứ gọi bọn ta một tiếng, nương trước. Bọn ta nghe xong cảm thấy vui vẻ, tất sẽ không nói, sao nào. Hoa Lôi lúng túng, bọn họ bất quá chỉ cách nhau vài năm tuổi, kêu một tiếng nương bảo nàng làm sao kêu được. Nhưng tiểu tướng công của mình là con trai bọn họ. Điều này chẳng phải khiến nàng thêm bối rối sao? Hoa Lôi đột nhiên chui vào chăn. Xuân Yến tức thì không bỏ qua cho nàng, nhấc cái chăn lên, nói cái chăn này chưa được thay, muội lại ấp vào đó. Chẳng lẽ lại muốn hoài niệm tư vị đêm qua à? Hoa Lôi giận dữ nói, bà xấu xa như vậy, không ngạc nhiên tại sao lại dạy dỗ ra một tên phôi đản như thế. Xuân Yến nói, Lôi Lôi, muội nói đúng, là ta dạy hắn lừa bịp muội. Nếu hắn không làm vậy, không phải muội cứ cùng ta tranh giành lão quỷ chết tiệt đó sao? Nói thật lòng, sư huynh của muội không thể có bản lĩnh khiến muội nằm trên giường suốt mấy ngày liền như thế. Hiện tại ngay cả ta hắn cũng ứng phó không lại, làm sao có thể buộc muội theo ta chịu khổ? Bởi vậy ta gọi nhi tử xuất thủ hỗ trợ phụ thân của hắn, bảo hắn vô luận thế nào cũng phải đưa muội lên giường. Hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta. Hoa Lôi nghe vậy liền tối tăm mặt mũi. Nói, hắn đã lấy đi sự trinh trắng của muội. Sau này muội phải làm thế nào? Lưỡng nữ lập tức hiểu được tâm tư đó của nàng, Xuân Yến cười nói, nhìn cái bộ dạng của cô kìa, cô đừng chối nữa. Cô không nghĩ rằng, khi nó lần đầu tiên xông bừa vào phòng tắm của cô, ta đâu có biết nó đến trường Xuân Đường. Với cá tính đó của nó, lại nhìn thấy cô là một đại mỹ nữ như vậy, lại còn cần ta phải ra lệnh cho nó nữa ư? Hoa Lôi mỉm cười sáng lạng. Nói tỷ tỷ đã biết hắn là tên háo sắc. Muội nói hắn cưỡng ép người ta, các tỷ tin chứ? Xuân Yến nói, tin chứ, sao lại không tin? Bất quá, hình ảnh đẹp đẽ của nó không hề cường bức muội khờ khạo quấn lấy hắn sao? Là ai đã nói cho hai tỷ biết? Đại ca muội à, thật là xấu hổ chết được a. Hoa Lôi chợt bật khóc thành tiếng, pha lẫn trong đó là tiếng cười không cố ý của Mộng Tình và Xuân Yến. Trong hội nghị, tâm tình của Đỗ Thanh Phong hoàn toàn hướng về phía Độc Cô Tuyết. Nhiều năm nay không gặp mặt, nàng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là trên đầu thiếu đi mái tóc đen thanh tú. Nàng mang dung mạo của một Nico, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tóc ngắn còn lưu lại trên đầu nàng. Cuối cùng, toàn bộ hội nghị bàn luận về chuyện gì, Đỗ Thanh Phong căn bản không biết rõ. Sau khi nhìn thấy Độc Cô Tuyết, ông ta thật sự đánh mất lý trí thường ngày của mình. Có lẽ phải nói là, cái hội nghị rối rắm này căn bản đối với Đỗ Thanh Phong không hề quan trọng.
Cái quan trọng đối với ông ta là sự xuất hiện đột ngột của Độc Cô Tuyết. Kết thúc hội nghị, Đỗ Thanh Phong cùng Hoàng Dương đi theo Vạn Diệu đến phòng của bọn họ. Vạn Diệu biết bọn họ có chuyện muốn nói liền dẫn Diệu Duyên đi ra ngoài, lưu lại ba người trong phòng. Độc Cô Tuyết ngồi trên cạnh giường, nói với bọn họ, ngồi đi. Hai gã tình địch Đỗ Thanh Phong và Hoàng Dương tự ngồi thành một hàng, đối diện với một Độc Cô Tuyết vẫn xinh đẹp như xưa nhưng giờ đã là Diệu Ý. Ba người nhất thời không nói câu nào, chỉ nhìn nhau một lúc lâu. Hoàng Dương không thể kiên nhẫn được nữa, nói, Tuyết muội, ai, ta phải nói gì đây? Độc Cô Tuyết nhếch miệng cười, nói, người muốn nói gì thì nói cái ấy. Ta đâu có quản ngươi. Thật vậy, ta thế nào lại ngốc như thế? Hoàng Dương vỗ vào trán của mình, nghĩ kỳ này không làm kẻ ngốc nữa. Đỗ Thanh Phong cuối cùng cũng lên tiếng, Tuyết, nàng vẫn tốt chứ? Trong ánh mắt Độc Cô Tuyết thoáng qua một tia u oán, thật sự rất giống với Đỗ Tư Tư. Nàng cảm thán nói, tốt hay không tốt cũng đã qua rồi. Hà tất phải quay lại so đo, còn người thì sao, cũng tốt chứ. Đỗ Thanh Phong nói, cũng đã qua rồi. Có điều thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nàng, luôn cảm thấy đã nợ nàng rất nhiều. Có lẽ là ta có lỗi đối với nàng, nếu không nàng đã không đi vào Vạn Diệu Am làm gì. Một khi đã đi thì đi đến 20 năm, những năm dài đằng đẵng đó thật sự như một cái chớp mắt. Độc Cô Tuyết nhìn chăm chăm vào Đỗ Thanh Phong. Người trước đây từng là trượng phu của nàng. Đến nay cũng vẫn là trượng phu của nàng, chỉ có điều, nàng không còn là thê tử của ông ta đã 20 năm rồi. Giờ phát hiện ra ông ta thay đổi có chút xa lạ, tịnh không giống lúc hắn còn trẻ, có lẽ vì đã già. Một người già, tính khí thường hòa dịu đi rất nhiều. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong ba câu cũng có đến hai câu làm người nghe không hiểu nổi, hoặc giả than thở đã trở thành một loại thói quen. Nàng đã từng rất yêu nam nhân này, nhưng chính vì yêu mà năm đó nàng mới rời bỏ hắn. Do lầm lạc nghĩ rằng hắn đã phản bội tình yêu của nàng. Nhưng sự thực chứng minh là nàng đã sai. Nam nhân này luôn yêu nàng, chỉ là một lần ngộ nhận, làm nàng kiên quyết rời bỏ hắn 20 năm. Nhưng đoạn thời gian đó đủ sức xóa bỏ bất cứ đoạn tình ái nào. Nàng còn yêu hắn không? Phải, có thể còn có yêu, nhưng có thể như thế sao? Trong cuộc sống của nàng, thực sự đã xuất hiện một nam nhân khác. Hơn nữa trong bụng của nàng còn mang hài tử của nam nhân đó. Nàng còn có thể trở về trong lòng của Đỗ Thanh Phong, lại làm thê tử hắn được sao? Nhiều vấn đề như thế hiện ra trước mặt nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, bất giác nhắm hai mắt lại. Cả hai nam nhân đồng thanh nói, nàng sao vậy? Độc Cô Tuyết hít thật sâu rồi mở mắt ra nói, không có gì, ta chỉ có phần hơi mệt mỏi. Đỗ Thanh Phong nói, bọn nàng vừa mới đến Đại Địa Minh, sao không nghỉ ngơi cho khỏe. Tuyết, Tư Tư rất nhớ nàng, cũng vì nàng mà hài tử đó đã nhiều năm không nói chuyện với ta. Độc Cô Tuyết nói, Thanh Phong, kỳ thật chuyện này mà nói lại là do ta sai. Chàng không trách cứ ta chứ. Đỗ Thanh Phong, có gì mà trách cứ chứ. Không phải ai đúng ai sai cũng vậy thôi sao. Tất cả đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Ta chỉ muốn hỏi nàng. Nếu như ta mang nàng trở về nhà, nàng có thể trở về không? Độc Cô Tuyết nói, ta không có nhà. Nhiều năm trước cũng không có nhà. Hai mắt nàng đã ứa lệ, cũng vì những năm cô tịch này mà tuôn lệ. Hoàng Dương kích động nói, nàng sao lại không có nhà? Nếu Đỗ lão đầu không cần nàng thì nàng đến nhà chúng ta. Độc Cô Tuyết quay sang nhìn Hoàng Dương. Nam nhân này cũng từng điên cuồng theo đuổi nàng. Có điều nàng tịnh không yêu hắn mà lại lựa chọn Đỗ Thanh Phong. Nhưng cuối cùng Đỗ Thanh Phong cũng bị nàng vứt bỏ. Đây có phải là một dạng trò chơi tình ái hay không? Nàng cười khổ nói, có lẽ ta thật sự sẽ đến nhà ngươi. Lúc đó ngươi không ghét bỏ ta mới được. Sắc mặt Đỗ Thanh Phong trở nên ảm đạm. Hoàng Dương thật sự cao hứng nói, ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng. Ai, có điều nhà ta có một con hổ cái. Cũng không biết nàng ta có đồng ý cho ta lấy nàng không? Hoàng Dương cũng có chút e ngại. Hoàng tiểu tử, người đừng có ở đây mà quấy nhiễu, nàng là thê tử của ta, người lấy cái gì? Người còn nói bậy, ta sẽ ném ngươi ra ngoài, Đỗ Thanh Phong hằn học nói. Hoàng Dương trừng mắt nhìn Đỗ Thanh Phong, kháng nghị nói, uy, Đỗ lão đầu, ta sợ ngươi sao? Người ngoại trừ dụng bạo lực ra còn có gì hơn so với ta? Hay để chúng ta so bì y thuật, còn nữa, đừng quên, hai nữ nhi của ngươi đều là người của hoàng gia chúng ta, đều là con dâu của ta.
ngươi dám đối với ta như thế sao? Nếu không phải ngươi ban đầu đối đãi với Tuyết muội không tốt, nàng ta sao lại đi làm ni cô, ngươi nghĩ làm ni cô hay lắm hay sao? Mẹ nó, hàng ngày ăn toàn rau xanh, ăn đến cả người đều xanh lè. Đỗ Thanh Phong nhíu mày lại nói, sao ngươi nói nhiều như vậy? Ta nghĩ vậy là còn ít, Hoàng Dương vẫn giữ thế đối đầu với ông ta, dù gì cũng đã là thế tình địch, mỗi thời mỗi khắc đều phải kiên trì như thế. Độc Cô Tuyết nói, Dương ca, không nên trách Thanh Phong. Ta đã nói rồi, đây là do ta sai. Tốt thôi, ta không thích tranh với hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không nói lại ta. Ngoài miệng Hoàng Dương nói như thế nhưng trong lòng thật sự lại nghĩ khác, hắn luôn dùng quyền đầu đàm phán với ta, nếu không sợ quyền đầu của hắn, trên tình trường, ta cũng không thể thua hắn. Hoàng Dương quả nhiên là đệ tử giỏi của trường Xuân Đường, có chút tác phong giống như Hoa Tiểu Ba, miệng thì không nói, trong lòng thì lẩm bẩm không ngừng. Đỗ Thanh Phong không thèm để ý đến lời huyên thiên của ông ta, hướng sang Độc Cô Tuyết nói, nàng quyết định vĩnh viễn không theo ta trở về nhà sao? Độc Cô Tuyết nói, ta chỉ muốn gặp Tư Tư, người khác ta đều đã gặp cả rồi. Hơn nữa, ngươi hiện tại cũng đã có một Vương Ngọc Phân, tịnh không thiếu nữ nhân bồi thiếp ngươi. Ta đã sống lặng lẽ như vậy 20 năm, cho dù lại 20 năm như thế, đối với ngươi đối với ta đối với mọi người đều chẳng thương hại gì. Ngươi hiểu được ý tứ của ta chưa? Đỗ Thanh Phong trầm mặc trong chốc lát, trầm trọng nói, Tuyết, ta hiểu rồi. Hoàng Dương đột nhiên hướng sang Đỗ Thanh Phong hét, Đỗ lão đầu, ngươi tính toán thế sao, ngươi chịu thế này là tốt à? Ngươi còn muốn Tuyết muội ăn rau đến khi nào? Ngươi cái lão tiểu tử này, sự mạnh mẽ năm xưa đã đi đâu rồi hả? Độc Cô Tuyết mỉm cười, đột nhiên thần sắc đại biến, miệng như muốn ói. Hai người đại kinh, chạy qua đỡ nàng. Đỗ Thanh Phong lo lắng hỏi, Tuyết, nàng thấy không khỏe sao? Không phải có bệnh chứ? Hoàng Dương, ngươi mau lại khám cho nàng. Hoàng Dương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Độc Cô Tuyết với một loại nhãn thần kỳ quái, đột nhiên thả nàng ra, nói với Đỗ Thanh Phong, Đỗ lão đầu, Tuyết muội chỉ bị suy nhược, để nàng nghỉ ngơi một lát sẽ không sao cả. Chúng ta ra ngoài, không nên quấy nhiễu nàng. Nói xong, quay sang nháy mắt với Đỗ Thanh Phong. Đỗ Thanh Phong đặt Độc Cô Tuyết nằm xuống, thật không muốn đi theo Hoàng Dương ra ngoài. Ra khỏi Đại Địa Minh, Hoàng Dương đột nhiên nói, ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi mau ra đây không? Đỗ Thanh Phong lắc lắc đầu. Hoàng Dương vui vẻ một lúc, rồi lại buồn bã nói, Tuyết muội có thai rồi. Cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem nào. Đỗ Thanh Phong hai tay nắm chặt hai vai Hoàng Dương, khuôn mặt kích động đến nhợt nhạt. Như thể bất chợt già đi vài tuổi. Hoàng Dương nói, sau khi ta đỡ nàng thì cũng đã bắt mạch cho nàng. Từ mạch tượng của nàng cho thấy rõ là nàng đã có thai. Vì vậy ta mới cấp bách kéo ngươi ra ngoài để nói với ngươi. Đỗ Thanh Phong bình tĩnh lại nói, nàng ta là Nico, sao lại có thai được? Hoàng Dương nói, ngươi không tin vào năng lực của ta sao? Ngươi cũng nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của nàng. Ngươi đã có hơn hai lão bà, chắc ngươi phải biết rõ. Đỗ Thanh Phong thả lỏng hai tay vô lực rơi xuống, chậm chạp nói, chả trách nàng, bắt đầu để lại tóc. Có lẽ vì chuyện này, nàng ta là người hơn 40 tuổi, thực sự còn muốn thế này à, ai? Hoàng Dương nói, theo ta thấy, bảo rằng nàng ta đã yêu một nam nhân khác tựa hồ không có khả năng. Nhưng nàng thật sự có thai, chỉ có một cách giải thích, đó là nàng bị người khác cưỡng gian. Đỗ Thanh Phong ngẫm nghĩ, rồi lắc lắc đầu, nói, không thể có khả năng này. Nếu như thật nàng bị cưỡng bức, với tính cách của nàng, căn bản không thể lưu lại hài tử. Hơn nữa, ta không thấy trong lòng nàng có gì bi thương. Nàng thực sự rất bình tĩnh. Hoàng Dương nói, tính cách cũng có thể thay đổi. Cũng đã nhiều năm qua rồi. Ai mà không thay đổi chứ? Đỗ Thanh Phong lẩm bẩm nói, ai mà không thay đổi chứ? Có lẽ, mọi người đều thay đổi, mà không thể quay đầu lại được nữa. Kỳ thực, có thể nhìn thấy nàng một lần nữa, ta đã thỏa mãn rồi. Những năm này, ta sống rất buồn chán, thật sự rất đau khổ. Cho dù nàng nguyện ý trở về bên cạnh ta, ta cũng không dám tiếp thụ nàng. Cả cuộc đời này ta đã có lỗi với hai nữ nhân. Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn lại nói như vậy. Đỗ Thanh Phong lúc trước không thể giống như thế này, Hoàng Dương đột nhiên cảm thấy Đỗ Thanh Phong thật sự đã già, trong lòng không khỏi cảm khái cuộc đời nương dâu. Hoàng Dương nói, lão huynh, đừng như thế nữa. Đến lúc này, ông ta cuối cùng cũng gọi Đỗ Thanh Phong làm lão huynh.
Đó là lời nói biểu tượng tình cảm hình thành trong nhiều năm nay. Đỗ Thanh Phong cười khổ, nói, kỳ thật cũng không có gì. Ngươi không cần rối rít như vậy, ta cũng không muốn truy cứu hài tử trong bụng tuyết là của ai. Những việc này đã không còn đến lượt ta quản, ta cũng không muốn làm nàng khó xử. A Dương, đáp ứng ta, đừng nói chuyện này ra ngoài. Hoàng Dương nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta cũng từng yêu nàng sâu sắc như vậy, ta có thể để nàng chịu khổ sao? Đỗ Thanh Phong than thở, tuyết, ta chỉ có thể vì nàng làm như thế thôi. Nàng nếu thật sự có thời gian rảnh, quay về ngắm nhìn nữ nhi của nàng. Nó rất giống nàng nha, hiện tại nó đang rất hạnh phúc, vì nó gặp được tên ác ma Hoàng Hy Bình. Hắn tựa hồ đang nói với Độc Cô Tuyết, nhưng Độc Cô Tuyết tịnh không có ở đây. Hơn nữa, phảng phất như là tự nói với mình, ý tứ trong đó rất ít người hiểu được, nhưng Hoàng Dương thì có thể hiểu được. Một anh hùng thường hay khiến một nữ nhân thương tâm thống khổ, nhưng một ác ma luôn liều lĩnh bảo vệ người hắn yêu. Vì ác ma chỉ vì lòng tư dục mà tồn tại, nhi tử của ta thực là loại ác ma này. Đỗ Thanh Phong thừa nhận những lời của Hoàng Dương nói. Mộng Tình muốn ly khai. Lúc bà sắp đi, Bảo Nguyệt đột nhiên nói muốn đợi ở đây một lúc nữa. Mộng Tình cười cười đáp ứng. Mộng Hương lập tức nói với sư phụ nàng cũng lưu lại bồi tiếp Bảo Nguyệt. Mộng Tình đi một mình. Mẹ, mẹ đã khóc rồi. Tiểu Nguyệt đến gần bên Xuân Yến, giơ tay lau nước mắt cho bà. Xuân Yến nói, vừa rồi gió thổi tới, nhãn tình có chút không thích ứng kịp. Ai, người già rồi, nhãn tình không thế nào còn tốt được nữa.